Ông cụ hoác chân mày trầm xuống. Trước kia, khi anh ra mắt cái người nhạc hạ thu đó, so với Khương Tuyết Nhu, càng không khiến cho ông thích. Trên cái thế giới này, không có bác sĩ tâm lý khác sao? Hết lần này tới lần khác, muốn cô ta tới trị bệnh cho con, đổi người khác đi. Bà cụ hoác gật đầu. Không sai, con đem bạn gái trước, kêu đến chữa bệnh, không có nghĩ tới cảm nhận của vợ con hay sao? Khương Tuyết Nhu thở phào nhẹ nhõm, dáng vẻ của hai ông bà cụ có vẻ không có thích nhạc hạ thu. Hoác Anh Tuấn cười khổ, quý tử uyên nói cô ấy trước mắt là bác sĩ tâm lý đứng đầu của nước miên trước khi mời cô ấy tới cũng không nghĩ tới cô ấy lại là nhạc hạ thu ông cụ hoắc trầm ngâm một chút gật đầu được rồi nhưng mà con phải chú ý một chút không được phạm phải sai lầm ông không hy vọng con lại đi vào vết xe đổ của mẹ con ông nội con chắc chắn sẽ không hoắc anh tuấn gật đầu một cái trên đường đến công ty hoắc anh tuấn gọi điện cho nhạc hạ thu nói cho cô biết địa điểm chữa bệnh thật ra thì em đã liệu được Đi biệt thự thì đi biệt thự Nhưng mà ông nội bà nội anh Vốn cũng không thích em Em cảm thấy hơi lo lắng Đã cùng nói với bọn họ Bọn họ có thể hiểu được Vậy thì tốt Nhà hạ thu trầm ngâm một chút và nói Nhưng mà em nói thật với anh Vốn là em đã lập ra một phương án chữa trị Bây giờ đổi địa điểm Lại phải sửa đổi lần nữa Có thể sẽ không mau bình phục giống như trước Hy vọng anh có thể hiểu được Hoặc là Tuấn nhíu mày một cái Anh dĩ nhiên muốn sớm bình phục nhưng mà khương tuyết nhu rất để ý chuyện anh với nhạc hạ thu đơn độc ở chung với nhau vậy quả thực cũng không có biện pháp được rồi cô tối hôm qua không có sao đấy chứ cô tại sao không nói với tôi là cô không đi xe tôi có thể bảo tài xế đưa cô trở về được rồi ngày hôm qua loại tình huống đó anh đối với em càng tốt vợ anh sẽ càng hiểu lầm nhạc hạ thu nói thật nhỏ em không muốn phá hư việc anh thật vất vả mới tìm kiếm được hạnh phúc hoặc anh tuấn đẻ ép thái dương hạ thu thật ra thì cô cũng có thể tìm được hạnh phúc chúng ta không có duyên phận nhưng có một người luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho cô anh nói đúng dung đức nhạc hạ thu phức tạp mở miệng ừ cậu ta thực ra trước kia chỉ có thích cô không cần dung đức xứng đáng tìm được người tốt hơn cái loại toàn hoa này không xứng với anh ấy càng không xứng với anh thôi không nói cái này nữa anh đi làm việc đi buổi tối em sẽ tới biệt tự của mọi người cúp điện thoại hoặc anh tuấn thở dài anh là hy vọng nhạc hạ thu sớm một chút tìm được một nửa kia, như vậy có thể khiến cho Khương Tuyết Nhu yên tâm một chút mà mình cũng bớt đi bớt chút ấy náy. Tập đoàn Hồng Nhân Trong phòng làm việc, sau khi Khương Tuyết Nhu kiểm tra một chút tình trạng của công ty, phát hiện khoảng thời gian này mình mặc dù không có tới nhưng mà tình trạng của công ty lại tốt lên rất nhiều. Tổng giám đốc Ngô cười ha hả và nói, cậu cào hoác thật không hổ danh là người giàu nhất nước Nguyệt Hàn. Mỗi ngày, mặc dù chỉ ở công ty chúng ta một lúc, để mà xử lý công chuyện nhưng mà cậu quả hoắc thực sự là thiên phú ở mảng cửa hàng tổng hợp này chỉ thị hết mấy cái công ty cách kiếm tiền tất cả các trung cư của tập đoàn chúng ta ở khắp nơi đều sắp được bán hết khương tuyết du có chút chua chát chết tiệt có vài người nhìn đẹp trai như vậy thôi cũng được đi thiên phú buôn bán còn phải nghiền ép người khác có muốn làm quá mức đến như vậy hay không làm cô cảm giác cái ghế chủ tịch này của mình có tồn tại cũng như không đúng rồi Công ty chúng ta tới Kinh Đô phát triển cũng hơn nửa năm. Trừ việc thu được cái mảnh đất ven đường biển kia ra, thế còn những mảnh đất khác đều không có chút tiến triển nào. Hưởng Tuyết Nhu bất mãn hỏi. Tổng giám đốc Ngô cười khổ. Chủ tịch Hương, cô có chỗ không biết. Thật sự là vì vệ phòng đó ỉ vào việc cháu gái mình trở thành phó tổng giám đốc Diệp Thị. Hơn nữa, hai nhà Diệp Sở sắp đám hỏi. Tóm lại, những thứ đất tốt kia đều được nhà họ vệ giữ trong túi rồi. Khử Tuyết Nhu chớp mắt, khe khẽ gõ một cái trên bàn không gấp. Chờ cho chuyện Diệp Minh Ngọc căn bản không phải con gái của Diệp Gia Thanh bị phanh phui ra ngoài. Nhìn nhà họ vệ làm sao có còn phách lối nữa. Đúng rồi, Chủ tịch Khương, cô với tập đoàn nhạc thị trước đây cũng có quan hệ thân thiết. Hôm nay mới có một vị đến nhậm chức Tổng Giám Đốc. Cô có cần gọi điện thoại tới chúc mừng hay không? Tổng Giám Đốc Ngô nhắc nhở, Khương Tuyết Nhu sững sò một chút. Ai? Là nhạc trạch đàm, con trai của vợ trước của nhạc Hoàng Bách. Trước nghe nói cậu ta năng lực không tốt chút nào, nhưng mà không nghĩ tới mới vừa lên đảm nhiệm thì Hoắc thị bên kia đã đồng ý cung ứng toàn bộ con chip mới cho bọn họ. Khương Tuyết Như sắc mặt hơi khó chịu, lại là tên cặn bã nhạc Trạch Đàm, người như vậy mà lại đi cướp vị trí của nhạc Tiêu Nhi. Không cần phải nói, sau lưng khẳng định không thiếu được âm mưu của nhạc Hạ Thu, chính cô ta đã nói với Hoắc Anh Tuấn. Trước kia, cô đã vì nhạc Tiêu Nhi mà đi cầu xin Hoắc Anh Tuấn như vậy, anh cũng chưa từng giúp tập đoàn nhạc thị. Bây giờ, nhạc Hạ Thu trở lại một cái Nhạc Trạch Đàm được làm tổng giám đốc, còn chip cũng được cung cấp qua. Hoặc anh Tuấn ơi là Hoặc anh Tuấn, coi như anh chưa từng nghĩ cùng nhạc Hạ Thu hợp lại, nhưng trong lòng anh tuyệt đối vẫn còn có nhạc Hạ Thu. Nếu như không phải là cô vì đứa trẻ này, khẳng định nhạc Hạ Thu cũng quan trọng hơn so với cô. Khương Tuyết Nhu hít một hơi thật sâu, không tức giận, không tức giận vì tiểu bảo bối không được để mất khống chế. Đang suy nghĩ, anh Tuấn thật lòng yêu em gửi tới một tin nhắn. Đưa em gái anh đi chết đi, đồ cặn bã." Khương Tuyết Nhu đem điện thoại di động ném một cái, không nghĩ đến anh. Hơn 10 phút sau, hoặc Anh Tuấn gọi điện thoại tới, "Cục Cưng, tại sao không trả lời tin nhắn của anh?" Không muốn trả lời, Khương Tuyết Nhu thật rất muốn tiếp tục giả bộ Bạch Liên Hoa, nhưng mà tức giận khiến cho cô giả bộ không được. "Vì sao?" hoặc Anh Tuấn không giải thích được, "Có phải công ty có người chọc em hay không? Là anh chọc tôi." Khương Tuyết Nhu tức giận nói, "Tại sao lại để cho nhạc Trạch Đàm ngồi lên vị trí tổng giám đốc nhạc thị?" anh biết rõ anh ta lúc trước ở quầy rượu làm nhục tôi cũng là do anh ta làm những chuyện hư hỏng kia khiến cho tôi thiếu chút nữa bị giang thư hằng giết chết có phải chỉ cần một câu nói của nhạc hạ thu thôi hay không dù là người này không chuyện ác nào mà không làm anh cũng sẽ đi tới giúp anh ta anh quên rằng trước đây anh đã đồng ý với tôi sẽ không quan tâm anh ta nữa hoặc anh tuấn nhức đầu anh bắt đầu nhằm vào nhạc thị chủ yếu là bởi vì nhạc tiêu nhi thôi đi anh trước kia cũng là muốn ra vẻ với tập đoàn nhạc thị còn không phải là bởi vì nhạc hạ thu trở lại nhất định là cô ta đi cầu xin anh cô ta cầu anh anh liền đồng ý tôi cầu anh một chút cũng không được rốt cuộc thì ai là vợ anh tuyết nhu chúng ta lại phải ồn ào sao vậy anh tại sao cứ phải chọc tôi tức giận anh không quản chuyện nhà họ nhạc sẽ chết sao khương tuyết nhu cúp điện thoại trong lòng nặng nề cô cảm giác được mình căn bản kém hơn nhạc hạ thu cô thiếu chút nữa thương tâm lại muốn khóc nhưng mà lần này không nghĩ vì anh rơi nước mắt nữa thật không đáng giá buổi chiều cô đi đến bệnh viện thăm diệp gia thanh bác sĩ an kiệt nhân nói cho cô một tin tốt bố của cô chỉ cần hai tháng nữa là có thể tỉnh thật không khương tuyết nhu mừng rỡ khôn xiết. đây đã là tin tức tốt nhất mấy ngày nay rồi trước kia thật không nhớ nhung đến diệp gia thanh như vậy bây giờ rất hy vọng ông ấy có thể tỉnh ít nhất mình còn có một người nhà có thể dựa vào bố bố nhanh tỉnh lại mau lên đi còn bây giờ rất khổ cực còn rất cần có bố nước mắt rơi vào trên mu bàn tay của diệp gia thanh Cô không chú ý tới, tay Diệp ra thai nhẹ nhàng giật giật. Sau đó, Khương Tuyết Nhu lại đi ghé qua phòng bệnh của nhạc Hoàng Bách. Vừa đi vào, liền thấy nhà Hoàng Bách một mình chật vật, không người đi lấy bô đi tiểu. Bác trai, để con giúp bác. Khương Tuyết Nhu vội vàng đi hỗ trợ. Còn là bạn của nhạc Tiêu Nhi. Cảm ơn, nhà Hoàng Bách ngượng ngùng nhận lấy. Một lát sau, Khương Tuyết Nhu từ phòng vệ sinh đem nước tiểu đi đổ. Lúc đi ra liền hỏi, bác trai, làm sao mà chỉ có một mình bác ở đây? Gì đâu, người hộ lý đâu? hộ lý sáng nay không tới dì con buổi sáng trở về thu dọn đồ đạc rồi bảo là muốn đem bác chuyển tới thanh đồng để chữa trị nhưng vẫn chưa có tới điện thoại cũng không gọi được nhà khoảng bách có chút nóng nảy đáng tiếc cái bộ dạng này của bác không về nhà được bằng không bác cũng muốn tự mình đi tìm bà ấy nhưng mà lúc nãy thật may có minh kiều tới bác đã nhờ cô ấy đi tìm sầm gia hân khước tuyết nhu chợt nhớ tới ngày đó nhạc tiêu nhi sốt ruột nói với hai vợ chồng bọn họ hãy nhanh một chút rời khỏi vô hình lại là loại dự cảm xấu. Không phải bác còn có con trai sao? Còn có Nhạc Hạ Thu, cô ta cũng đã trở lại, không tới chăm sóc cho bác sao? Nhạc Hạ Thu? Nhạc Hoàng Bắc kinh ngạc, con bé không chết sao? Bác không biết là cô ấy vẫn còn sống, sao cô ta lại không tới tìm bác? Khương Tuyết Nhu cũng hết ý kiến, bố nằm viện mấy ngày, Nhạc Hạ Thu có thời gian rảnh rỗi đi tham gia tang lễ của Nhạc Hạ Tuyền, nhưng hoàn toàn không đến thăm bố ruột, coi như bố đã tái giá, nhưng cũng không thể như vậy. Bác thật không biết. Nhà Quảng Bách bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười khổ. Được rồi, đối với hai đứa con này, có nuôi cũng như không vậy. Thật may, bác đã sớm đoán được, đời này chỉ có thể dựa vào nhạc tiêu nhi với sầm gia hân. Đáng tiếc, nhạc tiêu nhi. Ông vừa nói, đáy mắt vừa ngấn lệ trực trào ra. Bác buổi chiều mới nói với tiêu nhi, nếu không chịu được thì bảo con bé đem công ty đi bán. Ba người một nhà rời khỏi chỗ này. Không nghĩ tới vừa quay đầu liền xảy ra chuyện. Khương Tuyết Nhu liền hỏi, bác ơi, bác có biết là nhạc trạch đàm bây giờ đang điều khiển của công ty không? Nhạc trạch đàm, nhạc hoàng bách tinh ngạc sau đó lắc đầu liên tục. Cái tên nghiệp xúc này có năng lực gì để trông coi nhạc thị chứ? Cả đời này của bác hối hận nhất chính là sinh ra đứa con trai này. Chuyện xấu không chừa, làm những việc xấu xa nhưng không bị giam lại. Nếu là nó lên làm tổng giám đốc, sau này nhất định sẽ càng ngày càng ngông cuồng. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, không nghĩ tới nhạc hoàng bách đối với đứa con trai này bất mãn đến như vậy. Nhưng mà lời ông nói cũng là nói thật. Một lát sau, nhà hoàng bách thờ hồn hển khoát khoát tay. Được rồi, chuyện của nhạc thị bác cũng không muốn quản nữa. Bây giờ bác chỉ muốn cùng sầm gia hân rời khỏi kinh đô. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp để cứu Tiêu Nhi. Tiêu Nhi nhất định là oan uổng. Bác biết nó không thể nào hại nhạc hạ tuyền. Nó với đứa bé nhạc hạ tuyền trước kia chơi cũng không tệ lắm. Khương Tuyết Nhu do dự một chút liền hỏi. Bác trai, bác với người con gái nhạc hạ thu tình cảm có phải cũng không tốt lắm hay không nếu không tại sao cô ta lại không có tới thăm bác nhạc hoàng bách sắc mặt nhất thời biến đổi thật xin lỗi nếu như bác không tiện trả lời thì cũng không có sao cũng không có gì nó có thể trong lòng một mực oán trách bác nhạc hoàng bách cười khổ bác có thể không cưới nữa sao lúc còn trẻ bác bận bịu với công việc mẹ nhạc hạ thu thường xuyên ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bác không thể nhịn được nữa Đến lúc này mới cùng cô ta ly hôn Có thể để hai đứa bé lớn lên khỏe mạnh Bác cho tới bây giờ Chưa bao giờ lớn tiếng vợ trước nửa câu Cho tới bây giờ Hai đứa trẻ hiểu lầm bác phản bội mẹ của bọn nó Dinh bích với bác cũng càng ngày càng sâu Thật ra thì thầm gia hân Vẫn luôn đối xử với bọn nó rất tốt Chẳng qua là đứa trẻ này Giống như vợ trước của bác Cũng bạc tình bạc nghĩa Không quá biết ơn Khương Tuyết Nhu bừng tỉnh Thật ra thì nhà khoáng bách cũng thật không dễ dàng Rõ ràng hai chị em nhạc Hạ Thu đều không phải là người tốt. Đám người hoặc anh Tuấn kia lại đem cô ta như bảo bối vậy, khiến cho cô thật đau đầu. Không bao lâu, Lâm Minh Kiều gọi điện thoại tới cho cô. Tuyết Nhu, không xong rồi, mẹ Tiêu Nhi chết rồi. Khương Tuyết Nhu hoảng sợ, miễn cưỡng chấn định đi ra phòng bệnh, hạ thấp giọng và nói, cậu đừng dọa tớ. Thật mà, Lâm Minh Kiều nghẹn ngào nói, bác nhạc bảo hôm nay về nhà thu dọn đồ đạc, nhưng đến giờ vẫn không liên lạc được, cho nên tớ tìm đến nhà họ nhạc, Người nhà họ Nhạc đều đã đi hết, tôi đẩy cửa tiến vào. Dì đang ở trong phòng rửa tay, trên đầu đều là máu, đã không còn hơi thở. Mới vừa rồi cảnh sát tới, nói là dì đụng đầu vào phòng tắm trọng thương, chảy máu quá nhiều, lại không đưa đi cấp cứu kịp nên đã chết. Làm sao có thể? Khương Tuyết Nhu cả người lạnh như băng. Tớ thấy dì rất mạnh khỏe, với lại thân thể cũng không tệ lắm. Cậu đã điều tra máy giám sát chưa? Nhà họ Nhạc những ngày qua không có người, máy giám sát đã sớm đóng. Lâm mình Kiểu cắn răng nói: nhưng mà tớ tra xét máy giám sát của nhà hàng xóm. Sáng sớm hôm nay, nhà khả thu đã tới. Nhưng mà cô ta trong đó nửa giờ liền đi. Khương Tuyết Nhu cả người phát run. Chuyện này nhất định có liên quan đến cô ta. Cô ta rất thận sầm ra hân. Tớ biết, nhưng mà nhân viên nghiệm xác bên kia nói không có liên quan đến cô ta. Trên lầu căn bản không có dấu vân tay của cô ta. Hơn nữa, thời gian chết của dì suy đoán là buổi sáng tầm 9 giờ. Nhưng mà nhà khả thu 8 giờ rưỡi đã đi rồi. Lâm Minh Kiều run lẩy bẩy nói. Tuyết Nhu, tới trước kia có xem qua một cuốn sách, có một số bác sĩ tâm lý rất kinh khủng, biết dùng thuật thôi miên. Ý của cậu là, nhà cạ thu thôi miên gì? Khương Tuyết Nhu cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cũng không phải là không thể được, để cho dì dựa vào một thứ gì đó, rồi đưa dì vào trạng thái ngủ. Lúc sau, dì tỉnh lại thì bất ngờ ngã xuống chết, không tìm được bất kỳ chứng cứ phạm tội. Khương Tuyết Nhu xoa so xoa huyệt thái dương, sầm xa hân quả thật chết quá kỳ quặc. Nhạc tiêu nhi ở trong tù phải chịu biết bao nhiêu khó khăn, còn có nhạc hoàng bách người cô đơn quá đáng thương chuyện này trước tiên nghĩ biện pháp để gạt bác nhạc đi tớ sợ ông ấy biết sẽ không chịu nổi tăng sự của gì chúng ta sẽ làm buổi tối tám giờ khương tuyết nhu lê thân mệt mỏi trở lại biệt thự mới vừa vào cửa liền thấy Huốc anh tuấn với nhạc hạ thu sóng vai từ trên lầu đi xuống người đàn ông cả người mặc quần áo thường màu trắng đen ngay ngắn chỉnh tề một đôi mắt ác liệt giờ phút này lại yên lặng ôn nhu nhạc hạ thu người mặc một cái áo đầm ôm eo nhỏ hết sức, da mịn màng, có thể bóp ra nước, tựa như bọn họ mới là nam nữ chủ nhân của nơi này vậy. Một màn kia đâm vào tim khiến cho Khương Tuyết Nhu hơi cảm thấy không thoải mái. Trước kia, dung nhan của cô so với nhạc hạ thu cao hơn một chút, nhưng mà từ sau khi cô bị hủy dung, da trên mặt lại không có đẹp như vậy. Hoặc phu nhân, cô đã trở lại, tôi mới vừa hoàn thành chữa trị cho anh Tuấn. Nhạc hạ thu dẫn đầu ôn hòa mở miệng. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 8 giờ rồi, vừa mới đồng ý cho em đi làm em liền cơm tối cũng không trở về ăn hoặc anh tuấn cau mày có chút bất mãn rõ ràng là cô để cho nhạc hạ thu tới biệt thự để chữa bệnh cho mình kết quả chữa trị kết thúc mới trở về anh tuấn anh đừng nói như vậy phụ nữ có lúc cũng cần phải có giây phút tự do nhạc hạ thu cười nói cô một tiếng anh tuấn cũng một câu anh tuấn hai người tự như một sướng một họa khử tuyết nhu nghe đặc biệt chói tai nhạc tiểu thư cô có nghe nói không Mẹ ghẻ của cô hôm nay chết ở trong phòng tắm tại nhà. Tôi biết, nhà Hạ thu ánh mắt đỏ mấy phần. Sáng sớm hôm nay, tôi còn thấy qua nhà bà ấy. Không nghĩ tôi vừa quay người đi thì bà ấy liền ngã xuống. Sớm biết, tôi hẳn nên từ từ đi. Phải không? Khương Tuyết Nhu trong lòng phát xét. nhờ tới suy đoán của Lâm Minh Kiều, cô đột nhiên cảm thấy người đàn bà này rất kinh khủng. Tôi hôm nay đi đến bệnh viện thăm bố cô. Ông ấy rất đáng thương, tuổi đã cao, vợ chết, cũng không có người trông chừng muốn đi nhà cầu cũng không có người cầm bô đi tiểu. Cô với anh cô hôm nay sự nghiệp thành công, hoàn cảnh cũng không tệ, coi như không thích bố đi chăng nữa. Chẳng lẽ em mời một người giúp việc đến giúp ông ấy cũng không muốn sao? Cô mắng đúng, coi như con, tôi quả thật không làm đúng trách nhiệm. Nhà hạ thu mặt đầy khổ sở. Được rồi, cô ấy đã làm hết tình hết nghĩa là em không hiểu. Hoặc anh Tuấn sau khi nói xong, ngừng đầu nhìn về phía Khương Tuyết Nhu, đáy mắt mang một chút trách cứ. Tuyết Nhu, đó là chuyện của nhà người khác, em căn bản không hiểu cũng bớt quản đi. Hạ Thu không phải không mời người trông chừng là ông ấy căn bản không cần. Buổi chiều anh còn nghe cô ấy nói chuyện qua, mẹ ghẻ cô ấy chết. Cô ấy còn định ra mặt an táng cho Sầm Gia Hân, đã rất hết tình hết nghĩa. Cái chết của Sầm Gia Hân, Khương Tuyết Nhu nhìn hoắc anh Tuấn. Anh ta hoàn toàn che chở cho nhạc Hạ Thu, thật là muốn gõ đầu anh mấy cái. Bên trong có phải chó gặm hết rồi hay không? Rõ ràng là đang dùng kế tỏ vẻ thương hại, anh tại sao lại không nhìn thấu chứ? được rồi anh tuấn tuyết nhu chẳng qua là quan tâm đến chuyện nhà bạn cô ấy thật là tâm địa hiền lành em phải đi rồi ngày mai còn phải đến nhà tang lễ nhạc hạ thu cười khổ và nói khương tuyết nhu không nói nếu để cho cô ta được sầm gia hân đoạn đường cuối phỏng đoán sầm gia huân cũng sẽ chết không nhắm mắt không cần tăng sự của gì chúng tôi sẽ làm cho bà ấy em đừng làm rộn em lớn bụng như thế rồi có thể làm được cái gì hoặc anh tuấn tức giận em với sầm gia hân cũng không phải là quan hệ mẹ con ngay cả hài cốt của Sầm Gia Hân cũng không có đem về được. Tuyết Nhu, cô yên tâm, tôi sẽ đưa hài cốt của dì đi thật tốt. Nhạc hạ thu hướng cô cười một tiếng. Khương Tuyết Nhu cắn răng, yên tâm cái rắm. Nói không chừng, Sầm Gia Hân cũng là do cô ta hại chết. Người ác độc giống như cô ta vậy, tuyệt đối không thể nào để cho Sầm Gia Hân yên ổn được an táng. Sau khi nhạc hạ thu rời đi, Khương Tuyết Nhu tức giận, căn bản không muốn nói chuyện với Hoắc Anh Tuấn. Tuyết Nhu em là còn đang vì chuyện của buổi sáng mà tức giận sao tại sao chúng ta luôn phải vì chuyện của nhà họ nhạc mà gây gổ anh đã đồng ý với em sau khi nhạc hạ thu chữa khỏi bệnh cho anh anh liền cách xa cô ấy vẫn còn không được sao hoặc anh tuấn bất đắc dĩ đuổi theo hướng tuyết nhu chợt quay đầu xoay người tức giận nhìn anh hoặc anh tuấn anh không cảm thấy mỗi lần ở chung với nhạc hạ thu anh đều liên giúp đỡ cô ta sao thật giống như tôi chính là một người rất không nói lý hoặc anh tuấn cũng cảm thấy ủy khuất tuyết nhu Em không phải là mỗi lần thấy hạ thu liền quay qua nổi giận với anh được không? Đó vốn chính là chuyện của nhà họ Nhạc, em quản cái gì mà quản? Vậy tại sao anh phải quản? Khương Tuyết Nhu hít một hơi thật sâu, thật không muốn cùng anh ồn ào, dẫu sao mỗi lần gây gổ sẽ đem anh đẩy xa hơn, nhưng mà nghe được lời từ trong miệng anh nói ra là có thể bị tức chết. Cô dùng sức đẩy cửa, cả người không nói ra được có biết bao nhiêu mệt mỏi. Cô hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu như Nhạc Tiêu Nhi, mẹ ruột của mình đã chết thì sẽ có bao nhiêu khó khăn nữa. Hôm sau, thời điểm Khương Tuyết Nhu còn đang ăn điểm tâm, Lâm Minh Kiều lại gọi điện thoại tới. Tuyết Nhu, không xong rồi, sáng nay bác nhạc tái phát bệnh tim, không cấp cứu kịp, đã qua đời. Dầm, cái muỗng trong tay rơi ở trong chén. Sáng sớm hôm nay, lúc tới đem điểm tâm, nhạc trạch đàm có tới một chuyến. Tay kia miệng không kiêng cự gì, nói chuyện gì xâm chết. Bác nhạc tái phát bệnh tim tại chỗ, thời điểm đưa đi cấp cứu, bác sĩ nói bác nhạc đã mất đi ý chí sống. Lâm Minh Kiều khóc giống lên, "Tớ lập tức tới ngay." Khương Tuyết Nhu đứng lên, hoặc anh Tuấn kéo tay cô, "Em đi đâu vậy? Còn chưa ăn sáng xong." Khương Tuyết Nhu không thể nhịn được nữa, hất tay anh ra, ánh mắt đỏ bừng hướng anh và hét lên, "Bạc Nhạc chết là do Nhạc Trạch Đàm chạy đến bệnh viện nói chuyện gì xâm chết. Hai vợ chồng bọn họ tình cảm sâu nặng, đều do Nhạc Trạch Đàm kia đầu ngu như heo, đều là anh, anh tại sao phải cứu cái thứ người như vậy? Anh ta sớm vào ngục giam thì chuyện này cũng sẽ không xảy ra." hoắc anh tuấn gương mặt cứng đờ bây giờ anh vui rồi chứ nhạc tiêu nhi bị giam cả đời hai vợ chồng nhạc hoàng bách đều chết hết toàn bộ nhà họ nhạc rốt cuộc anh chỉ bảo vệ nhạc hạ thu và nhạc trạch đàm thôi khương tuyết nhu thống hận trợn mắt nhìn hoắc anh tuấn một cái xoay người cũng không quay đầu lại và rời đi lúc khương tuyết nhu chạy tới bệnh viện lâm minh kiều đang ở trước cửa phòng bệnh gây gỗ với hai anh em nhạc hạ thu và nhạc trạch đàm lâm minh kiều cô tránh ra thi thể của bố tôi dĩ nhiên là do chúng tôi an táng nhưng mà nếu như cô là có muốn giúp một chút." Nhạc Trạch Đàm nháy nháy mắt, cười hì hì nói, "Cô có thể làm người đàn bà của tôi, tôi bảo đảm để cho cô đưa bố cùng với tôi. Anh có còn là con người sao? Bố anh vừa mới chết, anh còn cười được sao?" Lâm Minh Kiều lửa giận bốc 3 mét, "Nếu không phải do anh, ông ấy căn bản sẽ không chết. Làm sao trách tôi được, ông ấy sớm muộn cũng sẽ biết và sớm muộn thì cũng sẽ chết." Nhạc Trạch Đàm dừng dừng nói, thật không biết vì cái loại tiểu tam sẩm da hơn đó có cái gì tốt mà lại khổ sở như vậy đáng đời nhạt trạch đàm anh căn bản không có nhân tính ít nhất bố anh cũng là người đã sinh ra anh và nuôi anh ai bảo ông ta một lòng hướng về hai mẹ con sầm da hân hôm nay tôi còn nhặt xác cho ông ta coi như là hết tình hết nghĩa ai sẽ bị thiên lôi đánh chết lâm minh kiều tức giận không thể nhịn được nữa một cước đạp trên người anh ta cô dám đá tôi còn nhà đầu chết tiệt nhìn tôi làm sao đánh chết cô. Nhạc trạch đàm giơ tay lên, hướng Lâm Minh Kiều mà chuẩn bị động thủ. Khương Tuyệt đua vội vàng chạy tới, đem Lâm Minh Kiều kéo ra phía sau, mắt lạnh trừng vào anh ta. Anh dám đánh thử một chút đi, trong bụng tôi là con cháu nhà họ Hoắc, chỉ cần anh dám làm thương chúng tôi, vị trí tổng giám đốc nhạc thị anh vừa mới ngồi lên, sợ rằng nên nhường ngôi rồi. Cánh tay nhạc trạch đàm cứng đờ, dễu cợt nói, không phải là con cháu nhà họ Hoắc sao, có cái gì gây gớm, sau này em gái tôi cũng sẽ có anh nhạc hạ thu cau mày hướng anh ta lắc đầu một cái anh là nói thật vị trí này vốn chính là của em là cô ta nước đục thả câu giờ anh phải nói em bây giờ trở về rồi cô ta cũng nên cút đi đừng chậm trễ để hoắc anh tuấn với em gái tôi hạnh phúc nhạc trạch đàm hử lạnh và nói khương tuyên nhu lạnh nhạt nói lời này anh nói với tôi cũng vô dụng đi theo mà nói với hoắc anh tuấn nhạc trạch đàm nghẹn một cái trợn mắt liền nói tôi là nói thật cô nhìn hoác anh tuấn đối với em gái tôi tốt biết bao trở lại một cái lập tức liềm đem nhạc thị ra vào trong tay tôi liền ngày hôm qua còn thúc đẩy nhạc thị chúng tôi giành được một cọc đơn hàng trị giá mấy chục tỷ cô cầm gương soi gương mặt xấu xí kia của cô đi nơi nào có thể so với em gái tôi chứ lâm minh kiểu tức chết tuyết nhu của chúng tôi nếu không phải là bị người khác hãm hại phá hủy dung nhan so với cái người nhạc hạ thu thúi đó mặt mũi còn đẹp gấp 10.000 lần cố mắng ai thối lập tức nói xin lỗi Hạ Thu nhanh. Sau lưng, Tống Dung Đức đi tới vừa vặn nghe được câu này, sắc mặt hung ác cảnh cáo. Lâm Minh Kiều cười nhạt, tôi nói sai rồi sao? Dựa vào cái gì để cho tôi phải nói xin lỗi? Anh không nghe được nhạc trạch đàm mới vừa mắng chúng tôi ra hay sao? Cậu Tống, anh tới thật đúng lúc. Hai người bọn họ đang một mực chửi em gái tôi. Nhạc trạch đàm lập tức nói, cái cô Khương Tuyết Nhu này còn ỉ vào mình mang thai, có bầu mà làm nhục chúng tôi. Lâm Minh Kiều, người đàn bà này còn đá tôi, anh nhìn trên người tôi còn có dấu giày của cô ta đây này. Tổng Dung Đức đẩy anh ta ra nhìn một cái, ánh mắt nham hiểm quét về phía hai người Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu. Nói xin lỗi ngay. Lâm Minh Kiều căm tức. Tống Dung Đức, đầu óc anh có phải có vấn đề không? Người khác nói cái rắm gì, anh cũng tin à? Bốp! Tổng Dung Đức một cái tát lên trên mặt cô. Lâm Minh Kiều cứng đờ, Khương Tuyết Nhu lửa giận bốc 3 mét. Tống Dung Đức, anh dám đánh bạn tôi. Cô lời còn chưa nói hết, Lâm Minh Kiều đã giống như dã thú đầu nhỏ vậy, xông tới nhào tới trên người Tống Dung Đức, hướng về phía anh ta vừa cắn vừa xé. Anh dám đánh tôi, cái tên Tống Tiện Nhân này. Lão nương nhìn anh ngu đần từ rất lâu rồi. Lâm Minh Kiều dùng sức níu lấy tóc anh ta, Tống Dung Đức dùng sức lấy tay đẩy cô, cô dứt khoát há mồm, cắn lên trên mặt hắn. Đầu óc không tốt thì trở về nhà, ăn nhiều hạt điều vào. Nhưng mà tôi thấy loại người đầu óc giống như anh, ăn hết hạt điều cũng hết sức cứu chữa. Dù sao công việc của tôi bây giờ cũng không có, tôi cũng bị anh triệt đường sự nghiệp ở đây rồi, bà đây không sợ anh. Lâm Minh Kiều thật là giận điên lên, sau một trận quyền đấm cước đá, đem quần áo tóc của Tống Dung Đức làm cho ngổn ngang, trên mặt tất cả đều là dấu răng cùng với dấu móng tay, khiến cho người chung quanh nhìn thấy cũng trợn mắt, hốc mồm. Tống Dung Đức cho tới bây giờ chưa có bị người đàn bà mặt dày mặt dạ nào đánh đến như vậy, phải sử dụng sức lực lớn mới đem Lâm Minh Kiều ra châu này quăng xuống đất lâm minh kiều cô tự tìm cái chết tổng dung đức giận đùng đùng xài bước đến một bộ dạng muốn giết chết cô khương tuyết nhu vội vàng ôm chặt lâm minh kiều dung đức giọng nói hoặc anh tuấn cảnh cáo lạnh lùng vang lên anh xài bước đi tới trước mặt khương tuyết nhu thật may anh biết được tống dung đức sẽ tới nên vẫn quyết định là tới một chuyến dẫu sao khương tuyết nhu với tống dung đức luôn luôn bất hòa cãi vã thì phiền toái lão Hoặc, cậu có giúp bọn họ cậu nhìn một chút xem lâm minh kiều đánh tôi thành hình dáng gì rồi tống dung đức cầm thép rõ ràng là anh đánh minh kiều trước khược tuyết nhu chán ghét trợn tròn mắt nhìn anh ta ai bảo cô ta mắng nhạc hạ thu trước còn có hai người các người một mực đang khinh rẻ hai anh em hạ thu tôi không quan tâm hôm nay tôi không đánh cô ta một trận thì không được lâm minh kiều cũng không chịu thua ai bảo nhạc trạch đàm mắng tuyết nhu xấu xí trước anh mắng vợ tôi xấu xí ánh mắt khoác anh tuấn lạnh như băng nhìn về phía nhạc trạch đàm nhạc trạch đàm dùng mình một cái run lẩy bẩy nói Tôi, tôi không có ạ." À. Lâm Minh Kiều hừ lạnh, đồ chỉ mắng Tuyết Nhu xấu xí, còn nói em gái anh ta đã trở lại, bảo Tuyết Nhu đem vị trí hoắc phu nhân nhường lại, còn nói em gái anh ta tương lai cũng sẽ có vài đứa trẻ cho nhà họ Hoắc. "Lâm Minh Kiều, cô đừng có nói bậy nói bạ." Nhạc Trạch Đàm giống to, "Hạ Thu, em làm chứng cho anh, anh chưa nói qua, ngược lại là bọn họ bảo em gái tôi là đồ thối." Lời này tôi cũng nghe được, Tổng Dung Đức lạnh lùng nói, "Hạ Thu, cô nói đi." Ánh mắt khóe anh Tuấn rơi vào trên người của Nhạc Hạ Thu, Dung Đức càng nghĩ, Nhạc Hạ Thu bất đắc dĩ cười khổ. "Thôi đi, Dung Đức, tôi không muốn so đo nữa, bây giờ quan trọng nhất chính là đem bố tôi đưa vào nhà tang lễ. Cô Lâm, cô Khương, tôi bây giờ thật không có tâm tình cùng với các người cãi nhau." Chân mày khước Tuyết Nhu trầm xuống, lời này của Nhạc Hạ Thu trả lời hay, đồng thời tỏ ra rộng lượng tha thứ, lời nói vừa rồi ẩn ý vẫn là cô với Lâm Minh Kiều dây dưa không rõ mà ồn ào. Lão Hoắc cậu nghe thấy không? tống dung đức cười nhạt về nhà quản vợ cậu thật tốt lần này nhà hạ thu rộng lượng tha thứ cũng được đi nhưng mà lần sau lại để cho tôi gặp hai người bọn họ khinh rẻ hạ thu coi như cậu ra mặt cũng là vô dụng hoắc anh tuấn cau mày không nói khương tuyết nhu lại cười cười tôi cũng biết loại chuyện này không nói được bất kể tôi với minh kiều nói thế nào cũng sẽ không có người tin tưởng chúng tôi cho nên thật may lúc nãy tôi đã ghi âm cô lấy điện thoại di động ra nhấn xuống một đoạn thu âm được phát ra. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi, nhạc trạch đàm hoảng loạn không thôi, sắc mặt nhạc hạ thu cũng trở nên tái nhợt. Tổng dung Đức lúc này chân mảnh cũng nhú chặt, anh ta không nghĩ tới nhạc trạch đàm thật là khốn kiếp, nói ra những lời nói đó còn là con người hay không. Cái gì gọi là tới nhặt xác đã coi như hết tình hết nghĩa. Coi như là hận nhạc Hoàng Bách, nhưng người cũng đã chết rồi, còn so đo những thứ kia làm gì? Một gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn càng ngày càng u ám, anh mặt không cảm giác nhìn về phía nhạc Hạ Thu, nhạc Trạch Đàm cũng được đi, người cặn bã như anh ta đúng là ngấm vào đến trong xương, nhưng không nghĩ tới nhạc Hạ Thu này cũng sẽ giúp nói láo giúp nhạc Trạch Đàm, anh thiếu chút nữa thì đã hiểu lầm. Anh Tuấn, tôi thay mặt anh tôi nói xin lỗi với cô Khương và bọn họ có được không? Nhạc Hạ Thu trong lòng luống cuống hạ giọng, rất nhanh liền tỉnh táo cười khổ. Nhạc Trạch Đàm, anh ấy vẫn là tính tình như thế này, tôi cũng đã sớm nói chuyện với anh ấy, chuyện với Hoắc Anh Tuấn đã là không thể nhưng mà anh ấy luôn là không nghe tôi không có biện pháp hơn nữa rõ ràng từ đầu tới đuôi tôi đều không tham dự lại bị các người mắng thành đồ thối trong lòng tôi cũng sẽ không thoải mái hạ thu cô nói xin lỗi gì chứ cô từ đầu tới đuôi đều không mắng bọn họ một câu đây đều là do nhạc trạch đàm làm sai tống dùng đức không đành lòng an ủi hơn nữa lâm minh kiều mắng cô cũng không đúng lâm minh kiều khinh bỉ nói cô nhạc đây thật đúng là biết cách nói chuyện quá nếu không phải tuyết nhu thu âm Nói không chừng cô cũng sẽ yên lặng không nói lời nào để khiến cho người ta hiểu lầm, tôi với Tuyết Nhu gây chuyện trước, ngược lại là ai cũng sẽ tin Nhạc Trạch Đàm, sau đó Tuyết Nhu với cậu cả Hoắc sẽ lại gây ra hiểu lầm. Hoắc Anh Tuấn chân mày nhíu lại thật chặt, nhà họ Thu không biết làm sao, ngẩng đầu mặt đầy dáng vẻ vô tội, "Xin lỗi, lúc ấy tôi không suy nghĩ nhiều như vậy, lần sau tôi sẽ chú ý hơn." "Chú ý cái rắm." Lâm Minh Kiều cô không hoàn toàn, tổng dung đức hoàn toàn không nhịn nổi. Bác anh Tuấn cảnh cáo một tiếng, nhìn về phía nhà Trạch Đàm, có vẻ như anh thấy tôi giúp anh mới khiến cho anh hiểu lầm không ít chuyện. Ngày hôm qua, có người tìm anh nói chuyện hợp tác hạng mục hơn mấy chục tỷ, quả thật là tôi không biết, nhưng mà đoán chừng là cho rằng tôi với anh quan hệ không tệ, muốn thông qua anh để định hót tôi. Sau này, tôi trở về để cho người lên tiếng chào hỏi, hạng mục này không cần phải hợp tác. Nhà Trạch Đàm hoảng hốt, cả người cũng hoảng loạn lên. Cậu quả hắc thật xin lỗi, là tôi nhiều lời, là tôi đáng đời. Anh ngàn vạn lần, không nên hủy bỏ cái hạng mục đó. Tôi cầu van anh. Lâm Minh Kiều dễ cợt. Anh quả thật là nhiều lời. Lần trước ở quầy rượu, anh khinh rẻ, đòi đánh cả tuyết nhu. Dù có vậy thì cậu cả hoắc cũng không dám làm gì được anh. Hai chân nhạc trạch đàm run run, thiếu chút nữa thì té quỵ xuống đất. Anh ta thật nói qua lời như vậy. Hoặc anh Tuấn trọng mắt híp một cái, nhìn về phía của Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu kéo kéo môi. Tôi nói là anh sẽ tin sao? Hoặc anh Tuấn khí lạnh bốn phía, ánh mắt rơi vào trên người của nhạc trạch đàm. Nếu như không phải mới vừa rồi thu âm để cho anh biết nhạc trạch đàm nói chuyện đối với Khương Tuyết Nhu không có nhiều kính trọng, anh có thể quả thật sẽ không tin tưởng. Anh thật giống như có thể biết tại sao Khương Tuyết Nhu lại vì chuyện của nhạc hạ thu mà cùng mình phát sinh mâu thuẫn. Thì ra, người phụ nữ của anh lại bị người khác làm nhục đến như vậy. Một cơn tức giận sâu đậm sông tới, hoặc anh Tuấn một cước đạp vào ngực của nhạc trạch đàm. Anh, nhạc hạ thu sắc mặt biến sắc anh lập tức nói xin lỗi với hoắc phu nhân đi lần sau đừng có không biết điều mà nói những lời như vậy nếu không em cũng sẽ không giúp anh nữa thật xin lỗi cậu cả là tôi không đúng nhạc trạch đàm lập tức quỳ xuống đất hướng khương tuyết nhu dập đầu thiếu phu nhân lần sau tôi cũng không dám nữa lão hoắc thôi đi tổng dung đức lên tiếng khuyên ngược lại không phải là vì nhạc trạch đàm cầu tha thứ chẳng qua là lúc này thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nhạc hạ thu trở nên tái nhợt rất không đành lòng nhớ đấy nếu như tái phạm lần nữa tôi trực tiếp đem đầu lưỡi anh cắt xuống còn nữa từ nay về sau chuyện của nhà họ nhạc tôi cũng sẽ không xen vào nữa anh giết người cũng được phóng hỏa cũng được cũng sẽ không liên quan gì đến tôi nữa hoặc anh tuấn lạnh lùng sau khi nói xong quay đầu đối với khương thuyết nhu ôn nhu và nói trước ta đi thôi chuyện của nhà Hoàng bách hai anh em bọn họ cũng sẽ xử lý tốt dung đức như thế nào đi nữa cậu cũng là bạn của hạ thu cậu nên ở bên cạnh giúp một chút đúng rồi còn có thi thể của sầm gia hân chôn hai vợ chồng họ một chỗ đi ừ không cần cậu nói tôi cũng sẽ làm vậy tống dung đức gật đầu một cái hương tuyết nhu thấy vậy yên tâm cùng với lâm minh kiều rời đi mặc dù tống dung đức đầu óc có chút hồ đồ nhưng mà bản tính vẫn chưa xấu cũng không phải là một người hèn hạ có anh ta ở chỗ này hai vợ chồng nhạc hoàng bách hẳn có thể được bình yên an táng sau lưng trong mắt nhạc hạ thu một đôi mắt thoáng qua một tiêu u ám cô ta vốn là không muốn để cho sầm gia hân được bình yên an táng không nghĩ tới hoặc anh tuấn lại cố ý dặn dò tống dung đức chuyện này là không yên tâm cái gì sao cô ta càng không có nghĩ tới hôm nay khương tuyết nhu lại ghi âm lại khiến cho cô ta hiểu cảm giác lấy đá đập vào chân mình nghĩa là gì khương tuyết nhu đáng chết đáng ghét giống như nhạc tiêu nhi vậy trong bãi đậu xe lâm minh kiều vẫn còn nhỏ giọng than phiền với khương tuyết nhu tớ mới phát hiện tống dung đức lại thích nhạc hạ thu loại đàn ông này sau này ai thích vô anh ta là xui xẻo đủ không có não vị bạch liên hoa đùa bỡn xoay vòng vòng chết tiệt anh ta sẽ không hôn qua nhạc hạ thu chứ tớ đột nhiên rất muốn ói thôi chết lúc trước tớ còn cưỡng hôn anh ta vậy có tính là gián tiếp hôn môi nhạc hạ thu hay không khương tuyết nhu bày tỏ kiếp sợ cậu lúc nào mà lại hôn tống dung đức chứ cậu là không có đàn ông được cưỡng hôn hay sao tùy tiện cưỡng hôn một tên ăn mày cũng tốt hơn là với anh ta còn không phải là lúc trước giang quý dương tới tìm tớ hay sao vừa bạn tống dung đức đi tới bên cạnh tớ liền cưỡng hôn anh ta trả thù giang quý dương tớ bây giờ hối hận muốn chết muốn ói khử Tuyết nhu sắc mặt khó coi đừng nói cậu muốn ói tớ còn muốn ói hơn nữa đây này nhạc hạ thu là bạn gái cũ của chồng tớ cũng không biết hôn qua bao nhiêu hồi rồi đúng vậy cậu với nhạc hạ thu gián tiếp hôn môi vô số lần trở về tắm cái miệng một chút hoặc anh tuấn đang đi phía trước trong đầu anh nhất thời như có 10.000 con ngựa lao nhanh qua, hai người không biết là ở bãi đậu xe tiếng rất vang hay sao. Lời bọn họ nói, anh đều nghe rõ ràng hết đó. Anh với Tống Dung Đức ở trong mắt bọn họ thật là thối như cứt chó vậy. Đến nỗi như vậy sao? Anh dừng bước lại, Lâm Minh Kiều thức thời nhìn sắc mặt anh một cái. Tớ để xe ở bên kia, tớ đi đây, chào cậu nha. Tớ cũng lái xe. Khởi tuyết nhú xoay người, muốn đi kéo cô lại. Để cho Kiều Vĩ lái xe của em. Anh đưa em đi. Tôi không muốn cùng ở chung với một không gian với anh. Khương Tuyết Nhu vẫn là đang giận, oán khí đầy trong bụng. Tuyết Nhu, thật xin lỗi, nhưng mà anh đã trừng phạt nhạc trạch đàm, em cũng mới vừa thấy được. Hoặc anh Tuấn hối lỗi, cúi thấp đầu nói xin lỗi. Chuyện an táng của nhà Hoàng Bách với Sầm Gia Hân, anh cũng đã bảo Tống Dung Đức lo liệu rồi, khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì sao? Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, đáy mắt toát ra thất vọng. Nếu như không phải hôm nay tôi ghi âm lại, anh sẽ tin tôi sao? các người vẫn sẽ cho là tôi với Lâm Minh Kiều khinh rẻ hai anh em nhạc hạ thu. Hoặc anh Tuấn trong mắt lộ ra vẻ lúng túng. Anh cũng không nghĩ tới. Anh cũng không nghĩ tới rất nhiều chuyện. Khương Tuyết Nhu cười nhạt. Anh nói xin lỗi với tôi thì có ích lợi gì. Người cũng đã chết sạch. Làm phiền anh lần sau. Thời điểm muốn giúp người thì nên nghĩ rõ ràng một chút là người anh đang giúp chính là một tên rác rưởi Đúng rồi, nhạc trạch đàm là cái đồ rác rưởi Chúng ta muốn một mực vì người khác mà ồn áo mãi như vậy hay sao? Hoặc anh Tuấn lấy lòng nói, sau khi tan việc, anh dẫn em đi dạo phố mua đồ có được không? Xin lỗi, tôi không có tâm tình đi dạo phố. Còn có một chuyện nữa tôi thật hy vọng anh không nên làm, đó là giúp cho nhà Hạ thu. Tôi không quan tâm trước kia cô ta ở trong lòng anh là cô gái thuần khiết tự liên biết bao nhiêu. Nhưng cô ta mất tích mấy năm, anh biết cô ta đã xảy ra chuyện gì, cô ta vẫn là cô ta ngày xưa được hay không? Khương Tuyết Nhu hất tay anh ra cũng không quay đầu lại và đi lên. Hoặc anh Tuấn sắc mặt trầm xuống, xoa xoa huyệt thái dương, thẳng thắn nói, hôm nay nhà Hạ Thu cũng để lại cho anh có chút thất vọng với cảm giác xa lạ, nếu không phải Khương Tuyết Nhu có thu âm, anh có thể sẽ hiểu lầm. Lúc này, Tỉnh Táo cẩn thận suy nghĩ lại một chút, mỗi lần nhạc Hạ Thu đối mặt đụng chạm với Khương Tuyết Nhu, anh thật giống như luôn làm theo bản năng, nghiêng về nhà Hạ Thu một chút, tại sao lại là như vậy? Khương Tuyết Nhu đã là vợ mình, anh hẳn nên tin tưởng vợ mới đúng nhìn dáng vẻ này, sau này thật muốn cách xa nhạc hạ thu ra một chút. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn điểm tâm, Khương Tuyết Nhu đổi một bộ váy đầm dài màu đen từ trong phòng thay đồ đi ra. Hoặc anh Tuấn cả người tây trang màu đen đứng ở cửa, hiển nhiên là chờ đợi đã lâu. Không phải là em muốn đi tham gia tang lễ của nhà Hoàng Bách hay sao? Anh đưa em đi. Ánh mắt Khương Tuyết Nhu lạnh như băng quét qua, hoặc anh Tuấn trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng không thể làm gì khác hơn là giả bộ cười nói. Anh không phải là vì đi nhìn nhạc hạ thu, anh chỉ sợ em bị người khác khinh rẻ. Cuối cùng cũng nghe được anh nói một câu tiếng người, Khương Tuyết Nhu âm dương quái khí tố khổ. Hoặc anh Tuấn, anh lúc nào là không nói tiếng người. Thôi đi, để trong lòng vợ thoải mái một chút, bị chửi mấy câu cũng nhịn được. Đi thôi, tôi cảm thấy anh cần đến trước mặt bác nhạc nói lời xin lỗi. Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng không muốn cùng anh náo loạn, cũng không trách anh đần dẫu sao anh với nhạc hạ thu là thanh mai trúc mã là người yêu mà cô ta với anh đã xa cách hơn gần một năm hơn nữa nhạc hạ thu là người giàu hoạt cô chỉ có thể từ từ vạch trần bộ mặt thật của nhạc hạ thu anh nói xin lỗi hoặc anh tuấn sững sở một chút chẳng lẽ không phải sao nếu không phải anh nhạc trạch đàm sớm đã ngồi tù làm sao có thể có cơ hội lắc lư ở trước mặt bác nhạc còn đem người ta tức chết hoặc anh tuấn anh được rồi như vậy nói anh là hẳn phải nói lời xin lỗi buồn rầu. Sau khi đến nhà mai táng, Khương Tuyết Nhu đi vào chia buồn, nhạc trạch đàm và nhạc hạ thu mặc quần áo màu đen quỳ xuống trước quan tài đốt tiền giấy. Nhạc hạ thu hốc mắt sưng đỏ, đáy mắt còn ngấn nước, cô ta ngửa đầu nhìn Hoác Anh Tuấn. Anh Tuấn, thiếu phu nhân, mọi người tới đi. Ừ, Hoác Anh Tuấn nhàn nhạt gật đầu một cái, vội vàng đốt cây hương, thận trọng đưa cho Khương Tuyết Nhu. cẩn thận một chút, coi chừng bỏng tay. Trên mặt nhạc hạ thu cứng đờ, cô tiểu tụy dáng vẻ đau thương, anh không nghe thấy cũng không hỏi nhưng lại lo lắng tay khương tuyết nhu sẽ bị bỏng chẳng lẽ anh không biết cô đốt tiền giấy cả đêm hay sao khương tuyết nhu đi đến quan tài nhìn một cái bên cạnh di thể bày một hộp cho cốt đó là đó là cho cốt của mẹ tôi nhà khả thu vội vàng tràn đầy ánh náy nói ngày hôm qua ở bệnh viện giúp lo chuyện của bố không nghĩ tới trở về nhà tang lễ di thể của mẹ tôi đã bị hỏa táng rồi khương tuyết nhu thiếu chút nữa khí tức không thông dì xâm một người sống sờ sờ như vậy đột nhiên chết, đưa tiễn cũng không có, biến thành hộp cho cốt. Chuyện này không thể trách nhạc hạ thu, Tống Dung Đức đi tới liền nói. Cô ấy cũng tận lực, hơn nữa cô ấy cũng đã mua xong mộ huyệt. Đến lúc đó dì sâm cùng bác trai sẽ được an táng bên trong một cái mộ huyệt. Khương Tuyết Nhu hít sâu một cái. Thôi đi, dì sâm chết, có thể cùng bác nhạc an táng ở chung một chỗ, hai người cũng không đến nỗi quá cô đơn. Cô tiến lên quỷ lệ, nhạc hạ thu coi như thân nhân cũng lập tức quỷ xuống để đáp lễ. Hai người đều cúi đầu, nhà hạ thu dùng âm thanh thật thấp, chỉ hai người nghe thấy liền nói. Cô cho là trong kia thực sự là chứa cho cốt của xâm gia hân sao? Cho cốt của bà ta đã sớm bị tôi đổ vào trong cống nước thối, nơi đó chẳng qua là cho cốt của một con chó. Khương Tuyết Nhu thân thể chấn động một cái, cô ngẩng đầu nhưng thấy nhà cạ thu tựa như không nói gì vậy, trên mặt phủ đầy đau thương. Một người tại sao có thể dối trá và ác độc như vậy? Biết rõ mình sẽ mắc lừa, nhưng mà Khương Tuyết Nhu vẫn là không nhịn được tức giận, dùng sức đẩy té cô ta xuống đất. Nhạc Hạ Thu chán đụng vào trên quan tài, đau nước mắt rớt ra. Cô phu nhân, tôi ở chỗ nào, làm chuyện gì có lỗi với cô? Khương Tuyết Nhu, cô làm gì? Tổng dung Đức thật nhanh xông tới, đỡ Nhạc Hạ Thu dậy. Khương Tuyết Nhu, cô thật là quá quắt. Quý Tử Uyên cũng đi tới che chở Nhạc Hạ Thu. Hoặc Anh Tuấn thấy đầu óc choáng váng, nhưng anh tin tưởng Khương Tuyết Nhu không phải một người có thể quấy rối người khác. Tuyết Nhu, em sao vậy? Có thể sao chứ? Là phát điên. Lão hoắc, cậu lập tức mang cô ta đi. Tôi sợ tôi thật sự sẽ không nhịn được mà đánh cô ta. Tổng dung đức nổi giận đùng đùng và giống lên. Nhà khả thu, tôi cho tới bây giờ chưa thấy một người đàn bà nào độc ác giống như cô vậy. Hôm nay, nhà khả thu có nhiều người che chở như vậy, cô không có biện pháp. Nhưng mà sớm muộn có một ngày, cô sẽ để cho hành động ác độc của cô ta phải trả giá thật lớn. Bệnh thần kinh, lão hoắc, cậu sau này không nên mang cô ta xuất hiện nữa, tôi không muốn nhìn thấy người đàn bà này nữa. Tổng Dũng Đức đối với Khương Tuyết Nhu chán ghét đã đạt tới trình độ cao nhất. Dũng Đức, không nên như vậy, cô ấy không phải cố ý. Nhạc Hạ Thu kéo tay anh ta bất đắc dĩ nói, tôi đã nhiều năm kinh nghiệm, cô ấy hẳn là khuất mắc trong lòng quá lớn, mắc phải chứng uất ức mà không biết. Chứng uất ức, hoặc anh Tuấn kinh ngạc. Ừ, phụ nữ thời kỳ mang thai, yếu tố kích thích sẽ sinh ra biến hóa. Người phụ nữ mắc chứng này sẽ sinh ra cảm giác lo âu, đa nghi, tính tình nóng nảy, cùng một nửa kia quan hệ cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn. tổng dung đức cả kinh nói, trời ơi, tôi làm sao lại có cảm giác những thứ cô nói cũng phù hợp với triệu chứng của khương tuyết nhu? hoặc anh tuấn đầu óc căng ra, bệnh mình cũng còn chưa chữa khỏi, khương tuyết nhu nếu như cũng mắc phải chứng uất ức vậy thì thật là phiền toái. để tôi đi tìm cô ấy. lúc anh chạy ra đến cửa, đúng lúc thấy khương tuyết nhu chạy xe với tốc độ nhanh như một cơn gió lốc đi xa. một tiếng sau, cửa ngục mở, khương tuyết nhu đi vào. không bao lâu Nhạc tiêu nhi người mặc quần áo ngục, da màu xanh da trời, chân mang vòng xích từ bên trong đi ra. Cô bị cắt tóc ngắn, thân thể gầy teo, sắc mặt vàng đen. Tuyết Nhu, là cậu à? Tớ còn tưởng rằng là bố mẹ tớ. Nhạc tiêu nhi lúc này thấy cô cười một tiếng. Khử Tuyết Nhu đặt tay ở trên đầu gối, quả đấm hung hăng siết chặt, đáy mắt liều mạng chịu đựng mới không đỏ bừng. Bố mẹ cậu, tớ với Minh Kiều đã đem hai người bọn họ đến Thanh Đồng. Bố cậu thân thể không tốt lắm, mẹ cậu phải chăm sóc, sau này đến thăm cậu chắc là cũng không quá dễ dàng cảm ơn cậu tuyết nhu nhạc tiêu nhi phát ra lời cảm kích từ nội tâm chúng ta quen biết không bao lâu tớ không nghĩ tới cậu sẽ như vậy không là tớ làm cậu liên lụy nếu như không phải là tớ đi thăm dò dna của nhạc hạ tuyền cô ta cũng sẽ không bị hoắc anh tuấn giam lại sau đó bị người khác đốt chết đúng vậy tớ cũng nghĩ không thông sau lưng rút cuộc có ai nhằm vào tớ như vậy nhạc tiêu nhi đáy mắt toát ra ý hận có phải nhạc hạ thu hay không khương thuyết nhu nhìn cô tớ biết cô ta còn sống tớ trước kia cũng nghĩ là cô ta nhưng mà lần trước khi cô ta tới không có khoe khoang qua chuyện này hẳn không phải là cô ta tiểu nhi lắc đầu một cái sắc mặt phức tạp nhưng mà cô ta nói qua là muốn cướp hoắc anh tuấn đi cướp đi vị trí hoắc phu nhân cậu nên cẩn thận một chút khương thuyết nhu chấn động một cái nhìn vẻ này trực giác của mình là đúng không cô ta ở trước mặt hoắc anh tuấn tống dung đức bọn họ biểu hiện một chút cũng không nhận ra được cô ta từ trước đến giờ vẫn dối trá như vậy. Nhạc Tiêu Nhi kéo môi. Hoác Anh Tuấn ba người bọn họ xem cô ta như là công chúa vậy, cưng chiều hết mực. Khương Tuyết Nhu lộ vẻ sâu thảm cười một tiếng. Cái này tôi biết rồi. Đúng rồi, chuyện nhạc hạ thu không chết trước kia các người có biết không? Cô ta bây giờ còn là bác sĩ tâm lý Niasi nổi tiếng. Bây giờ là cô ta đang chữa bệnh cho Hoác Anh Tuấn. Nhạc Tiêu Nhi rất kinh ngạc. Tôi cho là cô ta chết thật rồi. Mấy năm trước, cô ta đi đến nước miên học bổ túc Lúc đầu với bạn đi công viên du ngoạn Gặp phải tên bắt cóc Bạn cô ta đều chết hết Hơn nữa là nữ Hơn nữa là nữ đều bị Cái đó qua nhưng mà cô ta lại còn sống Cô ta tại sao không liên lạc với người nhà Hoặc là Hoắc Anh Tuấn Ngược lại yên lặng làm bác sĩ tâm lý Lại rất nổi danh Quá là không đơn giản Khương Tuyết Nhu câu mày thật sâu Thì ra ban đầu là nhạc hạ thu mất tích như vậy Nhạc tiêu nhì bỗng nhiên nói Tuyết Nhu nếu như quả thực cảm thấy quá mệt mỏ Thì cậu thứ bỏ đi cậu không có người thân bên cạnh, tớ sợ cậu không đấu lại được với nhạc hạ thu, ngược lại tự mình trở thành người bị hại. Lòng Khương Tuyết Nhu có chút mờ mịt, từ bỏ, cô không phải chưa từng nghĩ, nhưng mà mỗi khi nghĩ đến phải đem Hoắc Anh Tuấn chấp tay nhường cho người khác, thậm chí hình ảnh Hoắc Anh Tuấn với nhạc hạ thu thân thiết, tim cô liền đau như bị dao cắt. Dựa vào cái gì, Hoắc Anh Tuấn rõ ràng là chồng cô, là bố của con cô. Nhạc Tiêu Nhi nhìn hình dáng cô thở dài, tớ cảm thấy cậu hay là đừng để cho cô ta chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn. Chữa bệnh là một chuyện rất dài, để cho Hoắc Anh Tuấn mỗi ngày cùng tình nhân cũ ở chung một chỗ, nhạc hạ thú nhất định sẽ không ngừng dở trò, cậu lại đang có bầu, chưa chắc đã ứng phó được. Khương Tuyết Nua cười khổ, làm sao mà không xảy ra chuyện đó được. Lúc rời đi, cô quay đầu phức tạp nói, Tiêu Nhi, tương lai bất kể phát sinh bất kỳ chuyện gì, tớ cũng sẽ là bạn cậu, cậu vĩnh viễn không phải ở một mình. Nhạc Tiêu Nhi ngẩn ra, Mới đầu không biết tại sao Khương Tuyết Nhu nói lời này. Cho đến không bao lâu sau, nhà khả thu tìm đến cô, cô mới biết hết thảy sự thật. Buổi chiều, sau khi trở lại biệt thự nhà họ Hoắc, Khương Tuyết Nhu không để ý tới Hoắc Anh Tuấn cũng ở đây. Anh đang ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon. Khương Tuyết Nhu cũng không nhìn thấy anh đi thẳng lên lầu. Tuyết Nhu, chờ anh một chút. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy đuổi theo bắt lấy tay cô. Anh để nhà bếp làm bánh ngọt cho em, em đợi một chút. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, Hoài nghi trên dưới quan sát anh một cái. Buổi sáng tôi đẩy nhạc hạ thu, anh không mắng tôi. Hoặc anh Tuấn bị nghẹn giọng, sờ một cái lỗ mũi. Vốn là muốn trách em, nhưng mà tỉnh táo suy nghĩ lại một chút. Em là vợ anh, đẩy người nhất định có lý do. Trong nháy mắt đó, trong cổ họng Khương Tuyết Nhu thật giống như có cái gì đó chặn lại vậy. Một dòng nước mắt suýt nữa thì từ từ chảy ra. Trời mới buổi sáng, cô có nhiều tức giận, cô cũng chuẩn bị tinh thần lại cùng Hoắc Anh Tuấn ồn ào một trận ngất trời không nghĩ tới lần này anh vậy mà lại lựa chọn tin tưởng mình. Vốn là mệt mỏi mọi chuyện xảy ra gần đây, nhưng mà vào giờ khắc này lại lần nữa tìm được anh cùng với lòng tin của anh về, mọi cứng rắn cuối cùng đều như sụp đổ. Ai ra, em tại sao lại khóc chứ? Hoặc anh Tuấn tay chân luống cuống, từ sau khi mang thai, nước mắt của em cũng giống như trời mưa vậy, nói rơi liền rơi, đừng khóc nào. Anh vụng về tìm được khăn giấy, lau nước mắt cho cô. Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu đưa tay ôm lấy anh, đem mặt vùi vào trong ngực của anh. Ừ, anh ở đây. Hoặc anh Tuấn vỗ nhẹ phần lưng cô. Đã rất lâu, không có nghe cô kêu mình như vậy. Trong lòng anh tự như đã tan chảy hết. Có phải là mình không đủ quan tâm cô ấy để cho cô ấy mắc phải chứng uất ức? Nhưng mà hôm nay, anh vẫn có chút tức giận. Em làm sao có thể chạy như gió lốc rời đi đâu? Xe chạy nhanh như vậy, lỡ như em cùng tiểu bảo bối bị thương thì phải làm thế nào? Lần sau, em sẽ không... Khương Tuy Nhu lắc đầu một cái, do dự một chút, ngẩng đầu nói thật ra thì hôm nay em không phải cố ý muốn đẩy người là nhạc hạ thu nói cái cho cốt trong hộp đó căn bản không phải cho cốt của dì sâm mà đó là cho cốt của một con chó cho cốt của dì sâm đã bị cô ta đổ xuống trong cống nước thối nên em giận hoặc anh tuấn mặt đầy kinh ngạc khương tuyết nhu thật ra cũng không ngoài suy đoán em biết anh sẽ không tin chuyện này cũng có thể là cho là em cố ý vu oan hãm hại nhạc hạ thu cũng không có chứng cứ mà quả thận có chút khó tin hoặc anh Tuấn vút ve sau lưng cô nói thật. Nếu như nhà khả thu có thể làm được loại chuyện này, quả thực quá kinh khủng. Coi như sầm gia hân là người thứ ba, nhưng người cũng đã chết hết, cũng không thể ác độc như vậy, vứt bỏ cho cốt của người ta xuống cống như vậy được. Ừ, em cũng không muốn tin, em tình nguyện tin là cô ta đang lừa gạt em. Khương Tuyết Nhu mặt mày ủ rột nói. Đừng suy nghĩ bậy bạ, anh nói với dì Tần đem bánh ngọt lên, ăn ngọt một chút thì tâm tình sẽ khá hơn một chút. Hoặc Anh Tuấn ôm cô đi vào trong vườn hoa. Trong vườn còn có mặt trời, Khương Tuyết Nhu tựa vào trong lồng ngực của anh, anh từng muỗng từng muỗng đút cho cô ăn bánh ngọt để cho tâm tình cô sáng suốt một chút, sau đó không biết sao lại ngủ ở trong ngực của anh. Sau khi đem cô ôm trở về phòng, hoặc Anh Tuấn từ trong phòng ngủ đi ra, gọi cho Ngôn Minh Hạo, đi điều tra một chút cho cốt của Sầm Gia Hân có phải là của người hay không? Ngôn Minh Hạo, kia không phải là người hay là quỷ sao? bây giờ lại đi điều tra chuyện như vậy không kinh sợ sao? Nhanh lên một chút đi. Hoặc anh Tuấn trợn mắt nhìn anh một cái. Hôm sau, nhà cả thu tới biệt thự chữa bệnh cho anh. Khương Tuyết Nhu hôm nay cố ý không đi công ty, cùng Hoắc Anh Tuấn ở cùng một chỗ, ở trong phòng khách chờ cô. Hôm nay, nhà khả thu cả người như tiên nữ, mặc áo đầm màu hồng phấn, lá sen bên ống tay áo, thần thái mỹ miều, cặp mắt kia còn mang đỏ tia máu, nhìn như vẫn còn đau lòng nhưng mà Khương Tuyết Nhu đã hoàn toàn nhìn thấy phía sau gương mặt thanh tú đó là cất giấu bao nhiêu tâm tư ác độc. Đây là một người đàn bà so với một Khương Kiểu Nhân lại còn ác độc hơn gấp trăm ngàn lần. Thiếu phu nhân, nhạc hạ thu nhìn đáy mắt Khương Tuyết Nhu thoáng qua một ý khiếp, sau đó lên tiếng chào hỏi, quay đầu đối với hốc Anh Tuấn và nói Anh Tuấn, chúng ta bắt đầu đợt trị liệu thứ hai đi. Khương Tuyết Nhu đứng dậy liền nói Cô nhạc, có thể nói cho tôi biết quá trình đợt điều trị mà cô làm cụ thể là như thế nào, một chút được không? Cần dùng đến phương pháp trị liệu gì? Liệu pháp bi đơn giản mà nói chính là để cho người mắc bệnh đi đến lúc mà mình bị bi ai nhất, song song kích động, khống chế vui sướng, quên mất suy nghĩ, từ đó chuyển hóa thành năng lượng tích cực, đó là tác dụng của chữa trị. Khương Tuyết ngu nhíu mày một cái, nghe thì hình như có chút mạo hiểm. nhà Hạ Thu cười một tiếng, là như vậy không sai, nhưng mà anh Tuấn đã bị bệnh 20 năm, không mạo hiểm là căn bản không trị hết được bệnh của anh ấy. Hơn nữa tôi nói khó nghe một chút, nếu như anh ấy không chấp nhận chữa trị, không cần một năm, anh ấy cũng sẽ mắc hội chứng teo não ở tuổi 40. Bệnh đó với bệnh này cũng không khác biệt lắm. Hoặc anh Tuấn sắc mặt trầm xuống, cô trước kia làm sao chưa nói qua. Không nghĩ kích thích anh, cũng không muốn để cho anh trong quá trình chữa trị tạo nên gánh nặng trong lòng. Nhà khạ thu cười khổ một tiếng. Bây giờ không thể không nói, em cảm giác thiếu phu nhân hình như là rất không thích em. Em phải cùng cô ấy giải thích rõ tầm quan trọng của chuyện này. Thôi, đi lên chữa trị đi. Hoắc Anh Tuấn nói xong xoay người đi lên. Khương Tuyết Nhu cắn môi, nhìn bóng lưng của hai người biến mất ở ngay góc xoắn của cầu thang. Cái người nhạc hạ thu này thật là xảo quyệt, chỉ vài ba lời làm cho mình trở thành giống như vì ghen, đến ngay cả bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn cũng không để ý vậy. Toàn bộ quá trình trị liệu, cô ở dưới lầu trong nửa bước cũng chưa từng rời đi. Ước chừng qua hơn 40 phút sau, trên lầu chợt nhiên có tiếng đập đồ cùng với tiếng thét chói tai của người đàn bà. Cô lập tức vội vàng xông tới, nhưng phát hiện bên trong bị khóa trái. Di Tân, đi lấy chìa khóa tới. Cô lập tức ra lệnh. Di Tân hốt hoảng vội vàng xuống lầu lấy chìa khóa. Vừa muốn mở cửa, bên trong cửa bỗng nhiên mở ra. Hoặc anh Tuấn chỉ mặc một cái quần dài, gương mặt đầy hốt hoảng ôm nhạc hạ thu từ bên trong lao ra. Trên đầu nhạc hạ thu toàn là máu, trên cổ còn có một vết thương lớn. Khương Tuyết Nhú kinh sợ, đây là xảy ra chuyện gì? Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn chỉ khẽ nhúc nhích môi, nhà cạ thu trong ngực đột nhiên đau đớn hử một tiếng. Không có chuyện gì, tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện. Hoặc anh Tuấn ôn như trấn an cô ta một cái, ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn Khương Tuyết Nhu, nhanh chóng ôm nhạc hạ thu rời đi. Trong biệt thự lớn như vậy, chờ đến khi Khương Tuyết Nhu hồi phục lại tinh thần, thân thể lạnh dùng mình một cái. Cô đi vào trong phòng chữa trị nhìn một cái, bên trong là một mảnh hỗn độn, bàn, ghế đều bị đá ngã. Cô không phải chưa thấy qua dáng vẻ của Hoác Anh Tuấn bị bệnh, nhà hạ thu bị thương. Bây giờ tình hồn lại, Hoác Anh Tuấn nhất định rất áy náy. Thiếu phu nhân, Dì Tần lo lắng nhìn cô. Không có sao, hỏi thăm một chút nhạc hạ thu được đưa đến bệnh viện nào, tôi đi thăm cô ta một chút. Khương Tuyết Nhu phân phối nói. 20 phút sau, cô lấy được tin tức, thì ra là đến bệnh viện kia của Quý Tử Uyên. Kiều Vĩ lái xe đưa cô tới đó. Mới vừa đi tới cửa, bên trong liền truyền đến giọng nói ôn nhu của Hoắc Anh Tuấn. Cô đừng lộn xộn, không quan trọng, chẳng qua là vết thương nhẹ. Cái gì gọi là vết thương nhẹ, chính tôi dùng lực lớn bao nhiêu trong lòng tôi biết rõ. Rõ ràng chữa trị gặp nguy hiểm, Tại sao cô lại không nói với tôi? Không quan trọng, chỉ cần có thể trị hết bệnh cho anh, tôi bị thương một chút cũng không sao. Hạ Thu, được rồi, đừng nói nữa, tôi cũng sớm đã không xứng với anh, nhưng tôi hy vọng anh có thể giống như một người bình thường, sống một cuộc sống đầy vui vẻ. Học y là một chuyện rất khô khan, nhưng anh là động lực để tôi cố gắng học y. Nhờ vậy mà hãy để cho tôi chữa khỏi bệnh cho anh, tôi muốn thấy được anh hạnh phúc. Thật xin lỗi, Hạ Thu. Người đàn ông đè thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy áy náy và não nề. Khương Tuyết Nhu lại không thể nghe vào. Lúc đang muốn, đẩy cửa ra để đi vào, phía sau một cánh tay bỗng nhiên đem cô kéo ra. Cô quay đầu, Tống Dung Đức mặt lạnh nhìn cô. Chúng ta hãy nói chuyện một chút. Anh dắt cô đi qua một bên hành lang không có người, đốt điếu thuốc, đứng ở trên lầu thang, phun ra khói mù, khiến cho đôi mắt đào hoa của anh ta trở nên choáng váng và nhộm tĩnh mịch. Nếu như điều anh muốn nói là bảo tôi đem vị trí nhường lại cho nhạc hạ thu, xin lỗi tôi không thể đáp ứng, Khương Tuyết Nhu mặt đầy lạnh nhạt và nói Cô mới vừa rồi hẳn đã nghe được Trong lòng Hạ Thu một mực yêu Lão Hoắc Lão Hoắc trong lòng cũng có Hạ Thu Tống Dung Đức phiền não nói Hết thảy những thứ này cũng là bởi vì cô Khương Tuyết Nhu mang chuyện này Nói cho Lâm Minh Kiều Lâm Minh Kiều cau mày liền nói Tớ với Giang Quý Dương nuôi tới lâu như vậy Tớ cũng nhận biết được một chuyện Người đàn ông tốt chân chính Thì người đàn bà khác dù có muốn dụ dỗ Cũng không thể dụ dỗ được nếu như luôn là muốn một mình cố gắng duy trì hôn nhân cậu cũng chỉ có thể duy trì được một thời gian, duy trì không được cả đời đâu." Khương Tuyết Nhu nét mặt lo sợ run rẩy, Lâm Minh Kiều vỗ vỗ bả vai cô, "Trên cái thế giới này, tiểu tam thật là có nhiều người, Hoắc Anh Tuấn lại là người giàu nhất nước Nguyệt Hàn, đàn bà muốn nhào lên anh ta nhiều không đếm xuể, chuyện này vẫn là phải dựa vào tính tự giác của anh ta, thuận theo tự nhiên đi, dù sao nếu như có thể dễ dàng bị cướp đi đều là không đáng giá để được quý trọng." Thật đúng là như vậy, vốn chính là như vậy buổi tới tôi mời cậu ăn cơm nhé. Sau khi ăn cơm tối xong, cô quay trở lại trang viên, hoặc anh Tuấn còn chưa có trở lại. Một mình như vậy ở trong biệt thự trống rỗng. Buổi tối, cô nằm ở trên giường lớn, trong đầu đều là dáng vẻ hôm nay của Hoắc Anh Tuấn ôm nhạc hạ thu khẩn trương rời đi. Còn cô đối thoại với bọn họ ở trong bệnh viện. Có nhạc hạ thu ở đây, cô sống hôn nhân của bọn họ cũng không biết còn có thể kéo dài được bao lâu. Cô đang có bầu, mỗi ngày đều vẫn còn phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu và đề phòng nhạc hạ thu, nhìn chằm chằm chồng mình, mệt mỏi thực sự. Có lẽ, giống như Lâm Minh Kiều đã nói, có thể dễ dàng bị cướp đi đều là không đáng giá và quý trọng. Thôi được rồi, cứ như vậy đi, cô thật không muốn quản nữa. Cô sờ bụng mình một cái và xoa xoa. Từ nay về sau, cô muốn dành nhiều thời gian hơn để yêu thương mấy đứa trẻ của mình, để cho chúng nó khỏe mạnh ra đời. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, bên kia giường không có một ai. Cô rửa mặt đi xuống dưới lầu, Di Tần đã chuẩn bị bữa sáng và đem lên. Hoắc Anh Tuấn ngồi ở trước bàn ăn chờ cô, trên mặt mang vẻ áy náy, "Xin lỗi, ngày hôm qua anh trở về quá muộn." "Không có sao," khâu Tuyết Nhu bưng qua một chén cháo nhỏ, cúi đầu nếm thử một miếng. Hoắc Anh Tuấn nhìn hình dáng cô nhàn nhạt ngẩn ra, "Ngày hôm qua anh vốn là muốn trở về sớm một chút với em, nhưng mà tối hôm qua vết thương của Hạ Thu bị trở nặng." "Không muốn nghe anh nói về chuyện của cô ta." anh muốn như thế nào thì như thế đó đi." Khúc Tuyết Nhu cắt đứt lời anh, không muốn bị cái tên này ảnh hưởng đến tâm tình. Hoắc Anh Tuấn câu mày, cho là cô lại ghen. "Tuyết Nhu, anh hy vọng em có thể hiểu được, ngày hôm qua Hạ Thu là bị anh làm cho bị thương, anh không có biện pháp. Em hiểu, cho nên em không nói gì." Khúc Tuyết Nhu lại kẹp một miếng há cảo để ăn, môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn tinh xảo khẽ nhếch lên khổ sở nói, "Cái bộ dạng này của em cũng không giống như là đã hiểu." Trong một cái chớp mắt như vậy, Cư Tuyên nhu bỗng nhiên nghĩ tới Tống Dung Đức của ngày hôm qua. Đám người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Cũng bởi vì cô ta tới sau một người kia, cho nên cô làm gì cũng là sai sao? Vậy anh muốn em làm như thế nào? Cô ngẩng đầu. Nếu em nói không để cho anh đi, anh lại nói em sẽ nhỏ mọn. Dẫu sao thì nhạc Hạ Thu là bị anh làm cho bị thương. Em không có ý kiến gì. Anh liền nói em không hiểu. Anh nói cho em nghe thử xem. Rốt cuộc thì anh muốn một câu trả lời như thế nào thì mới hài lòng? Em trả lời cho anh anh không phải là có ý này hoặc anh tuấn bị cô xỉ vả cổ họng như bị chặn lại hoặc anh tuấn sau này chuyện của anh với nhạc hạ thu em không muốn quạt nữa khương tuyết nhu uống một hớp sữa bò em không ý kiến về các người vẻ mặt lãnh đạm của cô khiến cho hoặc anh tuấn trong lòng khổ sở em tin tưởng anh trong lòng anh chỉ có em chờ anh sau khi khỏi chữa bệnh anh nhất định sẽ giữ khoảng cách với cô ấy em không ý kiến lại là tái diễn lại lời cũ anh cứ giải thích vậy mãi khương tuyết nhu nghe cũng chán rồi cô tùy tiện ăn bữa sáng, đứng dậy lên lầu thay quần áo xong đi ra ngoài. em đi đâu? hoặc anh Tuấn hỏi. đi làm. thời gian kế tiếp, Khương Tuyên nhu một lòng đặt ở trên công việc. sau khi tan việc, cô thỉnh thoảng đi xem triển lãm một chút, cùng Lâm Minh Kiều đi dạo phố, ăn gì đó một chút. thứ bảy chủ nhật đi làm từ thiện công ích hoặc là đi xem sách một chút, luyện một chút thư pháp, hầu hạ bà cụ Hoắc đi tản bộ một chút. mỗi ngày đều trải qua rất phong phú. ngược lại không có điện thoại của cô với tin nhắn của cô thì Hoắc Anh Tuấn rất không có thói quen. Ngày trước, bởi vì nguyên nhân là vì với nhạc Hạ Thu, Khương Tuyết Nhu đối với anh lúc nào cũng cho hỏi hành tung rất nhiều. Hôm nay, trên căn bản là không nghe thấy cô hỏi nữa. Nếu như anh không gọi điện thoại, cô tuyệt đối cũng sẽ không gọi điện thoại lại cho anh. Anh gửi tin nhắn qua cho cô, cô cũng là đơn giản trả lời lại hai chữ. Thậm chí nhà hạ thu đến chữa bệnh cho anh, cô cũng không xuất hiện bên cạnh nữa. Buổi tối cùng đám người Tống Dung Đức bọn họ gặp đi chơi, Cô cũng không có đòi theo, thậm chí ngay cả hỏi cũng sẽ không hỏi. Anh thật đã hiểu câu nói trong miệng cô, bốn chữ, không có ý kiến, chân chính có nghĩa là gì. Loại cảm giác này khiến cho anh rất không thoải mái. Thậm chí ngay cả thời điểm đang ở công ty cũng liên tục mất tinh thần nhìn phía Ngô Minh Hảo. Ngô Minh Hảo bị anh nhìn không giải thích được. Cậu cả, anh có chuyện gì không? Hoặc anh Tuấn nhấp miệng cà phê giống như tùy ý hỏi. Ngày hôm qua tôi đi xã giao đến quá muộn không trở về, Tiểu phu nhân hôm nay có liên lạc với cậu không? Trước kia anh nếu là một đêm không trở về biệt thự, đến điện thoại của Ngô Minh Hảo cũng sẽ bị cô gọi cho cháy máy. Đêm qua anh cố ý không có nói cho cô biết, cô bây giờ nhất định lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ngô Minh Hảo sững sờ một chút, không có, hoặc anh Tuấn, anh phiền não kéo cả vạt, còn bà ngoại tôi, Kiều Vĩ, còn cả dì Tân nữa chứ. Anh khẳng định nói xa nói gần cũng sẽ gọi điện thoại cho người khác thám thính tình hình của mình. Cũng không có, Ngô Minh Hạo nháy mắt mấy cái. Cậu cả, chẳng lẽ là đang đợi điện thoại của thiếu phu nhân? Làm sao có thể? Hoặc anh Tuấn hung ác trợn mắt nhìn anh một cái. Tôi là sợ cô ấy lại lo được lo mất, đối với con không tốt. Ngô Minh Hạo trong lòng yên lặng nói thầm. Cậu cả, làm phiền cầm gương soi dáng vẻ của anh đi, đang khẩu thị tâm phi đó, có được không? Cậu cả, anh yên tâm. Thiếu phu nhân sáng nay hầu hạ bà cụ Hoắc đi qua nhà họ Lục đánh mặt trược rồi. Đánh mặt trược? Hoắc Anh Tuấn khóe miệng co quắp. Cái bộ dạng này của cô ấy còn có thể đánh mặt trượt được sao? Tại sao không thể? Ngô Minh Hạo không giải thích được. Lão phu nhân nói, thiếu phu nhân đang mang thai, vận may lớn, lần trước còn khiến cho bà ấy thắng mấy triệu. Bà ngoại thật là hồ đồ. Để tôi đem cô ấy trở về. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Tống Dung Đức gọi điện thoại cho anh. Lão Hoắc, buổi tối tới tập trung chơi một chút không? Ba ngày tụ tập hai ngày, cậu không phiền sao? Hoặc anh Tuấn một câu nói khiến Tống Dung Đức nghẹn họng không nói nên lời. Không phải, hôm nay Hạ Văn Trì tới. Để nói sau. Hoặc anh Tuấn cắt đứt lời anh ta, ra lệnh cho tài xế đưa anh đi đến nhà họ Lục. Trong biệt thự nhà họ Lục, cũng là một đám lão phu nhân lớn tuổi cùng với mấy người đàn bà trung niên tụ lại thành một khối. Trên cỏ bày ra hai bàn mặt trược. Trong đó Hoặc lão phu nhân được coi là lớn tuổi nhất, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến bà có một tấm lòng yêu đánh mặt trược được. Khương Tuyết Nhu coi như nhỏ tuổi nhất, cô ấy cùng đám phu nhân nhà giàu có này đánh hai lần bài cũng trở nên thành thục mấy phần. Chẳng qua là hôm nay trên bàn mặt trược thì cô đang đánh những phu nhân mà người đối diện là sở phu nhân cũng chính là mẹ của sở Văn Khiêm. Sở phu nhân sau khi thua hai cây âm dương quái khí nói «Tuyết Nhu à, không phải là bà nói con dạo này không thấy chồng con đến chăm sóc con hẳn là người đàn ông không tốt. Khương Tuyết Nhu cười cười không nói sở phu nhân lộ ra một bộ dạng bà là vì tốt cho con bà nghe văn khiêm nhà chúng ta nói gần đây thường xuyên ở quán rượu thấy đám người cậu cả hoắc cùng với cô gái nhà họ nhạc kia thường xuyên tụ tập một bên vị phu nhân kia kinh ngạc nói không biết các người đó có phải là nhạc hạ thu hay không đúng chính là cô ta sở phu nhân ném ra một viên mặt trược đàn ông mà muốn được nhiều bất kể là đã cùng người khác nói có lý khử tuyên nhù đẩy ngã viên mặt trược trước mặt tới sắc phu nhân sắc mặt như biến thành tờ chi phiếu màu đen viết con nghe không hiểu lời bà nói hay sao? Con nghe hiểu rồi. Khương Tuyên Nhu ổn định như thường liền nói. Nhưng mà đầu năm nay, đàn ông đi ra ngoài tìm đàn bà không phải là chuyện rất bình thường sao? Con nghe nói sở tiên sinh trước kia cũng cùng với thư ký của mình mập mờ không rõ. Sở phu nhân tức giận mặt mũi nhăn nhó. Đó cũng là lời đồn bừa bãi. Bà bây giờ là đang nói con. Con nói đàn ông không có mấy người không ăn trộm thịt sống. Huống chi hoặc anh Tuấn là người giàu nhất. Đàn bà muốn được ngủ chung với anh ấy, nhiều không đếm xuể, còn không thể nào mỗi một phút đều đi quản được. Trước tiên, hay là quan tâm tốt tới mình trước đã, chờ tương lai cặp sinh đôi trong bụng ra đời, tương lai dù sao ăn uống cũng không cần. Khương Tuyết Nhu lãnh đạm như thường bắt đầu xào mặt trược. Sau khi xào xong, chợt phát hiện mấy vị phu nhân ngồi cùng, sắc mặt không đúng lắm, đang nhìn sau lưng cô. Cô quay đầu nhìn lại, chỉ hoặc anh Tuấn xanh mặt đứng ở sau lưng cô, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu. Sở phu nhân xì cười một tiếng. Cậu cả hoác, cậu có nghe hay không? Phu nhân của cậu một chút cũng không thèm để ý đến cậu. Dì sợ, trước tiên hãy quản mình tốt đi. Dẫu sao từ sau khi nhà họ sở phát đạt, sợ rằng bà ở bên ngoài bắt gian không ít. Ánh mắt hoác anh Tuấn lạnh lùng như băng, quét qua sở phu nhân. Nụ cười trên mặt sở phu nhân cứng đờ, cả người như rơi vào hầm băng. Đừng đánh nữa, đi với anh. Hoác anh Tuấn đem Khương Tuyết Nhu từ dưới ghế kéo lên. Ai ra? Anh Tuấn, con làm gì vậy? hoặc lão phu nhân ở một bàn khác bất mãn đứng lên. Chúng ta lúc này vừa mới đánh có một tiếng. Bà ngoại, một tiếng còn không đủ thì còn phải đánh tới bao lâu? Chẳng lẽ bà hy vọng mấy đứa con ở trong bụng bị dậy hư thích đánh mặt trượt sao? Hoặc anh Tuấn tức dậy sau khi nói xong kéo tay Khương Tuyết Nhu lên xe. Hai người ngồi ở đằng sau, Hoặc anh Tuấn một gương mặt tuấn tú tỏ ra âm dương quái khí. Trước tiên quan tâm tốt cho mình. Đúng vậy, Khương Tuyết Nhu lười biếng ngáp một cái, thái độ rừng dưng kia chọc cho hoắc anh tuấn trong lòng ôm một bụng oán khí anh là đàn ông của em em hẳn phải đem anh đặt ở vị trí thứ nhất ồ oh. khương Tuyết nhu gật đầu một cái ồ oh, cái gì mà ồ oh, em căn bản không đem lời anh đệ trong lòng hoắc anh tuấn có cảm giác như một quyền của mình đánh vào trên bông vải vậy anh muốn em làm như thế nào khương Tuyết nhu không nhịn được và nói mỗi ngày phải trông nom phải nhắc tới anh hay sao em nói hơn hai câu anh liền chê em không hiểu em nói thêm đôi câu, anh lại chê em hiểu lầm ánh mặt trời của anh, lại chỉ trách em không tin anh, em thật không hiểu là anh muốn làm gì. Hoặc anh Tuấn bị oán giận nửa ngày, nói không ra lời, rõ ràng bụng đầy não nề. Trong xe, sau khi an tĩnh lại, Khương Tuyết Nhu cầm lấy điện thoại ra xem tiểu thuyết. Điện thoại di động có phóng xạ, không nên cứ nhìn chăm chăm như vậy. Hoặc anh Tuấn rút điện thoại trong tay cô ra. Khương Tuyết Nhu dứt khoát ngắm ngoài cửa sổ, ngay cả khí lực trao đổi với anh cũng không có. Cục cưng, Em không nên như vậy, có cái gì mất hứng thì nói ngay, không cần phải giấu ở trong lòng. Hoặc anh Tuấn đè thấp thanh âm, nói để lấy lòng cô. Em không có mất hứng, quả thật rất phong phú. Khương Tuyết Nhu lười biếng trả lời anh, lần nữa bị bật lại, Hoặc anh Tuấn ủy khuất. Em trước kia không phải nói, nếu anh cùng đám người dung đức bọn họ đi ra ngoài chơi, muốn anh mang theo em sao? Tối hôm nay, anh cùng bọn họ gặp mặt, em đi chung với anh đi. Không đi. Tại sao lại phải đi để đối mặt với người đàn bà nhạc hạ thu kia, để tâm trạng minh hỏng bếp. Em không lo lắng nhạc Hạ Thu cũng ở đó sao? Tại buổi gặp mặt, nhạc Hạ Thu âm thầm nắm chặt ly trà, bỗng nhiên cúi đầu ho khan một cái. Cô không có sao chứ? Cổ họng là không thoải mái hay sao? Tổng Dung Đức vội vàng ân cần hỏi. Khương Tuyết Nhu vội vàng nói: ai ra? Không biết là vết thương cũ của cô có vẻ còn chưa khỏe, người không thoải mái hay là ở nhà tĩnh dưỡng sẽ tốt một chút? Khương Tuyết Nhu, cô nói đủ chưa? Tổng Dung Đức không thể nhịn được nữa cảnh cáo. Cô rõ ràng Hạ Thu là vì chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn nên bị thương. Cô coi như là vợ của lão Hoắc, không cảm kích cũng được đi. Còn âm dương quái khí. cô nói xong chưa? Khương Tuyết Nhu ủy khuất bĩu môi một cái. Câu này của anh là như thế nào? Ngày đó anh còn nói với tôi, Hoắc Anh Tuấn với cô nhạc còn có tình cảm, bảo tôi nhường ngôi lại. Đã như vậy cũng không tới phiền tôi cảm kích đi, người ta là tự nguyện. Lời này vừa nói ra, trên mặt Tống Dung Đức thoáng qua tiêu hốt hoảng ngắn ngủi, anh ta trợn mắt nhìn Khương Tuyết Nhu, ánh mắt hận không thể đem cô ăn. Hạ Văn Trì với Hoắc Anh Tuấn sắc mặt đồng thời biến đổi, nhất là Hoắc Anh Tuấn, hàng lông mi cực kỳ tức giận. Dung Đức, cậu là lúc nào tìm cô ấy nói những lời như vậy? Dung Đức, anh không nên như vậy. Nhạc Hạ Thù cũng sốt ruột nhẹ nhàng than thở. Tôi đã sớm nói với anh, chuyện của tôi và anh Tuấn đã qua. Được rồi, được rồi, đều là tôi sai. Tôi đi, tôi đi vệ sinh đây. Tổng Dung Đức đá văng một cái ghế ra, đứng dậy và đi vào phòng vệ sinh tôi đi nói chuyện với anh ấy một chút nhà khà thu vội vàng đi theo anh ta hoặc anh tuấn bây giờ mặt đầy não nề anh thật hối hận hôm nay mang khôi tuyết nhu tới vợ chuyện dung đức tìm em em tại sao lại không nói với anh nếu như anh biết sớm anh nhất định giúp em hung hăng dạy cho cậu ta một trận cô bé tuyết nhu dung đức là một tên ngốc lời của cậu ấy cô chớ coi là thật hạ văn trì tìm đề tài khác hay là chúng ta đi chơi bia đi Khương Tuyết Nhu gật đầu một cái. Được. Cô cùng Hạ Văn Trì cùng nhau đi tới bàn bia. Hoắc anh Tuấn lo lắng nói. Em mang thai, không thích hợp chơi bia. Hay là anh tới đánh, em ở bên cạnh coi có được không? Khương Tuyết Nhu cau mày, Hạ Văn Trì giành nói. Lão Hoắc, cậu có thể đừng làm mất hứng như vậy được hay không? Cũng không phải là đá banh. Chẳng lẽ cơ cô bé Tuyết Nhu đi ra chính là để cho cô ấy ngồi ở đằng kia cùng nhạc Hạ Thu diễn phim cung đấu sao? Cung đấu? Khương Tuyết Nhu thiếu chút nữa thì xỉ cười ra một tiếng được rồi em sẽ cẩn thận anh đi sang bên cạnh đi đừng quấy rầy bọn em Khương tuyết nhu giọng nhàn nhạt, nhạt. hoắc anh tuấn không nói ra được có bao nhiêu giận dỗi cô bây giờ đối với mình thái độ cũng không bằng đối với hạ văn trì vợ em muốn ăn chút gì không anh đi lấy cho em tùy đi thật vất vả chờ hoắc anh tuấn đi hạ văn trì đánh một cái nhỏ giọng nói cô bé tuyết nhu có phải gần đây bị không ít ủy khuất hay không Khương tuyết nhu khóc mắt nóng lên thiếu chút nữa thì khóc nhưng mà cô chịu đựng không để cho tâm tư lộ ra ngoài. Anh không trách tôi, tôi còn tưởng rằng anh cũng sẽ giúp nhạc hạ thu chứ. Tôi với nhạc hạ thu cũng không có quen thân như vậy, là đồng hương của tôi. Hạ Văn Trì cười hì hì, nói trong cuộc mơ hồ. Người đứng xem sáng suốt, mới vừa liền đi ra, nhìn thấy nhạc hạ thu thật không đơn giản. Khởi tuyết nhú kinh ngạc, nhìn anh ta một cái. Dùng đức đúng là quá thích nhạc hạ thu, vẫn luôn là như vậy. Ở trong mắt cậu ta, nhạc hạ thu chính là tiểu công chúa Hoạt Mỹ không vết xước. Tử Uyên nữa, xem tiểu công chúa này như em gái vậy, còn Ngọc Anh Tuấn, trong lòng cậu ấy đối với nhà Hạ Thu có ấy nấy, nhưng mà tôi dám khẳng định, cậu ấy tuyệt đối không thương nhà Hạ Thu." Hạ Văn Trì nghiêm túc cùng cô nói. "Không có vấn đề gì." Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt, nhạt cười, cô mệt mỏi chỉ muốn yêu tiểu bạo bối của chính mình nhiều một chút. Khương Tuyết Nhu trả lời. Hạ Văn Trì chân mày hơi cau lại, Hạ Văn Trì đáy mắt thoáng qua vẻ lo âu ờ ừ, ăn trái cây đi. Hoặc Anh Tuấn bưng một đĩa trái cây tới. Cửa phòng lại lần nữa mở ra. Quý Tử Uyên ôm một người đàn bà, vóc người cao gầy đi vào. Người đàn bà này, tóc dài đen nhánh, thẳng tắp, xõa trên bờ vai. Mặc trên người áo lộ vai một bên, tay kiểu lá sen ngắn, về giới còn phối với một cái quần cụt màu trắng. Chẳng qua là khi Khương Tuyết Nhu thấy rõ ràng tướng mạo của người đàn bà kia, trong đầu như có 10.000 con ngựa lao nhanh qua. Trời ơi, đây đều là cái cuộc sống gì đây? Người đàn bà này lại là người rất lâu rồi không có gặp Thang Nhược Lan Từ sau khi nhà họ Khương phá sản Cũng rất ít khi thấy Thang Nhược Lan ra mắt Ngược lại là thường xuyên thấy tin tức của cô ta Trên các trang giải trí Ở trong điện thoại di động Hình như Thang Nhược Lan hôm nay càng ngày càng đi xuống Nhưng mà Khương Tuyết Nhu cũng không nghĩ Sẽ đồng thời cùng xuất hiện ở nơi này liền không để ý đến Không nghĩ tới hôm nay Thang Nhược Lan lại quá giang quý tử uyên Những người bạn này của Hoắc Anh Tuấn từng người một ánh mắt đều là bị mù hết rồi hay sao? Nhạc tiêu nhi, một cô gái tốt như vậy lại không muốn. Tìm một thang nhược lan, mặt nhựa, đến như hoắc anh Tuấn gần đây, chỉ nhớ không tốt lắm, không nhớ ra thang nhược lan. Nhưng Hạ Văn Trì nhìn một cái liền nhận ra được. Tuyết Nhu, đã lâu không gặp, tớ rất nhớ cậu. Thằng Nhược Lan thấy cô, ánh mắt sáng lên, lập tức nhiệt tình mừng rỡ tiến lên đón. Xin lỗi, tôi với cô không quen nhau. Khương Tuyết Nhu giơ tay lên, tỏ ý nói cô ta từng tới gần mình. Quý Tử Uyên nhướng mày một cái, hỏi Thang Nhược Lan, các người quen biết nhau? Đâu chỉ biết, em với Tuyết Nhu cùng học trung trường trung học cấp 2, lên trung học cấp 3 thì trở thành bạn học, tình cảm giữa em với Tuyết Nhu vẫn luôn rất tốt, nhưng mà cô ấy sau khi tới kinh đô thì không làm sao mà liên lạc được nữa. Thang Nhược Lan lúng túng cười một tiếng, Quý Tử Uyên chớp mắt như có điều suy nghĩ. Anh ta nhớ, Khương Tuyết Nhu là được Diệp Gia Thanh nhận về, sau đó mới đưa cô tới Kinh Đô. Nghe lời này của Thang Nhược Lan, Chẳng lẽ là Khương Tuyết Nhu sau khi thắng chức huy Hoàng cũng không lui tới với Thang Nhược Lan nữa? Khương Tuyết Nhu căn bản không quan tâm Quý Tử Uyên nghĩ như thế nào, trực tiếp mở miệng. Tôi không cùng cô liên lạc, trong lòng cô còn không suy nghĩ một chút hay sao? Là cô à? Hạ Văn Trì lập tức hừ một tiếng. Tôi đối với cô còn có ấn tượng. Trước kia ở Thanh Đồng, cô thường xuyên đi với Tân Gia Linh, như là mấy người đàn bà giả tạo, lăn lộn cùng một chỗ. Đúng rồi, các người lần trước ăn cơm còn sai người đem cô bé tuyết nhu từ trong tiệm cơm lôi ra ngoài lão hoắc cậu còn nhớ không hoắc anh tuấn anh có thể nói bây giờ rất nhiều chuyện anh cũng không nhớ sao nhưng mà nếu hạ văn trí đã nói như vậy người đàn bà này khẳng định không phải là một người tốt tử uyên cậu làm sao lại tìm loại đàn bà này anh ta cau mày không che giấu ánh mắt không ưa chút nào thang nhật lan sắc mặt dâng lên một tia tái nhợt đáy mắt cũng khó chịu ngấn ra lệ cậu hạ lần đó tôi ở thanh đồng đúng là có ngăn cản nhưng tôi lúc ấy chỉ là một ca sĩ nhỏ cô tần bọn họ căn bản không coi trọng tôi tuyết nhu tôi biết cô xem thường tôi nhưng mà tôi không có như cô nghĩ đâu từ rất lâu rồi tôi chỉ có thể dựa vào mình thận trọng không dám đắc tội với người khác chỉ có thể vạn kiếp bất phục cô nói xong run rẩy bắt lấy tay quý tử uyên tử uyên em là người như thế nào anh hẳn hiểu quá khứ nên để cho nó đi qua đi quý tử uyên khóe miệng nhếch lên mê người cười yếu ớt, vỗ tay và nói với cô ta. Đi tới đây ngồi nào. Tử Uyên, đây là bạn gái mới của anh sao? Rất đẹp. Lúc này, nhạc hạ thu cùng Tống Dung Đức trở lại. Nhạc hạ thu mỉm cười đi tới, cầm lấy tay Thăng Nhược Lan và nói. Tối nay rất náo nhiệt, tại sao cô lại khóc? Tôi không có chuyện gì. Thăng Nhược Lan vội vàng, cúi đầu lau sạch nước mắt. Nhạc hạ thu nhìn lướt qua vẻ mặt lạnh lùng của Khương Tuyết Nhu, đáy mắt thoáng qua một chút hiểu rõ, lộ ra dáng vẻ tấm lòng của một người chị chúng ta đi ca hát đi. Khương Tuyết Nhu im lặng liếc hai người đàn bà này một cái. Bạch Liên Hoa gập trà xanh, sự kết hợp tuyệt vời. Sớm biết tối nay cô có chết cũng không nên tới. Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng nhạc, Khương Tuyết Nhu rất nhanh nghe được nhịp điệu là bài hát của Phạm Vĩ Kỳ, một mùa hè giống như một mùa thu. Trước kia cô cùng Lâm Minh Kiều, Thăng Nhược Lan, ba người thường xuyên hát. Lúc này, Thăng Nhược Lan cầm một cái micro đưa tới cho cô trước con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, còn dùng bích đô nói tuyết nhu chúng ta cùng nhau hát đi đây là bài hát mà hai chúng ta thích nhất tớ biết là tớ đã làm sai một ít chuyện ngoài việc nói xin lỗi cậu thì tớ thật không biết nên nói cái gì cho phải nhưng mà tớ rất nhớ tình cảm chị em tình nghĩa giữa chúng ta ban đầu nếu như không phải là cậu khích lệ tớ tớ cũng sẽ không bước vào giới giải trí để đi tới ngày hôm nay tớ rất nhớ cậu thực sự là như vậy nói đến hai chữ cuối cùng cô ta cũng nghẹn ngào khương tuyết nhu cũng có chốc lát hoảng hốt nhưng rất nhanh liền cảm giác rất buồn cười thằng nhược lan sẽ hối hận sao ban đầu cô ta đã làm không ít chuyện bỏ đá xuống giếng đi thằng nhược lan cô muốn diễn trò tôi thật không có tâm tình cùng cô diễn khương tuyết nhu lạnh giọng mỉa mai quý tử uyên buông ly rượu xuống trong tròng mắt thoáng qua chút không vui Tổng dung đức lại là không thể nhịn được nữa liền nói khương tuyết nhu người ta thành tâm thành ý xin lỗi cô cô có đến nỗi phải như vậy không thận tưởng là trở thành vợ của lão hoắc là giỏi sao Nhạc hạ thu thở dài nói Thật ra thì tôi có thể hiểu Cảm giác bị bạn tốt bị hiểu lầm Nhưng mà đã có tình cảm nhiều năm như vậy Có thể lần nữa gặp nhau là duyên phận Tôi ngược lại thật thâm mộ Lúc đi học có được tình bạn thân tình Thuần túy, sạch sẽ Không có bất kỳ lợi dụng nào Không cần chờ đến sau khi mất đi rồi lại hối hận Khương Tuyết Nhu hết ý kiến Những người này mỗi một người đều dùng ánh mắt Bài xích nhìn chằm chằm mình Thật giống như mình là một người có lòng dạ nhỏ mọn Rất xấu một lát sau cô cười. Đây là lần đầu tiên tôi biết đấy. Hóa ra sau khi bị người khác hành hung tổn thương quá nhiều, người bị hại không tha thứ cũng thành một cái sai. Thì ra đây chính là đạo đức của cái bắt cóc. Cô buông cây gậy đánh bia xuống. Không chơi nữa, tôi thấy ở chỗ này cũng không được mọi người hoan nghênh, cũng không làm phiền mọi người vui vẻ. Tôi đi. Cô nói xong, xoay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn lập tức vội vàng nắm lấy cổ tay cô. Tuyết Nhu, lão Hoắc, cậu để cho cô ta đi đi. Thật chịu đủ rồi. Từ sau khi cô ta xuất hiện, liền xuất hiện đủ các loại âm dương quái khí, trước kia cậu không mang theo cô ta tới, mọi người không phải đã chơi thật vui vẻ sao?" Tống Dung Đức giọng rất khó nghe liền nói. Ánh mắt Khương Tuyết Nhu lạnh lùng quét qua anh ta một cái, nói thật, ngồi đây với một đám đàn ông không có não như các người, tôi cũng rất mệt mỏi. Lần này, quý tử uyên thần sắc cũng thay đổi, anh ta lạnh lùng mở miệng, "Lão Hoắc, cậu đưa cô ta trở về đi, lần sau đừng mang cô ta tới nữa." "Vừa vặn, tôi cũng không có hứng thú." cường tuyết nhu hất tay anh ra và trực tiếp đi hoặc anh tuấn tức giận trợn mắt nhìn quý tử uyên và tống dung đức một cái đuổi theo trong phòng thác nhật lan mặt đầy thấp thỏm cùng hối tiếc đều do tôi nếu như tôi không tìm tuyết nhu đến hát thì sẽ không phát sinh chuyện như thế này không liên quan đến chuyện của cô là cô ta vốn là phiền tổng dung đức khử lạnh nói Bốp, hạ văn trì bỗng nhiên đem cây gậy bia ném lên bàn các người chơi đi tôi đi sao lại đi tổng dung đức lập tức nói Tối nay chúng tôi mở bữa tiệc này là vì cậu đó. Không có ý nghĩa. Hạ Văn Trì bỏ tay vào túi quần, đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu nhìn Thang Nhược Lan. Tuyệt Nhu nói không sai. Tôi lần đầu thấy đạo đức của kẻ bắt cóc có thể đạt đến trình độ như vậy. Dùng đức với tử uyên, trước kia không có ở Thanh Đồng, các người căn bản không hiểu cách cô làm người. Những chuyện cô đã làm trước kia, nói thật, đổi thành tôi cũng sẽ không tha thứ. Tử uyên, lần này ánh mắt nhìn cười của cậu thật là không ra gì. Anh nói xong trực tiếp quay đi. Lưu lại quý tử uyên mặt đen như mực mở mịt. Thang Nhược Lan cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ. Đi ra khỏi nơi đó, Khương Tuyên Nhu hết một hơi thật sâu. Quả nhiên, chỉ cần phải đối mặt cùng với đám bằng hữu này của Hoắc Anh Tuấn, tâm tình liền sẽ uất ức. Cô sờ bụng mình một cái. Thật xin lỗi tiểu bảo bối, vừa nói không nổi giận, kết quả lại không khống chế được mình. Tuyên Nhu, để anh đưa em về. Hoắc Anh Tuấn kéo tay cô, để anh nói tài xế lái xe tới khương tuyết nhu yên lặng không nói trên đường về nhà cô cũng không nói tiếng nào nữa hoắc anh tuấn sau khi nhìn sắc mặt của cô mấy lần đáy mắt dâng lên một tiêu uể oải xin lỗi anh hôm nay không nên kêu em đi dùng đức cậu ta nói chuyện quả thật là rất quá đáng anh nói đúng lần sau anh cũng không cần kêu em khương tuyết nhu nhản nhạt, nhạt trả lời anh nhưng thật ra trong lòng cô rất thất vọng đối mặt với đám bạn kia của anh cô luôn có một cảm giác một mình cô chiến đấu anh cho tới bây giờ không có cứng rắn đứng ở bên cạnh mình. Đây đã là lần thứ mấy rồi, cô đều không nhớ được. Xe đến nhà một cái, cô mở cửa xuống xe và đi thẳng. Vợ, bảo bối. Hoặc anh Tuấn ở phía sau kêu cô, cô cũng không quay đầu lại. Dần dần, anh cũng có vẻ căm tức. Em rốt cuộc muốn thế nào, còn phải đối với anh tỏ sắc mặt bỏ rơi này cho tới khi nào nữa. Khương Tuyết Nhu dừng lại quay đầu. Có lẽ sau này, khi em và đám người Tống Dung Đức, bọn họ bất hòa, nếu anh đứng về phía em thì mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt rồi. Hoặc anh Tuấn sắc mặt chỉ mấy phần. Anh đương nhiên đối với đám người tống dung đức bọn họ hôm nay rất bất mãn. Nhưng dẫu sao, cô đã biết nhau 20 năm mà hai người cũng cùng với anh cùng chung hoạn nạn. Nói là sinh tử chi giao cũng không có gì là quá đáng. Em biết, anh sẽ không đồng ý. Khương Tuyết Nhu tự dễ cười cười, xoay người đi. Nói thật, nồi nào úp vung đấy, cô hiểu rõ. Tống Dung Đức, Quý Tử Uyên có hai trà xanh vây quanh bên người, còn xem như là bảo bối vậy. Sớm muộn hoặc anh Tuấn cũng sẽ trở thành người như vậy. Cô không hề muốn mình thay đổi vì nhà hạ thu hay thương nhược lan. Tiếp theo một khoảng thời gian sau, Khương Tuyết Nhu cũng không đi tìm hoặc anh Tuấn. Thậm chí dù ở chung một biệt thự, hai người có thể một tuần lễ cũng không thấy mặt một lần. Hoặc anh Tuấn đẻ nén cơn tức giận, nhưng không có chỗ phát tiết. Chủ nhật, nhà hạ thu theo thường ngày, tới biệt thự để trị bệnh cho anh. Với đi vào cửa, liền nghe được giọng lạnh như băng nổi giận của Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu đâu? Chết ở đâu rồi? Là cô ấy nói tôi ở biệt thự chữa bệnh, bác sĩ nhạc sắp tới, nhưng bóng người cô ấy cũng không có thấy. Thiếu phu nhân ở phía sau núi tàn bộ, dì Tần vẻ mặt đau khổ nói, cô ấy nói cô ấy không phải là bác sĩ, không giúp được, cũng không quấy dày các người. Huyệt thái dương của Hoắc Anh Tuấn bị chọc đến phát đau, nhìn một chút, đây là lời nói gì? Rõ ràng là xem như đem chồng mình, xem như là kẻ gian vậy nhạc cạ thu âm thầm cứng rắn, cô ta không nghĩ tới, hoặc anh Tuấn đối với Khương Tuyết Nhu lại tình thâm ý sâu đến như vậy, coi cô ta là cái gì? Cô ta đã trở lại lâu như vậy, quan hệ của hai người chẳng những không có kéo gần, ngược lại càng ngày đi càng xa. Cô phải chờ anh khỏi bệnh rồi, anh cũng sẽ không nhìn mình nữa hay không? Nhìn dáng vẻ này, cô ta chỉ có thể dùng chiêu đó thôi. Anh Tuấn, cô đi tới và lo lắng hỏi, Tuyết Nhu còn đang là giận chuyện đêm hôm đó hay sao? Hoắc Anh Tuấn nhả nhạt ừ một tiếng, anh hoàn toàn không hiểu nổi Khương Tuyết Nhu đang suy nghĩ cái gì nữa. Có lúc anh cũng nghi ngờ cô vì mang thai nên sinh ra trứng út ức. Nhưng mà nghe Kiểu Vĩ nói, bình thường cô cùng người nhà họ Hoắc cũng quan hệ không tệ, trừ khi đối mặt với mình. Là bắt đầu, từ khi nào thì cô ngay cả lời cũng không muốn nói với mình. Trong lòng anh bỗng nhiên một trận bất an và sợ hãi. Không trách gần đây, Dung Đức bọn họ kêu anh, anh cũng không có đi. Xin lỗi, có lẽ ngày đó tôi không nên đi kết quả làm cho anh cùng dung đức bọn họ quan hệ ngược lại không tốt như vậy Nhà hạ thu tràn đầy áy náy liền nói không liên quan đến chuyện của cô cái này cũng trách cái người thang nhược lan đó hoặc anh tuấn lạnh lùng nói đây không phải là do người đàn bà này sao tử uyên tại sao phải cùng một người đàn bà dưới giải trí trung đụng như vậy tử uyên trong chuyện tình cảm luôn luôn tương đối mê gái có thể chính là nói vui đùa một chút qua mấy ngày thì sẽ chia tay thôi nhạc hạ thu nhìn thời gian một chút chúng ta bắt đầu chữa bệnh đi Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, trong phòng chữa trị, Nhạc Hạ Thu mở ra điện thoại di động, phát hình ra là một tiếng hát cổ xưa, những thứ tiếng hát này không phải là tiếng của nước Nguyệt Hàn, nghe rất cổ xưa, Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn chưa từng nghe qua, hôm nay tại sao lại nghe bài này? Ừ, đổi một phương thức trị liệu mới, đây là nhạc cổ ở Ấn Độ. Nhạc Hạ Thu móc ra một đồng tiền cổ xưa, anh hãy chăm chú nhìn vào đồng tiền này một chút. 3 phút sau, Hoắc Anh Tuấn chỉ nghe được bên tai chuyển tới một tiếng đinh vang lên cả người tự như trong nháy mắt mất đi ý thức vậy, con người một mảng đen ngòm và trống rỗng. Nhạc Hạ Thu liên tiếp nói đến mấy vấn đề sau, chắc chắn cả người anh là thật không có ý thức, mới không người đến bên tai anh thấp giọng mê sảng. Hoặc anh Tuấn, người anh thích nhất là Nhạc Hạ Thu, người anh thích nhất là Nhạc Hạ Thu, người anh ghét nhất là Khương Tuyết Nhu. Buổi chiều 4 giờ, ở sau núi, Khương Tuyết Nhu thận trọng hái được một bông hoa, Di Tần đi tới dùng sức khuyên, "Thiếu phu nhân, cô trở về biệt thự đi, cậu cả lúc nãy bởi vì cô không có ở đấy nên rất nổi giận trở về để cho anh ấy lại nổi giận với tôi sao khương tuyết nhu cúi đầu ngửi mùi hoa một cái không đi mỗi lần thấy nhạc hạ thu thì sẽ gây gỗ tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình nhưng mà cô không quan tâm như vậy sẽ không sợ cậu cả thật bị nhạc hạ thu cướp đi sao dì tần than thở thiếu phu nhân tôi nói khó nghe một chút nếu như hai người các người muốn ly dị toàn bộ người nhà họ hoắc sẽ không có người đồng ý để cho cô đem con mang đi. Đứa trẻ là do cô vất vả đắng cay mang thai sinh ra. Cô nhẫn tâm sau này để bọn họ kêu nhạc hạ thu là mẹ hay sao? Đúng vậy, Kiều Vĩ cũng gật đầu. Nhạc hạ thu đối với hai đứa bé nếu như yêu thương cũng được đi. Nếu không yêu thương thì sẽ giống cậu cả khi còn bé. Chính là bị ngược đãi mà lớn lên. Lão phu nhân lớn tuổi cũng không quản được bao nhiêu. Khương Tuyết Nhu đáy mắt yên lặng dần dần ngưng trễ một cái cô tuyệt đối sẽ không để cho nhạc hạ thu làm mẹ ghẻ của những đứa con của mình. Nhạc hạ thu, cái loại đàn bà độc ác đó, tuyệt đối sẽ ngược đãi bọn họ. Mấy ngày nay, bởi vì quá mệt mỏi, cô một mực đang trốn tránh. Và giờ phút này, Di tần với kiểu vĩ nhắc nhở cô. Được rồi, tôi trở về. Ẩm núp không đi đối mặt như vậy cũng không phải là một cách hay. Cô đang cầm hoa trở lại biệt thự. Đến lúc đi tới cửa, đúng lúc thấy Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu đang từ bên trong đi ra. Nhạc Hạ Thu, anh đưa em trở về đi thôi hoặc anh tuấn bỗng nhiên bắt lấy tay của nhạc hạ thu lại anh tuấn nhạc hạ thu hơi thất thần lúc này cô thấy khương tuyết nhu đi tới lập tức rút tay về hoảng hốt nói thiếu phu nhân cô đừng hiểu lầm khương tuyết nhu sắc mặt rất khó nhìn mới vừa rồi hoặc anh tuấn bắt lấy tay nhạc hạ thu là chính mắt cô nhìn thấy hoặc anh tuấn anh cô tại sao cũng tới hoặc anh tuấn chợt cắt đứt lời cô rất không nhịn được nhìn cô một cái rõ ràng đã gần đến mùa hè nhưng mà Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên cảm thấy một chân lạnh dùng mình. Bị mình nhìn thấy cũng được đi. Anh chẳng những không giải thích, thậm chí còn không che giấu một chút biểu hiện chán ghét nào đối với sự xuất hiện của mình. Anh tại sao có thể như vậy? Anh Tuấn, anh không nên như vậy. Nhạc Hạ Thu vội vàng nói. Cô ấy dù sao, hoặc anh Tuấn hử một tiếng. Nếu không phải lúc trước, cho là em đã chết. Cô ta kia làm gì có tư cách là phu nhân của anh? Đi, Hạ Thu, anh đưa em trở về. Anh nói xong, kéo nhạc Hạ Thu rời đi, huyết dịch cả người khước tuyết nhu tựa như lạnh thấu đáy mắt cô tràn ra một tầng lệ hoặc anh tuấn nếu anh đi thì sau này em cũng sẽ không tha thứ cho anh nữa hoặc anh tuấn quay đầu người đàn bà sau lưng mặc bộ váy đầm dài rõ ràng đã mang thai hai tháng nhưng thân thể yếu ớt tựa như có thể dễ dàng bị gió thổi đi trong nháy mắt đó lòng dạ ác độc của anh trở nên đau đớn muốn trở về nhưng trong đầu chợt nhớ tới một âm thanh người anh thích nhất là nhạc hạ thu cô ta không phải là người đàn bà mình yêu Tôi căn bản không cần cô tha thứ, vừa vặn, chỗ cô ở tôi cũng lười trở lại. Anh nói xong cũng không quay đầu lại, dắt nhạc hạ thu rời đi. Anh không thấy gương mặt Khương Tuyết Ngu ở trong khoảnh khắc lúc đó, tái nhợt tựa như người chết vậy. Anh làm sao có thể tuyệt tình đến như vậy? Cái người đã thề sẽ yêu cô cả đời, hoặc anh Tuấn kia đã đi nơi nào rồi? Cái người đã nói không thích nhạc hạ thu, hoặc anh Tuấn kia đi nơi nào rồi? Trước mắt cô bỗng nhiên biến thành màu đen. Di Tân vội vàng đỡ lấy cô, Kiều Vĩ mau chóng gọi điện thoại cho bác sĩ của gia đình tới. Rất nhanh, bà cụ Hoắc với ông cụ Hoắc cũng nhận được tin tức chạy tới, vừa nghe đến chuyện của Hoắc Anh Tuấn, dắt tay nhà Khả Thu rời đi, bà cụ Hoắc tức giận, lửa giận bốc ba mét. Hồ đồ, vợ của nó đang mang thai, nó vẫn cùng đàn bà khác ở bên ngoài lêu lỏng, lập tức gọi điện thoại kêu nó trở về. Gọi rồi, cậu cả không nhận điện thoại của tôi, Di Tần bất đắc dĩ nói, vô liêm sỉ, đưa điện thoại cho tôi. Ông cụ Hoắc cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Ông ngoài có chuyện gì không? Hoắc Anh Tuấn, vợ mày té xỉu, mày lập tức trở lại cho tao. Ông cụ Hoắc tức giận nói, tao không quan tâm mày với nhà hạ thu trước kia như thế nào, nhưng mày với Tuyết Nhu bây giờ là vợ chồng, người là chính mày cưới về, không phải ép mày. Bây giờ nó đang mang thai, mày phải chịu trách nhiệm. Làm đàn ông thì phải có trách nhiệm. Điện thoại bên kia của Hoắc Anh Tuấn rơi vào yên lặng. Lúc định nói, bên kia đột nhiên chuyển tới giọng nói của một người đàn bà đang kêu đau. Ông ngoại, con đây có chuyện, con không nói với ông nữa, con cũng không phải là bác sĩ. Cô ta hôn mê thì ông đưa cô ta đi tìm bác sĩ đi. Đứa trẻ con sẽ nuôi dưỡng, còn về phần Khương Tuyết Nhu, cùng lắm con sẽ cho cô ta một khoản tiền. Hoặc anh Tuấn nói xong cũng cúp điện thoại. Ông cụ hoắc thiếu chút nữa thì học máu. Nghe một chút, đây là lời của một con người nên nói sao? Ông làm sao có thể có một đứa cháu bạc tình bạc nghĩa đến như vậy? Ông xoay người, chợt thấy Tuyết Nhu không biết lúc nào đã tỉnh. Cô mở mắt to nhìn mình, khóe miệng lộ rõ vẻ sầu thảm. Ông ngoại, anh ấy muốn dùng một khoản tiền để đuổi con. Khương Tuyết Nhu sắc mặt buồn bã. Ông cụ hoắc cả người cứng đờ. Lúc này mới nhớ tới mình lớn tuổi, lỗ tai không được tốt. Mỗi lần gọi điện thoại thì thường phải để âm lượng lớn nhất. Khẳng định là Khương Tuyết Nhu đã nghe thấy hết. Bà cụ Cũ hoắc cũng luống cuống e sợ khiến cho cô bị đả kích. Không biết trong bụng cô bây giờ là sinh đôi con bình tĩnh một chút, chỉ cần bà và ông ngoại con còn ở đây, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho nó ly dị với con. Cái người nhạc hạ thu đó, chúng ta sẽ không đồng ý để cho Hoắc Anh Tuấn với cô ta ở chung một chỗ. Bà trước kia cũng không đồng ý cho Hoắc Anh Tuấn với con ở chung một chỗ là bởi vì anh ấy vẫn còn cùng con kết hôn. Khương Tuyết Nhu kéo kéo môi. Hoắc Anh Tuấn đã không phải đã từng là Hoắc Anh Tuấn trước kia. Anh nắm giữ nhà họ Hoắc. Nếu như khăng khăng làm theo ý mình cũng không cần nghe hai vị lão gia này. Bà cụ hoắc mặt đầy lúng túng. Hai các người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước kia chúng ta cũng nhận ra được các người đang cãi nhau chiến tranh lạnh, còn tuổi rằng tuổi trẻ ồn ào, ồn ào xong thì sẽ thôi. Khương Tuyết Nhu trong lòng ngực một mảng lạnh như băng. Cô cũng không biết, chẳng lẽ cũng bởi vì gần đây không nói với anh một lời, anh liền chán ghét mình, lại muốn cùng nhạc hạ thu ở cùng một chỗ. Cô thật không nghĩ tới, hoặc anh Tuấn sẽ vô tình đến như vậy. Yên tâm, chúng ta sẽ đi nói hoắc anh tuấn còn trước tiên cứ dưỡng thai thật tốt đi ông cụ hoắc hiếm thấy giọng ôn tồn an ủi khương tuyết nhu nhắm mặt lại không nói một lời đến khi trong phòng một lần nữa khôi phục sự an tĩnh dì tần bưng lên một chén canh đút cho cô thiếu phu nhân cô phải uống chút cô không đói bụng nhưng tiểu bảo bối trong bụng cũng muốn ăn dì tần con không để cho nhà hạ thu trở thành mẹ ghẻ của bọn họ con không yên tâm khương tuyết nhu lẩm bẩm nói thiếu phu nhân cô đừng khóc thật ra thì tôi cảm thấy trong lòng cậu cả vẫn là có cô liền xế chiều hôm nay trước khi nhạc hạ thu tới cậu cả còn khắp nơi đi tìm cô miệng cậu ấy nói một đường nhưng lòng cậu ấy nghĩ một nẻo nhưng tôi xem ra cậu ấy vẫn muốn cùng cô sống tốt hơn nữa gần đây cậu ấy buổi tối đều ở nhà tối hôm qua vẫn còn đứng ở trước cửa phòng của cô dì tần suy nghĩ nói có phải gần đây cô để cậu ấy điều hưu quá lâu hay không cậu ấy có ý kích thích cô anh ấy không biết dùng phương thức ác như vậy để kích thích tôi trừ phi thật lòng đã thay đổi khương tuyết nhu lắc đầu cười khổ không không phải đổi anh ấy là vẫn luôn yêu nhạc hạ thu không phải như vậy cậu cả là thật sự yêu cô dì tần cũng thật là có miệng cũng không biết giải thích phải rõ ràng như thế nào cậu cả làm sao đột nhiên lại biến thành như vậy quá quỷ quái khương tuyết nhu ngẩn ra dì tần dì chắc chắn trước khi nhạc hạ thu tới hoặc anh tuấn vẫn còn tìm tôi không đúng vậy còn nói rõ ràng là cô đề nghị để cho bác sĩ nhạc tới biệt thự chữa bệnh kết quả cô lại không thấy đâu thật ra thì chính là trách cô không chăm sóc cho cậu ấy khương tuyết nhú kinh ngạc hoặc anh tuấn quả thật tuyệt tình quá đột ngột cô nhớ tới lần trước sau khi nhạc hạ thu gặp mặt sầm gia hân không bao lâu sầm gia hân liền chết lần này không phải cũng là nhạc hạ thu động tay động chân gì chứ cô nhíu chặt chân mày thật ra thì trong lòng có một chút không xác định cô nằm trên giường một buổi tối cơ hồ cả đêm không ngủ được. Hôm sau, thân thể hơi chuyển biến tốt, liền đứng dậy hỏi thăm động tĩnh của Hoắc Anh Tuấn. Biết được anh một đêm không về, lòng cô cũng lạnh. Ngày hôm qua, anh cùng nhạc hạ thu cùng rời đi chung. Bọn họ là cả đêm ở một chỗ sao? Có phải chuyện gì đã xảy ra hay không? Một cổ chán ghét dâng lên, cô ói đến long trời lở đất. Thiếu phu nhân, cô uống nước. Dì Tần sốt ruột vỗ lưng cô. Không có sao, chuẩn bị xe, tôi phải đến công ty của anh ấy. Khương Thuyết Nhu ủy oải nói, Dì Tần lo âu không dứt. Cái bộ dạng này của cô, tôi muốn làm rõ một số chuyện. Cô cố chấp mở miệng, liền sắp xếp xe đi. Kiều Vĩ cũng không nhịn được nữa. Không để cho cậu cả ở trong cái tình trạng này. Dì Tần thở dài, sắp xếp đưa cô đi tới tập đoàn Hoắc Thị. Lúc đến đó, nhân viên lễ tân lập tức nhận ra cô, đáy mắt thoáng qua một tia đồng tình. Thiếu phu nhân, tổng giám đốc anh ấy, anh ấy bây giờ có chuyện, Khương Tuyên Nhu không có quan tâm đến ánh mắt của nhân viên lễ tân. Kiên chỉ nói, có chuyện thì tôi cũng phải đi lên Cô trực tiếp đi lên lầu Lúc đẩy ra cửa phòng làm việc Bên trong lập tức chuyển tới giọng nói không vui của Hoắc Anh Tuấn Ai cho phép các người không gõ cửa mà đi vào Lời còn chưa nói hết Lúc thấy Khương Tuyết Nhu âm thanh đột nhiên ngừng lại Khương Tuyết Nhu cũng nhìn thấy tình cảnh trong phòng làm việc Nhà cạ thu ngồi ở trên đùi của anh Một màn kia khiến cho cô chán ghét Buổi sáng cô mới vừa ói Bây giờ lại muốn nói Thiếu phu nhân Nhà cạ thu tay chân luống cuống vội vàng từ trên đùi hoặc anh tuấn đứng lên thật xin lỗi nhạc hạ thu không cần phải giả bộ trước mặt tôi quyến rũ chồng tôi trong lòng cô không có một chút liêm sỉ nào sao khương tuyết nhu không thể nhịn được nữa xông tới giơ tay định đánh cho cô ta một bạt tai nhưng nửa đường hoặc anh tuấn bắt được cổ tay cô anh âm u nhìn chằm chằm vào cô khương tuyết nhu cô nghĩ cô là cái thứ gì dám động thủ với nhạc hạ thu hay sao cút cho tôi cánh tay anh dùng sức khất cô ra nếu như không phải là kiểu vĩ đỡ cô đã trực tiếp ngã xuống. Cậu cả, anh không thể như vậy, thiếu phu nhân đang mang thai, Kiểu Vĩ nhắc nhở. Ai bảo cô ta không tự mình ở biệt thự sống thật tốt mà còn chạy ra đây để làm gì? Hoặc anh Tuấn không nhịn được liền nói. Khương Tuyết Nhu buồn bã cười một tiếng. Anh cho là tôi muốn sao? Chồng tôi hiện đang chăm sóc người đàn bà khác, ôm người đàn bà khác, tôi ngủ được sao? Anh tối hôm qua có phải là suốt đêm ở cùng chung một chỗ với cô ta hay không? Hoặc anh Tuấn tránh ánh mắt của cô không trả lời, nhưng yên lặng tương đương với ngầm thừa nhận trong nháy mắt đó cả người khương tuyết nhu bị một cảm giác tuyệt vọng bi ai bao phủ sắc mặt tái nhợt giống như giấy vậy hoặc anh tuấn môi mỏng khẽ nhúc nhích không biết phải làm sao trong lòng dâng lên một tia đau đớn lúc này nhạc hạ thu bỗng nhiên nói thật xin lỗi tuyết nhu ngày hôm qua là người tôi không quá thoải mái đúng vậy người không quá thoải mái liền có thể giữ lại chồng của người khác qua đêm nhạc hạ thu cô rõ ràng không cần mặt mũi chuyện cho tới bây giờ cô đừng giả bộ mình thuần khiết nữa có được không? Khương Tuyết Nhu lại nghe không nổi nữa, hít một hơi thật sâu, sợ mình sẽ mất khống chế. Cô có thể để cho tôi nói chuyện với chồng tôi một chút được không? Nếu như cô cứ phải mặt dày mặt dạn ở chỗ này, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là gọi ký giả đến đây, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện. Đáy mắt Hoác Anh Tuấn thoáng qua một chút nổi nóng. Đây là chuyện riêng của tôi, cô gọi ký giả tới để cho bọn họ định làm gì hạ thu. Cường Tuyết nhu trong cổ họng phát ra tiếng cười rễ cợt. Anh Vĩnh Viễn cũng chỉ để ý mỗi mặt mũi của nhạc Hạ Thu. Vậy cô thì sao chứ? Có thể bị anh tùy tiện trà đạp sao? Cô cười cái gì mà cười? Hoặc anh Tuấn bị nụ cười của cô làm cho trong lòng càng phát cáu, không thoải mái cũng rất phiền não. Anh Tuấn, các người đừng ồn ào. Hay là tôi nên đi thôi. Nhạc Hạ Thu xốc cái túi bên cạnh đứng lên, không đành lòng nói. Bây giờ thời đại internet. Đợi một hồi, nếu như ký giả biết được người bên ngoài nhất định sẽ dùng những lời khó nghe để mắng anh. Hạ Thu, hoặc anh Tuấn hơi lộ vẻ xúc động. Quả nhiên, cho tới nay, chỉ có cô là quan tâm nhất mình. Để anh kêu tài xế đưa em trở về. Ừ, chúng ta đi. Nhạc Hạ Thu sau khi nói xong xoay người, lúc đưa lưng về phía hoặc anh Tuấn, lặng lẽ kín đáo liếc nhìn Khương Tuyết Nhu một cái, mới đắc ý rồi mới rời đi. Khương Tuyết Nhu nắm chặt quả đấm, thật sợ mình không khống chế được, muốn bóp chết cô ta. Khương Tuyết Nhu, nếu như cô dám đả thương Hạ Thu thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Ánh mắt quắc Anh Tuấn nhìn cô, cau mày cảnh cáo. Khương Tuyết Nhu chật vật thu hồi ánh mắt, nhìn về phía gương mặt người anh Tuấn tinh xảo nhưng bạc tình này. Rõ ràng là cô rất yêu người đàn ông kia, nhưng ánh mắt dường như xa lạ, khiến cô cảm thấy rất sợ. So với việc tim anh tàn nhẫn thay lòng, thì cô tình nguyện tin anh là đã bị nhà Hạ thu thôi miên tâm trí. Hoặc anh Tuấn, tại sao anh đột nhiên lại biến thành như thế này? Cô nhìn thẳng vào cặp mắt của người đàn ông này, hốc mắt sưng đỏ. Anh rõ ràng nói là trong lòng anh bây giờ chỉ có mình tôi. Cho tới bây giờ không có ý định cùng nhạc hạ thu hợp lại. Anh trước giờ là đang gạt tôi sao? Hoặc anh Tuấn hơi ngẩn ra, anh đã nói qua những lời như vậy sao? Không thể nào, ánh mắt anh trầm xuống. Khương Tuyết Nhu, người tôi yêu cho tới bây giờ cũng chỉ có nhạc hạ thu, chưa từng thay đổi. Khương Tuyết Nhu thân thể mềm nhũn. Anh để lại một câu nói ngắn ngủi đã bác bỏ hết những lời nói trước kia vậy coi cô là cái gì trước kia ở biệt thự bên bờ biển anh nói với tôi những lời nói đó là gạt người sao anh nói anh cả đời này chỉ thích một mình tôi khương tuyết nhu khóc đến chết đi sống lại anh tại sao có thể như vậy anh đột nhiên lại thay đổi anh không cảm thấy mình thật kỳ quái sao đừng nói nữa lòng tôi như thế nào tự mình hiểu rõ hoặc anh tuấn bị ánh mắt của cô đâm vào phiền lòng không dứt tôi đã sớm chịu đựng cô đủ rồi nếu như không phải bởi vì những đứa trẻ thì chúng ta đã sớm ly dị Khử Tuyết Nhu hô hấp đình trệ. Một giây kia, cô tựa như nghe được con tim mình dần dần nguội xuống, không còn đập nữa. Phải vậy không? Cho đến mấy ngày nay, anh mới cố gắng nhẫn nạn với mình. Bây giờ rốt cuộc không nhịn được nữa. Nhưng mà Hoác Anh Tuấn chẳng ngó ngàng gì, tiếp tục. Chờ cô sinh con ra được, chúng ta liền ly dị. Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô một khoản chi phí, đủ cho cô cả đời này phung phí. Bắt đầu từ hôm nay, cô đừng tìm đến hạ thu gây phiền toái nữa. Nếu không, tự mình gánh lấy hậu quả. Anh một lời, một câu cảnh cáo, đáy mắt lộ ra sự dùng mình đến vô tận. Màu nóng trong người Khương Tuyết Nhu trở nên lạnh lẽo. Hoặc anh Tuấn, anh khốn kiếp, anh thật là một tên khốn kiếp. Cô không thể nhịn được nữa, cầm lấy cái ly trên bàn, lên đập vào anh. Hoặc anh Tuấn nghiêng đầu né tránh, nhìn cô điên cuồng, dáng vẻ như mất lý trí. Đáy mắt thoáng qua lửa giận cực kỳ, trực tiếp nhấn bộ đàm. Kêu an ninh đi vào, đem người đuổi ra ngoài cho tôi. Cậu cả, dì Tần hoảng loạn nói. Cậu cả, cậu không thể như vậy. Dì Tần, gì làm cho rõ ràng ai mới là chủ nhân của gì hoặc anh tuấn lạnh lùng cảnh cáo anh đừng nói nữa hoặc anh tuấn anh muốn ly dị đương nhiên có thể nhưng đứa trẻ của tôi tôi sẽ không cho bất cứ người nào đụng tới tôi càng không thể để cho nhạc hạ thu làm mẹ ghẻ của bọn nhỏ khương tuyết nhu bất lý trí hướng anh gào xong xoay người chật vật rời đi hoặc anh tuấn bị bọn họ tranh cãi một hồi đầu cũng đau mới vừa ngồi xuống không bao lâu ngô minh hạo gõ cửa đi vào Cậu cả lần trước anh bảo tôi tra chuyện cho cốt đã có kết quả rồi cho cốt cái gì? hoặc anh Tuấn ngẩng đầu hỏi. Ngôn Bình Hạo sững sờ một chút, không phải gần đây nhà khả thu đang chữa bệnh cho anh sao? làm sao trí nhớ không chuyển biến tốt lên, ngược lại lại càng ngày càng kém. nhưng mà nghĩ đến kết quả điều tra được trong lòng anh run lên vội vàng nói. trước đó vài ngày anh bảo tôi đi thăm dò cho cốt của sầm gia hân. tôi đã tìm được người giám định qua, kia quả thật không phải là cho cốt của người. cậu rốt cục là muốn nói cái gì? Hoắc Anh Tuấn càng nghe lại càng mơ hồ, không nhịn được và cắt đứt lời cậu ta. Ý là cô nhạc nói phải đem nhạc Hoàng Bách cùng cho cốt của Sầm Gia Hân cùng an táng chung, nhưng cho cốt của Sầm Gia Hân lại không phải là người. Cậu nghi ngờ Hạ Thu lại muốn trả thù Sầm Gia Hân, ngay cả cho cốt của Sầm Gia Hân cũng không buông tha. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng liếc mắt, là cái ý này. Ngôn Minh Hạo trả lời có chữ được chữ mất. Dẫu sao hai ngày đột nhiên Hoắc Anh Tuấn xem nhạc Hạ Thu như là bảo bối vậy, hoặc anh Tuấn ngước mắt, một đôi mắt hàn quang phát ra bốn phía. Đủ rồi, Hạ Thu không phải là người như vậy. Nhưng mà, Ngô Minh hảo, tôi nhìn thấy cậu gần đây là theo Khương Tuyết Nhu tiếp xúc quá nhiều, một lòng muốn giúp cô ta. Tôi nói cho cậu biết, không có ai so với tôi hiểu rõ Hạ Thu hơn. Cô ấy là người đàn bà tôi yêu, tôi không cho phép bất cứ ai nói xấu cô ấy. Hoặc anh Tuấn lạnh như băng liền nói, chuyện này đến đây là kết thúc. Ngô Minh Hạo hơi kinh ngạc, cậu cả tôi không có, đi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn mở máy vi tính rách tay ra, đuổi cậu ta đi. Ngô Minh Hạo chỉ cảm thấy ủy khuất với cổ quái. Rõ ràng chứng cứ đã đặt ở trước mặt, nhưng mà cậu cả thật giống như hoàn toàn chẳng phân biệt được thị phi trắng đen vậy. Cậu cả như vậy thật là quá quỷ quái, thật giống như đột nhiên biến thành một người khác vậy. Cậu ta thừa nhận cậu cả trước kia là Hoắc Anh Tuấn yêu nhạc Hạ Thu, nhưng cậu ta cũng biết, trong lòng cậu cả bây giờ cũng chỉ có Khương Tuyết Nhu. Càng nghĩ, Ngô Minh Hạo càng cảm thấy không đúng. Rốt cuộc quyết định đi một chuyến đến biệt thự. Từ buổi sáng hôm sau, khi tập đoàn Hoắc Thị trở về, Khương Tuyết Nhu chỉ ngồi ở trên ban công, nhìn ra ngoài cửa sổ buồn bực và không nói. Sau khi Ngôn Minh Hạo tiến vào, cô bi ai nhìn cậu ta một cái. Hoắc Anh Tuấn, sai cậu đến nói với tôi cái gì? Hay là anh ta một khắc cũng chịu không được, bảo cậu mang tới giấy ly dị? Thiếu phu nhân, cô đừng hiểu lầm, cậu cả không biết tôi đến tìm cô. Ngô Minh Hạo trần trừ nói, tôi biết hai ngày nay cậu cả đã làm rất nhiều chuyện quá đáng tôi cảm giác đây không phải là ý của cậu cả anh ấy thay đổi có chút kỳ quái cậu đang nghi ngờ lúc nhạc hạ thu chữa bệnh cho anh ấy đối với anh ấy có động tay động chân khương tuyết nhu thấp giọng hỏi ngôn minh hạo há miệng một cái một lúc sau mặt mũi phức tạp nói tôi cũng không nói lên được cảm giác cả người cậu cả thật giống như bị tẩy não vậy trước kia thật ra thì cậu cả có bảo tôi đi thăm dò qua cho cốt của sầm gia hân theo lý thuyết trong lòng anh ấy hẳn là có chút nghi ngờ cô nhạc. Nhưng mà khi có kết quả, anh ấy lại không thèm để ý đến một chút nào. Đây không phải là phong cách của cậu cả. Trước kia anh ấy cũng yêu cô nhạc, nhưng không có chẳng phải là phân biệt được thị phi trắng đen như vậy. Còn có, trước kia chiều lúc cậu cả chữa bệnh, một mực tránh cô nhạc hết khả năng. Gần đây, cùng anh Tống, bọn họ tụ họp, anh ấy cũng không đi. Đột nhiên quan hệ lại với cô nhạc lại tốt hơn, rất cổ quái. Khương Tuyết Nhu mặt tái nhợt, mặt lộ ra vẻ nặng nề. Thật ra thì tôi cũng phát giác một ít. Dì Tần nói ngày hôm qua, nhạc Hạ Thu sau khi chữa bệnh cho anh ấy xong, thì đột nhiên lại giống như biến thành một người khác vậy. Cho nên tôi hôm nay mới có thể lấy hết dũng khí đi đến tập đoàn tìm anh ấy. Ngôn Minh Hạo trong lòng lột bột, nhìn chuyện này có vẻ như cậu ta đã đoán đúng. Thiếu phu nhân, cậu quả đoán không chừng là bị người khác mê hoặc tâm trí. Cô không thể đem những lời nói đả thương người kia coi là thật. Trong lòng anh ấy là có cô, tôi là thư ký thân cận bên người anh ấy, tôi có thể cảm giác được. Vậy cậu nói xem, tôi có thể làm gì? Anh ấy bây giờ rất ghét tôi. Khương Tuyết Nhu lộ vẻ sâu thảm cười một tiếng. Tôi sông lên, đổi lại là làm nhục và căm ghét của anh ấy. Ngô Bình Hạo lo lắng nói, Thiếu phu nhân, mặc dù cậu cả tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy, nhưng anh ấy là chồng của cô, là bố của con cô. Cô thật sự hy vọng anh ấy cứ tiếp tục như vậy sao? Khương Tuyết Nhu mở mịt lắc đầu một cái. Tôi dĩ nhiên không hy vọng, nhưng mà anh biết hôm nay toàn bộ nhà họ Hoắc đều là nằm trong tay của Hoắc Anh Tuấn, coi như người nhà họ Hoắc tin tưởng, nhưng mà Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ không tin. Anh ấy quyền thế ngút trời, chúng ta có thể thay đổi gì? Ông bà cụ Hoắc tuổi cũng đã cao, Tống Dung Đức với Quý Tử Uyên đều rất tin tưởng Nhạc Hạ Thu, bọn họ căn bản sẽ không giúp tôi. Trong lòng Ngôn Minh Hạo trầm xuống, không khỏi không thừa nhận điều Khương Tuyết Nhu nói là thật. Tiểu phu nhân Thằng thắn mà nói thì tôi cũng không ngờ tới cô nhạc bây giờ sẽ trở nên đáng sợ đến như vậy nếu như để mặc cho một người như vậy ở lại bên người cậu cả cô suy nghĩ một chút tương lai cô ta sẽ đối phó như thế nào với hai đứa bé trong bụng cô chứ khương tuyết nhu âm thầm cắn răng đây cũng là điều mà tôi đang lo lắng cô cúi đầu vút ve bụng mình đáy mắt lần nữa bị dáng vẻ khổ sở thay thế tiểu bảo bối mẹ rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể bảo vệ tốt cho các con ngồi mình hảo cậu có thể tìm bác sĩ tâm lý lợi hại một chút cho tôi được không đừng để cho quý tử uyên biết Tôi muốn tình huống cụ thể của Hoắc Anh Tuấn một chút. Được, Ngô Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm, thật tốt là tiểu phu nhân cũng không có buông tha, coi như là thư ký của người giàu nhất nước Nguyệt Hàn, mạng lưới giao thiệp của Ngô Minh Hạo cũng coi như không tệ, rất nhanh tìm được một vị bác sĩ trình ở nước Nguyệt Hàn. Bác sĩ Trình mặc dù đã về hưu nhiều năm, nhưng mà ở trong phương diện nghiên cứu bệnh tâm lý cũng rất tốt. Sế chiều hôm đó, Ngô Minh Hạo đi cùng với Khương Tuyết Nhu đến gặp mặt bác sĩ Trình. Bác sĩ Trình sau khi nghe được biến hóa bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn, đỡ đỡ kiếng lão liền nói. Tôi đã từng cùng với bác sĩ tâm lý đứng đầu nước áo trao đổi với nhau. Ngày bọn họ nhắc qua, ở nước áo thời xưa, có thuật thôi miên cổ xưa, có thể sửa đổi tình cảm và trí nhớ của một người. Triệu chứng này của chồng cô cũng có chút tương tự. Khương Tuyết Nhu chấn động một cái, vội vàng hỏi, cái này có thể trị hết không? Bác sĩ Trình cười khổ một tiếng. Thuật thôi miên cổ xưa này Tôi cũng chỉ nghe những người bạn bác sĩ tâm lý nước áo nói, trên căn bản không có gặp qua, ở trong giới y học, loại y thuật ác độc này là bị cấm dùng, hơn nữa nghe nói sẽ không có người dám dùng cái này, bởi vì điều khiển trí óc, tình cảm của người khác là một chuyện rất khó khống chế. Trước kia người thi thuật 10 lần thì có 8 lần sẽ biến người kia thành kẻ ngu, cho nên dần dần cũng bị người ta quên lãng. Khương Tuyết Nhu với ngôn minh ngạo đồng thời hoảng sợ, không nghĩ tới nhà hạ Thu sẽ ác như vậy lại nhẫn tâm đối với hốc Anh Tuấn sử dụng luật cấm thuật thôi miên này. Đây chính là người mà cô ta yêu sao? Thận một chút xíu cơ hội cũng không có sao? Khương Tuyết Nhu không cam lòng hỏi. Đúng vậy, bác sĩ Trình, ông suy nghĩ lại một chút đi. Ngô Minh hảo vội vàng nói, mặc dù ông đã về hưu, nhưng tôi biết ông là bác sĩ tâm lý, kiến thức rộng nhất nước Nguyệt Hàn. Bác sĩ Trình thở dài, tôi nhất định là không trị hết. Bác sĩ sẽ chữa được bệnh này trên thế giới cũng không còn mấy người. Nhưng mà tôi cũng khuyên các người cũng đừng chữa bởi vì quá trình chữa sẽ càng nguy hiểm hơn, chỉ có một 1% tỷ lệ chữa thành công. Cho nên tôi chưa có nghe qua có người thành công, phỏng đoán người tiếp nhận chữa khỏi trên căn bản. Cũng đều sẽ trở thành kẻ ngu ngốc đần độn. Khương Tuyết Nhu đầu óc đều trống rỗng, tim cũng như ngừng đập vậy. Trong phòng khách, ước chừng an tĩnh một khoảng thời gian, cô mới lần nữa nghe được mình thấp giọng nói. Cho nên biện pháp tốt nhất là để cho anh ấy tiếp tục như vậy. Là cái ý này cũng không sai biệt lắm, Bác sĩ Trình nhấp miếng trà nóng. Ngô Minh Hạo vội vàng hỏi, còn sau đó, sau đó có thể để lại di chứng hay không? Trừ việc tình cảm của mình bị người bên ngoài điều khiển, ngược lại cũng khá tốt, giống như người sống ở trong mộng vậy. Bác sĩ Trình đồng tình nhìn Khương Tuyết Nhu một cái, chẳng qua là người mà cậu ta đã từng yêu phải chịu xui xẻo một chút. Khương Tuyết Nhu nhách môi, nào chỉ là suy xẻo một chút, thật ra là sống không bằng chết đó. Bác sĩ Trình cảm ơn ông. Cô đứng dậy, hồn phách thất lạc đi ra khỏi nhà bác sĩ Trình. Ngô Minh Hảo lo lắng đuổi theo. Thiếu phu nhân, cậu đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa. Có lẽ rất nhanh thì tôi cũng sẽ không còn là như vậy. Khương Tuyết Nhu mờ mịt nhìn dòng xe chạy bên đường. Một đoạn hôn nhân êm đẹp, cô không biết mình phải tại sao gặp lại phải chuyện này. Cô cũng không hiểu mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Tôi cũng không nghĩ tới nhà khả thu sẽ trở nên đáng sợ đến thế. Cậu cả bọn họ cũng nhất định không nghĩ tới. Ngô Minh Hảo hết sức lo lắng nói. Ngô Minh Hảo, chúng ta cũng không nên làm cái gì nếu như cưỡng ép chữa bệnh cho hoắc anh tuấn anh ấy sẽ trở thành kẻ ngu cứ để cho anh ấy như vậy đi tôi rút lui coi như trời không thương cô nhưng ít nhất chưa tình cảm bị người bên ngoài thôi miên hành động cử chỉ của anh ấy vẫn là người bình thường vẫn là người giàu nhất nước nghiệp hàn được người ta tôn kính vậy cô thì sao ngô minh hảo thật cảm thấy cô rất đáng thương tôi ư khương tuyết nhu cúi đầu vút ve bụng mình ngô minh hảo nếu như cậu thực sự kính trọng hoắc anh tuấn cậu phải giúp tôi nhạc hạ thu đối với hoắc anh tuấn cũng có thể hạ độc thủ nếu như tương lai hai đứa bé của tôi rơi vào trong tay cô ta tuyệt đối thì sẽ bị cô ta hành hạ thiếu phu nhân cô yên tâm chỉ vì hai đứa trẻ của cậu cả được khỏe mạnh cô làm gì tôi cũng sẽ toàn lực trợ giúp ngô minh hảo còn chưa nói hết hoắc anh tuấn liền gọi điện thoại cho cậu ta cậu đã đi đâu hôm nay là sinh nhật của hạ thu cậu đi tìm chỗ bố trí một chút đi tôi muốn dành tặng cho cô ấy một vài điều ngạc nhiên cậu có nghe tôi nói không đó giọng Hoắc Anh Tuấn nặng nề. Được, tôi lập tức tới ngay. Ngô Minh Hảo thương hại nhìn Khương Tuyết Nhu, thiếu phu nhân. Đi đến bên cạnh Hoắc Anh Tuấn đi, anh ấy sai cậu làm gì thì làm cái đó, tôi không muốn lộ ra bất kỳ chuyện gì. Khương Tuyết Nhu dặn dò, tìm cơ hội phối hợp với tôi để cho Hoắc Anh Tuấn với người nhà họ Hoắc cho là tôi sinh non. Chỉ có như vậy tôi mới có thể rời đi. Cô muốn rời đi, Ngô Minh Hảo kinh ngạc. Ừ, chỉ có như vậy hai đứa bé của tôi mới có thể sống sót đáy mắt khương tuyết nhu chăn đầy uể oải ngô minh hạo không do dự gật đầu một cái cậu cả đối với cậu ta ân trọng như núi chỉ cần có thể trợ giúp hai đứa bé của cậu cả cậu ta nguyện ý hỗ trợ hết sức mình sau khi ngô minh hạo rời đi nhà họ hoắc rất nhanh phái tới xe nhỏ đón khương tuyết nhu về biệt thự buổi tối lúc cô nằm ngủ mơ ở trên giường lớn trống rỗng nhận được điện thoại của lương duy phong tuyết nhu em với hoắc anh tuấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi nghe nói em mang thai anh ta làm sao có thể đối với em như vậy Cường Tuyết Nhu trầm mặc một hồi, nắm chặt chân, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cười một cái. Anh nghe được cái gì rồi sao? Tôi không phải nghe được, mà là chính mắt tôi nhìn thấy. Giọng nói của Lương Di Phong tràn đầy tức giận. Tối nay, Quốc Anh Tuấn vì mừng sinh nhật của Nhạc Hạ Thu, bao toàn bộ câu lạc bộ, còn mời đầu bếp đứng đầu nước Pháp tới, bày biển một bữa ăn Tây sang trọng. Thậm chí còn ở bờ biển đốt pháo bông suốt 2 giờ, còn đưa cho cô ta một căn biệt thự sang trọng trị giá 1.500 tỷ bây giờ toàn bộ người khắp kinh đô đều biết. Phải không? Cổ họng Khương Tuyết Nhu khàn khàn, khó khăn nói ra hai chữ. Có một số việc, cô cho là mình đã nghĩ thông suốt, buông xuống. Nhưng mà chính tai nghe được Quốc Anh Tuấn đối với nhạc hạ thu cưng chiều như vậy. Cô đau giống như có đau cắt ra từng mảnh thịt vậy. Cô điên cuồng ghen tị. Nhưng mà cô có thể làm cái gì đây? Người đàn ông kia bị thôi miên. Dĩ nhiên, thời điểm anh không có bị thôi miên, cũng đối xử rất tốt với nhạc hạ thu. Tuyết Nhu, ban đầu tôi đã hết lòng khuyên nhủ em anh ta luôn miệng nói yêu em lúc này mới không bao lâu liền thay lòng đổi dạ lương duy phong tức giận không thôi duy phong đừng nói nữa tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ ngơi tuyết nhu em đừng sợ bất kể phát sinh bất kỳ chuyện gì tôi cũng đều là bạn em em có thể tìm tôi hỗ trợ bây giờ tôi phát triển cũng không tệ đã không phải là người hoặc anh tuấn có thể tùy ý dẫm ở dưới bàn chân nữa lương duy phong ôn nhu nói được cảm ơn anh sau khi khương tuyết nhu cúp điện thoại một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, cô mở điện thoại di động lên. Cái tin tức trên mạng xã hội đều nói về cậu cả. Cậu cả tặng biệt thự sang trọng trị giá 500 triệu cho tình nhân mới. Cậu cả dẫn tình nhân mới bao hết quán rượu cùng vui chơi. Thân phận của tình nhân mới của cậu cả. Khương Thuyết Nhu tùy ý mở mấy tấm hình nhìn một cái. Trên mạng đều là hình ảnh Hoắc Anh Tuấn dắt tay nhạc hạ thu đi vào câu lạc bộ. Còn có hình ban đêm, bọn họ ôm nhau đi vào quán rượu. Còn có một bài kia đăng video là đốt pháo bông mỗi một tấm đều thân mật không dứt, giống như một đôi trẻ thơ. Thậm chí tài khoản mạng xã hội của nhạc Hạ Thu cũng bị người khác khui ra. Tối hôm qua, nhạc Hạ Thu còn đăng lên một hình bánh ngọt ba tầng. Phía trên bánh ngọt còn để một đôi công chúa và vương tử. Nhạc Hạ Thu còn kèm thêm dòng trạng thái. Chưa từng có một ngày nghĩ đến có thể cùng anh trải qua sinh nhật. Yêu anh, mối tình đầu của em, mối tình cuối cùng của em. Các bạn trên mạng điên cuồng tức giận mắng ở trên mạng. Chết tiệt, trước khi tôi còn tưởng cậu cả là thánh tình. Lúc này mới thấy không bao lâu liền xuất hiện Tiểu Tam, thật là một loại cặn bã. Tôi cũng vậy, trước kia còn hâm mộ vợ cậu cả được anh ta yêu mến, cả hai như thiên thần tình yêu vậy. Cảm giác đại thiếu phu nhân thật đáng thương, người đàn bà này nhìn dáng dấp liền biết là một con Tiểu Tam, thật không biết xấu hổ. Đi chết đi, đồ tiện nhân, quyến rũ chồng người khác, cô có xấu hổ hay không? Cả nhà cô tất cả chết đi. Khương Thuyết Nhu tắt điện thoại di động, thật thà đi đánh răng. Cô cho là mình sẽ không khóc, nhưng khi bàn chải đánh răng được một nửa, lúc thấy bàn chải đánh răng của Hoắc Anh Tuấn trên bồn rửa tay lại khóc lóc thất thanh. 8 giờ rưỡi, lúc cô từ trong phòng đi ra, thỉnh thoảng đi ngoan qua người giúp việc, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt thương hại. Cô biết những tin tức kia mọi người đã đều thấy được. Vừa mới đi tới cửa phòng ăn, bên trong liền truyền tới giọng nói của vợ của chú hai cổ Ngọc Quỳnh. Tôi thấy Hoắc Anh Tuấn còn không thích cô ta được bao nhiêu, lúc này mới không được mấy ngày liền thay lòng ở đây người ta còn là lấy phi cơ đưa người khác đi xem pháo bông tôi thấy là cậu ta bây giờ đã không còn quan tâm đến cô ta nữa rồi hoắc chân nói cái này cũng không biện pháp anh tuấn trước kia yêu nhạc hạ thu nhiều bao nhiêu chứ hơn nữa khương tuyết nhu mặt mày cũng bị hủy rồi quả thật là rất khó coi nói cũng phải nếu tôi là đàn ông có thể tôi cũng sẽ kiếm người khác bà cụ hoắc thở dài khổ cái là hai đứa trẻ còn chưa thành thành cổ ngọc quỳnh hoắc anh tuấn nhất định là muốn đứa trẻ không muốn mẹ Tôi cũng là người làm mẹ, nhất định sẽ không thể để hai đứa bé ở lại nhà họ Hoắc chúng ta." Ông cụ Hoắc trầm giọng nói, tóm lại là cháu của nhà họ Hoắc, hai đứa bé nhất định phải ở lại nhà họ Hoắc, ai cũng đều không thể mang đi được. Khương Tuyết Nhu theo bản năng dừng bước, xoay người rời đi. Phòng làm việc của tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Anh Tuấn nhìn tin tức trong máy vi tính, gương mặt Tuấn Tú trở nên nặng nề, đã điều tra xong chưa là ai lan rộng ra ngoài, là nhà họ Sở sau lưng âm thầm cung cấp cho truyền thông. Ngô Bình Hạo đứng dự thật báo cáo. Nhà họ Sở, Hoặc Anh Tuấn đột nhiên nheo lại ánh mắt lạnh lùng, cả người lạnh lẽo mà nguy hiểm. "Rất tốt, bây giờ nhà họ Sở là muốn công khai đối đầu với chúng ta đúng không?" Ngô Bình Hạo môi khẽ nhúc nhích, lấy dũng khí nói, "Cậu cả, nếu không hay là anh nói với bên ngoài giải thích một chút, nói là anh với cô Nhạc chỉ là bạn tốt thôi, thân phận anh bây giờ là người đã kết hôn, chuyện truyền đi quả thật đối với danh dự Hoắc thị không tốt." Hoắc Anh Tuấn trầm ngâm không nói nhạc trạch đàm gọi điện thoại cho anh cậu quả hoắc không xong hạ thu sáng nay lúc ra cửa bị người ta đả thương nửa tiếng sau hoắc anh tuấn chạy tới bệnh viện nhạc trạch đàm đã đợi ở cửa đã lâu cậu quả hoắc anh tới rồi sao hạ thu bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh bác sĩ nói em ấy bị đập nên não bị chấn động hoắc anh tuấn cau mày sắc mặt nặng nề đẩy cửa phòng bệnh ra trên trán nhạc hạ thu quấn vải thưa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trở nên tái nhược và suy nhược tại sao không nói với anh hoắc anh tuấn đưa tay sở vết thương trên trán cô ta một cái nhạc hạ thu bị đau rên lên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười không có sao chẳng qua là vết thương nhỏ một bên nhạc trạch đàm lập tức nói ai ra cái gì mà chẳng qua vết thương nhỏ lúc ấy thật là chảy rất nhiều máu cậu quả hoắc tôi có việc phải nói anh cùng hạ thu của chúng tôi ở chung một chỗ như vậy đối với em ấy thật không công bằng tối hôm qua hình anh mừng sinh nhật em ấy cũng không biết là những người thất đức nào truyền đi Bây giờ trên mạng ùn ùn kéo tới, mắng em gái tôi, nói cô ấy là người thứ ba, còn mắng cô ấy đê tiện, nói chung mắng rất khó nghe, thậm chí còn có người tìm được chỗ ở của cô ấy, quá là không an toàn. Hoặc anh Tuấn trầm ngâm chốc lát và nói, đã như vậy, trước tiên dọn đến một nơi ở khác của anh đi. Có thể nha, nhạc trạch đàm ánh mắt sáng lên, vừa vặn tôi nghe nói cậu cả Hoác mấy năm trước có mua một căn biệt thự ở bên bờ biển, Hà Thu thích nhất là ở bờ biển, liền tới nơi đó đi. Hoác anh Tuấn ngẩn ra, anh đúng là ở biệt thự Hải Tân, chỉ là nơi đó trước kia anh với Khương Tuyết Nhu đã từng ở qua. Anh theo bản năng không đồng ý. Anh hai, nhạc hạ thu tức giận trợn mắt nhìn anh ta một cái, nhưng mà vẫn quay đầu ngọt ngào đối với hốc anh Tuấn và nói. Anh là nhớ trước kia, em nói em thích ở bờ biển, sao mới mua một căn biệt thự ở bờ biển đúng không? Mặt đối mặt, ánh mắt sáng trong suốt của người đàn bà này, đầu hốc anh Tuấn rời đi chỗ khác. Ừ, vậy, vậy em có thể dọn đến nơi đó được không? nhạc hạ thu cắn nửa bên môi tái nhợt cười ngọt nói hoắc anh tuấn không biết phải làm sao chỉ đành phải gật đầu một cái nhạc trạch đàm lại nói nhưng mà cứ như vậy cũng không phải là biện pháp tốt em ấy cũng không có khả năng cứ núp ở trong biệt thự của cậu cả hoắc mà không đi ra công việc bây giờ cũng không thể đi đi kia cũng bị người tang chỉ trỏ cả đời đều phải mang danh là người thứ ba đối với hạ thu mà nói quá là không công bằng rõ ràng các người mới lại yêu nhau từ trước dựa vào cái gì để cho em ấy phải gánh vác hết thảy những tiếng xấu xa này anh anh đừng nói có thể ở cùng với anh tuấn đến hôm nay em đã rất thỏa mãn nhạc hạ thu khóc mắt đỏ au dù là vì anh ấy em cả đời không thấy được ánh sáng em cũng nguyện ý khoác anh tuấn sờ đầu một cái trong lòng dâng lên một chút áy náy yên tâm anh sẽ không để cho em không thấy được ánh sáng sau khi nói xong đáy mắt anh thoáng qua âm thầm từ bệnh viện đi ra ngoài ngồi lên xe đi đến biệt thự nhà họ hoắc một tiếng sau, anh đi vào trong biệt thự. Mặt trời rực rỡ chiếu lên cao, Khương Tuyết Nhu ngồi ở phía dưới bóng cây bồ đề, nghiêm túc đọc sách, nắng ấm xuyên thấu qua lá cây, trải lên làn da trắng sáng của cô, hết thảy đẹp giống như một bức tranh vậy. Mấy giây ngắn ngủi, đáy lòng Hoắc Anh Tuấn chợt lướt qua một cảm giác kỳ quái khác thường, nhưng thoáng qua rất nhanh, chính anh cũng không biết chính xác lý do. Khi phục hồi tinh thần, anh nhấc chân sải bước liền đi tới. Nghe được tiếng bước chân, Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, Người đàn ông mặc một cái áo khoác màu xám cho, quần thường, phía trên phối hợp với sơ mi công sở màu xanh da trời. Ông tay áo cuốn lên, vân khí chất đẹp, khiến cho tim bất kỳ người phụ nữ nào cũng đập thình thịch. Nhưng chỉ tiếc giờ phút này, trên gương mặt Tuấn Mỹ kia lộ ra một ánh mắt lạnh lùng và bạc tình. So với lần đầu tiên hai người gặp mặt, ánh mắt ấy càng lạnh lẽo hơn. Cô tự nói cho mình, muốn tập cho mình thói quen, nhìn người đàn ông này lãnh đạm một chút xíu. Nhưng mà đối mặt với anh, tim cô liền đau mấy phần đã từng là người đàn ông mình yêu, bây giờ đối với mình so với người xa lạ cũng không bằng. Có chuyện gì không? Cô quay đi, che đi ánh mắt khổ sở mở miệng hỏi. Em là vợ tôi, tại sao tôi lại không thể tìm em? Hoặc anh Tuấn bật thốt lên, sau khi nói xong anh liền giật mình. Mình tại sao lại nói ra những lời này? Thì ra anh còn biết tôi là vợ anh à, tôi còn tưởng rằng anh đã sớm quên. Khử Tuyết Nhu được cợt nói. Hoặc anh Tuấn mặt lộ phiền não, bớt dài dòng. Hôm nay tôi tới tìm cô là có việc cô đi nói với truyền thông một tiếng là tuyên bố tháng trước tôi với cô đã ly dị. Bây giờ giữa chúng ta, hôn nhân chẳng qua là hiệp nghị hôn nhân để có được cái mà mình muốn. Khương Tuyết Nhu sợ chết khiếp, ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong con người đen nhánh xinh đẹp, toát ra một nét không thể tin. Hoặc anh Tuấn bị ánh mắt cô nhìn không quá thoải mái, không nhịn được, móc ra điếu thuốc, đốt, sau khi hít một hơi để cho tâm mình cứng rắn hơn. Có nghe hay không, vốn là tôi cùng cô kết hôn, chính là bị người nhà họ hoắc thúc giục làm phiền. Cô chẳng qua cũng là nhận lầm tôi thành cậu của Lục Thanh Minh nên mới có thể kết hôn. Khương Tuyết Nhu không thể nhịn được nữa liền nói, "Không sai, chúng ta ban đầu là hiệp nghị kết hôn, nhưng mà sau đó phát sinh quan hệ đều là anh và tôi tình nguyện, tôi không ép anh." Im miệng, hoặc anh Tuấn nghe chói tai, "Đó là cô hết lần này đến lần khác quyến rũ tôi, nếu không, cô cho là tôi sẽ để ý đến cô sao?" Mặc dù đã sớm biết anh không cố ý nói những lời này, nhưng Khương Tuyết Nhu vẫn là không chịu thua kém, mù quáng và hét lên, Hoắc anh Tuấn, anh thật quá đáng, vì để cho nhạc hạ thu danh chính ngôn thuận, không bị người bên ngoài mắng. Anh không tiếc để cho tôi nói láo với mọi người, tuyên bố chúng ta ly dị. Cái gì được, cái mình muốn, người bên ngoài sẽ cho tôi là vì muốn tiền của nhà họ Hoặc. Không sai, nhạc hạ thu có thể giải oan, vậy tôi thì sao, tôi sẽ bị người khác mắng chết đi, anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không? Tôi tại sao phải để ý tới cảm nhận của cô, tôi lại không thích cô. Hoặc anh Tuấn hở hững cau mày, nói một lời so với lần trước còn lạnh lùng hơn. Cực Tuyết Nhu rốt cuộc cười lên, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra, cô cũng không biết là thuật thôi miên của Nhạc Hạ Thu thật là lợi hại, hay là Hoắc Anh Tuấn vốn là không thể quên được Nhạc Hạ Thu, Hoắc Anh Tuấn bị cô cười làm cho rất không thoải mái. Cô nghe lời tôi mà làm đi, để cho người khác biết anh ra ngoài tìm tình nhân cũng được đi, tôi tạm thời còn có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thỏa mãn hai người. Anh nằm mơ đi, trên mạng những người đó mắng không sai, Nhạc Hạ Thu chính là tiểu tam. Khởi Tuyết Nhu không thể nhịn được nữa giống lên, ý miệng, hoặc anh Tuấn vô tình tát một bạt tay lên trên mặt cô. Cô đỡ đẫn, che mặt mình, nước mắt hai hàng lăn xuống. Khởi Tuyết Nhu, tôi cảnh cáo cô, đừng để cho tôi lại được nghe được, cô dám làm nhục hạ thu một chữ. Hoặc anh Tuấn nheo mắt, từng chữ từng câu cảnh cáo. Tôi xin khuyên cô một câu, tốt nhất dựa theo lời tôi nói mà làm, nếu không bệnh của Diệp Gia Thanh tôi sẽ không để cho bác sĩ An Kiệt Nhân tiếp tục chữa trị. Hoặc anh Tuấn, anh khốn kiếp. Khương Tuyết Nhu bị buộc đến bờ vực, trong cổ họng phát ra tiếng khóc tuyệt vọng. Tôi nói được là làm được. Hoắc Anh Tuấn vô hình, không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô khóc, xoay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn, tôi có thể đem hết thảy những chuyện này gánh vác hết. Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên nói, chỉ cần anh cục tôi ly dị, tôi mang đứa trẻ đi, sau này cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với anh. Cô nằm mơ, đứa trẻ là của tôi. Khương Tuyết Nhu, cô vĩnh viễn không có tư cách trả giá với tôi. Nếu không nghĩ kỹ, tôi sẽ để cho bác sĩ ăn kiệt nhân rời đi. Hoắc Anh Tuấn nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Khương Tuyết Nhu nhìn bóng lưng tuyệt từng của anh, cả người tự nhiên bị bóng tối bao phủ. Không tới 20 phút sau, cô nhận được điện thoại từ bác sĩ An Kiệt Nhân gọi tới, nói là không thể tiếp tục trị liệu cho Diệp Gia Thanh. Nếu như Diệp Gia Thanh không được trị liệu, hai mẹ con vệ phương nghi sẽ quản ông ấy. Hôm nay nhà họ Diệp lại do Diệp Diêu Đông làm chủ, như vậy Diệp Gia Thanh không bao lâu nữa sẽ đi đời. Cô không có cách nào, chỉ có thể dùng mạng xã hội lên tiếng, thật lòng chúc phúc cho hoắc anh tuấn có thể tìm được người yêu chuyện cho tới bây giờ tôi không thể không nói cho mọi người chân tướng thật ra thì tôi với hoắc anh tuấn tháng trước đã ly dị lúc trước tôi cùng anh ấy kết hôn chủ yếu là bởi vì hoắc anh tuấn bị người nhà ép cưới hôn nhân giữa chúng tôi chỉ là cái được thứ mình muốn không có cảm tình cô nhạc là thanh mai trúc mã là người yêu của hoắc anh tuấn trước bởi vì các loại hiểu lầm nên tách ra cô ấy không phải là tiểu tam tôi thật tâm chúc phúc cho bọn họ người hữu tình cuối cùng cũng thành quyến sau khi lời thanh minh phát ra ngoài rất nhiều những người bạn trẻ trên mạng trên mạng xã hội của cô lên tiếng mắng nhiếc cái gì mà được cái mình muốn đoán chừng là hoắc anh tuấn cho cô ta rất nhiều tiền đi chết tiệt lúc trước tôi lại đi tin các người thật là có tình cảm cảm giác bị lừa như kẻ ngu vậy thu được bao nhiêu tiền vậy chứ tuyết nhu bị chỉ trích trên mạng xã hội tôi thấy dứt khoát đừng làm chủ tịch cô đi diễn xuất đi diễn xuất thích hợp với cô Mấy ngày sau đó, trên mạng bắt đầu xuất hiện rất nhiều tấm hình Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu chụp chung ân ái với nhau hồi trung học cấp 2, trung học cấp 3. Rất nhiều người bạn trên mạng bắt đầu ca ngợi các tình yêu trường tình của hai người. Nhưng mà phía sau những thứ này, Khương Tuyết Nhu đã không thèm chú ý tới. Cô đem áp mạng xã hội tháo gỡ như là không muốn nhìn tới những tin tức này nữa. Cho đến khi Lâm Minh Kiều nổi giận đùng đùng gọi điện thoại tới cho cô. Khương Tuyết Nhu, cậu điên rồi sao? Cái gì mà cậu với Hoắc Anh Tuấn đã ly dị tháng trước? các người căn bản không có ly dị. Anh ta chính là người đã có vợ mà vẫn giấu giếm qua lại với nhạc hạ thu. Dựa vào cái gì, bọn họ lại đê tiện đến như vậy. Còn muốn đem trách nhiệm đổ hết lên trên đầu cậu. Không nghe phía bên ngoài những người đó mắng cậu như thế nào sao? Không được, bà sắp bị tức đến chết. Bà hận không thể cầm cây đao chém chết đối cẩu nam nữ kia. Minh Kiều, tớ không có biện pháp. Hoặc anh Tuấn lấy bố tớ ra để uy hiếp tớ. Nếu như tớ không lên tiếng thanh minh, anh ấy cũng không để cho bác sĩ tiếp tục chữa bệnh cho bố tớ. Khương Tuyết Nhu tràn đầy bất đắc dĩ nói. Anh ta có còn là con người sao? Thật con mẹ nó, anh ta là một đống cặn bã. Cậu lập tức ly dị với anh ta ngay. Lâm Minh Kiều tức chết. Anh ấy còn phải đợi tớ sinh đứa trẻ này ra mới có thể ly dị. Anh ta còn muốn cướp đứa trẻ. Lâm Minh Kiều thú chút mơ học máu. Anh ta không phải còn có nhà hạ thu hay sao? Tương lai để cho cô ta sinh, chẳng lẽ cô ta còn không sinh được con sao? Nhà họ hoắc là loại người như thế nào? Cậu biết mà làm sao có thể để máu mủ của họ lưu lạc bên ngoài được chứ khương thuyết nhu cười khổ đừng lo lắng tớ sẽ nghĩ biện pháp thật là tức chết tớ tuyệt đối không thể để cho nhạc hạ thu làm mẹ ghẻ của con cậu dĩ nhiên cúp điện thoại khương thuyết nhu mặt đầy vẻ lo lắng mà bên kia nhạc hạ thu rất nhanh tiến vào biệt thự hải tân nhạc trạch đàm khắp nơi lắc lư nhìn một vòng hạ thu nơi này thật là sang trọng không trách em trăm phương ngàn kế muốn dọn vào anh nghe nói nơi Hải Tân này là khu vực đắt tiền nhất của toàn bộ kinh đô. Em dọn vào không phải là bởi vì đắt tiền. Nhà cả thu cười híp mắt ngồi trên ghế salon. Anh biết còn không phải là bởi nơi này là nơi Khương Tuyết Nhu với Hoắc Anh Tuấn trước kia ở qua sao. Nếu như Khương Tuyết Nhu biết, phòng đoán sẽ tức học máu đi. Nhạc trạch đàm bội phục nhìn em gái mình. Trước kia cô ta một mực đắc ý mình là cái gì thiếu phu nhân? Anh ta thấy bây giờ cô ta cái gì cũng không phải. Em không biểu hiện ở đất kinh đô, có biết bao nhiêu nhà giàu có quý tộc tới nịnh hót anh. Mọi người đều biết em sẽ là hoắc phu nhân tương lai. Đừng nóng vội, sau này chờ em cùng hoắc anh Tuấn kết hôn rồi. Trước mắt là anh thấy em sẽ rất nhanh trở thành hoắc thiếu phu nhân. Điện thoại nhạc trạch đàm bỗng nhiên vang lên. Anh ta đi qua một bên nhận điện thoại, cười ha hả. Một lát sau trở lại nói, anh đi một chút, anh đi đâu? Nhạc hạ thú liếc anh ta một cái, sẽ không lại đi làm chuyện gì thất đức chứ, em nói cho anh biết hoặc anh tuấn mặc dù yêu em mặc dù là cưng chiều em nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ nghe em anh ấy không thích anh từ rất lâu rồi yên tâm anh chính là đi dạy dỗ cái con nhỏ lâm minh kiều kia một chút nhạc trạch đàm cười hăng hắc nói đôi mắt nhạc hạ thu khẽ nhúc nhích chính là người bạn kia của khương tuyết nhu đúng dáng dấp cũng xinh đẹp mấy phần nhưng mà còn rất kiêu kỳ lúc trước anh theo đuổi cô ta cô ta còn mắng anh coi thường anh Lần trước ở bệnh viện, cô ta mắng anh, khẩu khí kia làm anh tức nghẹn không thôi. Nhạc trạch đàm khinh thường, anh để cho người theo dõi cô ta ít ngày rồi. Nếu không đem cô ta làm nhục, anh không phải là họ nhạc. Nhạc hạ thu chớp chớp mắt, nếu là người khác cũng được đi. Nhưng mà cái người lâm minh kiều này, cô ta trước kia cũng nhìn không vừa mắt. Đã như vậy, vậy anh cứ việc chơi đi, đừng đùa chết. Yên tâm, trong lòng anh hiểu rõ. Buổi tối 9 giờ, Khương Tuyết Nhu sau khi tắm xong, Lâm Minh Kiều gửi một tin nhắn tới, gửi cho cô một trò chơi bảo hai người cùng chơi game. Cô biết Lâm Minh Kiều là sợ cô một mình suy nghĩ bậy bạ, liền vui vẻ đồng ý. Hai người vừa mở micro lên, đánh một trận. Lâm Minh Kiều ở đầu bên kia hét lên. Mau tới tiếp viện, tôi bị người ta bao vây không ra được. Cậu chờ một chút. Khương Tuyết Nhu mở bản đồ, bên kia chợt nghe Lâm Minh Kiều lẩm bẩm. Buổi tối muộn rồi, còn ai gõ cửa? Các người muốn làm gì? Tôi báo cảnh sát. Dầm, dầm đột nhiên bên kia chuyển tới động tĩnh rất lớn. Ngay sau đó liền không có âm thanh từ bên kia chuyển tới nữa. Khương Tuyết Nhu vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều, nhưng không thể nào gọi được. Một loạt sự cảm xấu bao phủ tới, biệt thự cách nhà Lâm Minh Kiều ít nhất là một giờ đi xe. Bây giờ, cô chạy tới căn bản là không kịp, mà cô ở kinh đô này căn bản không quen biết người nào. Suy nghĩ một lát, cô vội vàng gọi điện thoại cho Lương Duy Phong. Duy Phong, Minh Kiều hình như có người xông vào, anh có thể lập tức chạy tới xem giúp tôi một chút được hay không? Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện. Tôi đem địa chỉ gửi cho anh. Tôi lập tức chạy tới. Được, tôi sẽ lập tức qua liền. Sau khi kết thúc điện thoại, Khương Tuyết Nhu lại báo cảnh sát, lập tức lái xe đến cửa. An ninh giữ cửa không cho cô đi, lòng cô như lửa đốt, trực tiếp lái xe đụng vào. Cửa vững chắc, đụng không thể gãy, an ninh giật mình, vội vàng mở cửa ra. Để cho cô sau khi rời đi, an ninh vội vàng gọi điện thoại cho quản gia. Cược Tuyết Nhu chạy một đường như gió lốc, một giờ đi xe, 40 phút liền chạy tới nhà trọ của Lâm Minh Kiều. Thời điểm cô chạy lên, cửa nhà trọ đã bị cạy ra. Trong phòng khách, một mảng sọc sạch, trong phòng ngủ có âm thanh đánh lộn truyền tới. Cô vội vàng vọt vào, Lâm Minh Kiều cả người vô lực nằm trên giường. Còn người tan rã, trên người quần áo bị xé rách dưới, trên mặt trên người, vết thương chồng chất. Lương Duy Phong một thân một mình đang đánh nhau với ba người đàn ông. Trong đó hai người có thân hình cao lớn, nhìn một cái chính là cô đồ chuyên nghiệp trên người lương duy phong đã có nhiều chỗ bị thương một người khác bất ngờ chính là nhạc trạch đàm anh ta thừa dịp thời điểm lương duy phong bị dây dưa cản chân lập tức nhào tới chỗ lâm minh kiều lần nữa gỡ quần áo cô ra khốn kiếp khử Thuyết nhu tức điên người cô liền cầm thùng rác và đập vào đầu của nhạc trạch đàm nhạc trạch đàm bị đập trúng lửa giận bốc 3 mét dùng sức đẩy cô ra cẩn thận lương duy phong vội vàng ôm lấy cô nhưng mà sau lưng, hai tên côn đồ thấy vậy, lập tức cầm đao đâm trúng bả vai của anh. Duy Phong, Khương Tuyết Nhu giật mình, kinh hoàng thất thố đỡ lấy anh. Đừng lo lắng, chẳng qua là vết thương nhỏ. Gương mặt tuấn tú của Lương Duy Phong lập tức ảm đạm, nhưng mà vẫn cưỡng ép an ủi cô. Ngực của Khương Thuyết Nhu hung hăng chặn một cái, nước mắt tuôn trào ra. Người đàn ông này đã lần thứ hai cứu cô mà bị đau đâm bị thương. Mà cô trừ ái náy thì cái gì cũng không cho anh ta được. Ai chà, đây rốt cuộc là nhân tình của Lâm Minh Kiều hay là nhân tình của cô đây? Nhạc Trạch Đàm cười hì hì và nói. Khương Tuyết Nhu nhìn dáng dấp cô em gạt em rể tôi ở bên ngoài cấu kết với đàn ông không ít nhỉ? Nhạc Trạch Đàm tên xúc sinh tôi đã báo cảnh sát anh xông vào nhà dân làm tổn thương người là phạm pháp tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh khương tuyết nhu cho tới bây giờ quá căm ghét một người à báo cảnh sát thì liên báo cảnh sát đi dù sao em rẻ tôi là cậu cả nhà họ hoác gia, nhất định sẽ cứu tôi. Nhạc trạch đàm lộ ra một bộ mặt rừng rưng đắc ý. Dù sao loại chuyện này trước đây tôi làm cũng không ít. Mỗi lần như vậy, em rẻ tôi cũng đem tôi bình an cứu ra. Anh ta xưng hô bên trái một câu em rể, bên phải một câu em rể, nhưng mà người đó là chồng cô. Nhìn thái độ đắc ý, Khương Tuyết Nhu tức đến cả run rẩy người. Thật may lúc này, cảnh sát xông vào nhà, rất nhanh đem đám người của nhạc trạch đàm bắt đi. Lâm Minh Kiều và Lương Duy Phong rất nhanh được đưa đi bệnh viện. Trên đường ngồi trong xe cứu thương, điện thoại di động của Khương Tuyết Nhu kêu không ngừng, tất cả là đều của người nhà họ Hoắc gọi tới, trong đó còn có cả Hoắc Anh Tuấn. Cô tiếp nhận điện thoại của anh, bên trong lập tức truyền lên tiếng giống giận của Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu, buổi tối muộn, cô lái xe đi ra ngoài tìm chỗ chết sao, lại vẫn dám đụng vào cửa biệt thự. Tôi nói cho cô biết, con của tôi nếu như có chuyện không may, tôi muốn mạng cô đền. Hoắc Anh Tuấn anh còn biết đến con sao? Khương Tuyết Nhu cũng không thể nhịn được nữa, hướng về phía bên điện thoại giống lên. Tôi tại sao phải đi ra? Bởi vì nhạc trạch đàm, buổi tối muộn, còn vọt nhà bạn của tôi, đối với cô ấy và cưỡng hiếp, đều do anh, chính là anh dung túng, mới để cho thứ người cặn bã như vậy, càng ngày càng cuồng vọng, không danh giới cuối cùng. Hoặc anh Tuấn, tôi hận anh, tôi hận anh, anh có biết không? Sau khi cô gào xong, nước mắt giống như mưa lăn xuống dưới đất, cô che mặt và khóc lóc thất thanh. Lục Duy Phong nằm ở trên giường bệnh yếu ớt, dùng sức nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy lo âu. Khương Tuyết Nhu cúp điện thoại, mặc cho tiếng khóc vang vọng ở trong xe cứu thương. Đã từng một lần hối hận, nhưng cũng kém hơn hôm nay. Cho tới nay, cô cũng không nên đối với người đàn ông kia mềm lòng, không nên đối với anh ta mà động tâm. Là người đàn ông này lần lượt dung túng, hại Lâm Minh Kiều, hại Lương Duy Phong, hại cả người nhà của nhạc Tiêu Nhi. Nếu như không phải là cô đang ôm bầu, tối nay hợp lại hết tất cả, cũng phải đâm chết tên cặn bã nhạc trạch đàm này. Đêm khuya trong bệnh viện, 40 phút sau khi cấp cứu, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Nữ bệnh nhân cũng không bị cưỡng hiếp thành công, nhưng mà thân thể cô ấy bị bạo lực, gây thương tích nhiều chỗ, đầu cũng bị đụng xuất hiện chấn động não, ngoài ra còn bị trúng thuốc, có thể phải hơn 10 giờ sau, đầu óc mới có thể tỉnh táo lại. Khương Tuyết Nhu cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, thật may, thật may không bị nhạc trạch đàm được như ý, nếu không cô thật không biết phải đối mặt với sự đả kích của Minh Kiều như thế nào. Vị ý nam bệnh nhân kia đâu? Cô vội vàng hỏi. Đào đâm vào cánh tay của anh ấy. Phiền toái là bị thương dây chằng, cần phải làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu, còn phải cố định thạch cao bên ngoài một tháng. Muốn hết bệnh thì ít nhất phải là nửa năm. Làm phiền ông lập tức làm giải phẫu cho anh ấy. Khương Tuyết Nhu nộp tiền, lại trở về phòng bệnh thường của Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều vẫn còn đang hôn mê. Một gương mặt thật xinh đẹp như vậy, nhưng giờ sắc mặt như kim sưng đỏ không chịu nổi, muốn nứt toác. Rất nhanh, cảnh sát cũng tới để lấy khẩu cung của người hại bị thương. Sau khi Khương Tuyết Nhu cho lời khai xong, đã 2 giờ đêm, cô mệt mỏi nên đầu chuyển tới từng trận choáng váng. Đứng cũng không thể vững nữa, cô ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Cho đến lúc, một cái bóng mờ chụp xuống, thân thể Hoắc Anh Tuấn cao ngất đứng ở trước mặt cô, một đôi mắt tựa như bóng đêm bên ngoài vậy, âm u. Anh trên cao nhìn xuống nhìn cô, trong đầu vang vọng lên đều là những câu nói Tôi hận anh, tôi hận anh Anh không hiểu tại sao nghe ba chữ kia lại không thoải mái đến như vậy Cùng tôi trở về Hoặc anh Tuấn nhìn cô, giọng trầm thấp giống như là đang ra lệnh Khương Tuyết Nhu căn bản không nhúc nhích, lười để ý đến anh Cô bây giờ nghe thấy giọng nói của anh là máu nóng trong người cũng sẽ tức giận mà sao động Có nghe lời tôi nói hay không? Cô bây giờ đang mang bầu, không thể dày vò như vậy Hoặc anh Tuấn đem cô kéo lên Khương Tuyết Nhu đẩy anh ta ra, bị ổi cười. Anh cho là tôi muốn bị dạy vò. Hai người bạn của tôi vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Tôi có tâm tình trở về ngủ sao? Dĩ nhiên, giống như anh, ngoại trừ nhạc hạ thu ra, đối với tất cả mọi người đều không mảy may quan tâm và để ý. Hoặc anh Tuấn liếc nhìn sắc mặt tái nhật của cô, do dự một chút, cuối cùng cởi áo khoác trên người mình xuống, quăng đến trên người cô. Hàng lông mi cô kinh ngạc giật giật, bên tai lại nghe anh nói, đừng có ảnh hưởng đến con của tôi. Đáy mắt le lói chút ánh sáng lần nữa, lại chìm tắt. Cô tự chế giễu và cười cười. Chuyện cho tới bây giờ, rốt cuộc vẫn còn mong đợi cái gì chứ? Cô liếc mắt một cái, lúc thấy anh lấy điện thoại di động ra, trên màn hình lóe lên hai chữ Hạ Thu. Anh đứng dậy đi qua một bên nghe. Trên hành lang tĩnh mịch, cho dù là đêm khuya, cô cũng như có nghe được tiếng khóc đứt quãng của nhạc Hạ Thu. Lúc này, phòng giải phẫu tắt đèn. Bác sĩ đẩy Lương Duy Phong đi ra. Lương Duy Phong đã tỉnh, anh thấy cô yếu ớt cười một tiếng. Mệt chết mất, đi về nghỉ đi, tôi không sao, không có sao. Anh mới vừa hoàn thành một cuộc giải phẫu mà dáng vẻ không có chuyện gì sao. Hốc mắt Khương Tuyết Nhu đỏ một chút. Hoặc anh Tuấn mới vừa nghe điện thoại xong, vừa quay người, thấy hình ảnh cô cùng với Lương Duy Phong đối mặt, chân mày theo bản năng hung hăng trầm xuống. Cô mới vừa rồi, chính là ở đây trông nom anh ta làm giải phẫu. Nếu như không phải là anh ấy chạy kịp thời tới cứu Minh Kiều, chờ tôi đến khi quá muộn, lúc đó phỏng đoán Minh Kiều đã sớm bị phá hủy. Khương Tuyết Nhu lạnh nhạt quét qua anh một cái, anh ấy là bị nhạc trạch đàm đâm bị thương cánh tay trước kia anh ấy bị giang thư hằng đâm trúng bụng dẫn đến mất một bên thận hết thảy những thứ này cũng là bởi vì nhạc trạch đàm lần này tôi nhất định phải bỏ tù anh ta để anh ta ngồi mục xương trong tù Hoặc anh tuấn xoa xoa lông mày anh cũng không lường được là nhạc trạch đàm sẽ làm ra loại chuyện này nói thật anh cũng rất căm tức chẳng qua là thấy khương Tuyết nhu vì lương duy phong mà tức giận chỉ cảm thấy vô cùng trói mắt khương Tuyết nhu cô đau lòng vì anh ta Tôi chỉ biết là nếu như không phải là anh ấy, hôm nay Minh Kiều liền bị cha đạp. Nếu như không phải là anh ấy, thì tôi đã chết. Khương Tuyết Nhu nhìn ánh mắt thù hận nhìn anh ta. Lần này, nếu như anh dám vì nhạc trạch đàm mà đứng ra cãi kiện nữa, vậy thì chúng ta gặp nhau trên tòa án. Ánh mắt kiên quyết như vậy khiến cho tâm tình của Hoắc Anh Tuấn trầm xuống. Anh hùng hăng trợn mắt nhìn lại cô một cái. Tùy cô vậy. Anh nói xong, xoay người đối với Ngôn Minh Hạo và nói. Ở chỗ này, trong trường cô ấy, sau đó cũng không quay đầu lại và rời đi khương tuyết nhu vẫn nhìn bóng lưng anh biến mất trong đầu rất loạn anh có ý gì thật chẳng lẽ muốn bảo vệ nhạc trạch đàm nếu quả thật phải chống với hoắc anh tuấn coi như mời tới luật sư tốt nhất cũng khẳng định là không thắng được tuyết nhu bên tai đột nhiên chuyển tới tiếng kêu êm ái của lương duy phong cô quay đầu lương duy phong hướng cô yếu ớt cười một tiếng đuổi theo anh ta đi không cần khương tuyết nhu lắc đầu một cái cô đi làm gì Lúc này anh ta tuyệt đối là đi tới đồn cảnh sát hoặc là đi tìm nhạc hạ thu rồi. Trên thực tế, cô đoán không lầm. 20 phút sau, hoặc Anh Tuấn xuất hiện ở trong đồn cảnh sát. Nhạc hạ thu đã ở đó chờ từ lâu, một đôi mắt khóc đỏ bừng. Anh Tuấn vừa thấy được anh, nhạc hạ thu lập tức nhào vào trong ngực anh nghẹn ngào. Thật xin lỗi, anh em lại gây họa cho anh. Em không nghĩ tới anh ấy lại không chịu thua kém đến như vậy. Là bởi vì trước kia luôn là có anh ở sau lưng chống cho anh ta cho nên anh ta càng ngày càng không chút kiêng kỵ có phải không? Trên gương mặt Tuấn Mỹ của Hoắc Anh Tuấn hiện đầy tức giận, lại dám dẫn người xông vào nhà người khác, lại là dùng đao đâm người khác, lại là bỏ thuốc cưỡng hiếp, thật là toàn bộ kinh đô đều do anh ta định đoạt. Anh ta tại sao không mang theo súng đi để cướp ngân hàng luôn đi? Nhạc Hạ Thu liền vội vàng giải thích, anh ấy thật là quá thích cái người Lâm Minh Kiều đó, nhưng mà cái người Lâm Minh Kiều đó không thích anh ấy cũng được đi, còn ba lần bốn lượt làm nhục anh ấy, tính khí anh ấy như vậy. Cho nên sao? Cho nên anh ta không có làm sai phải không? Hoặc anh Tuấn nổi giận lôi đình. Không phải. Nhà cả thú không nghĩ tới lửa giận của anh lại lớn đến như vậy. Biết anh là thật tức giận. nương mắt cá sấu rơi càng ngày càng lợi hại hơn. Điềm đạm đáng yêu giải thích. Em không phải là ý đó. Anh ấy làm không đúng. Em cũng rất thất vọng. Đều là em sai. Được rồi. Chuyện này không liên quan đến em. Đây đều là nhạc trạch đàm tự mình gây họa. Hoặc anh Tuấn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô. Anh Tuấn, em có hỏi qua cảnh sát, cảnh sát bên này đã lập án, nếu như đối phương truy cứu anh ấy thì có thể phải ngồi tù 10 năm. Nhạc Hạ Thu dưng dưng cầu khẩn nói, em chỉ còn có một người anh như vậy, bố mẹ em cũng không có ở đây, nếu như ngay cả anh cũng phải ngồi tù, vậy em ngay cả người thân duy nhất đều phải mất đi rồi, em không còn phải có anh sao? Hoặc anh Tuấn ôn nhu nói, anh lần này thật không muốn cứu nhạc trạch đàm, vậy em cũng không giống anh, vậy cũng không giống nhau. Anh ấy với em là người duy nhất còn có liên hệ máu mủ, nhà Hạ Thu nằm ở ngực anh khóc giống lên, hoặc anh Tuấn vuốt ve lưng của cô ta một chút, đáy mắt lóe lên một tia khó lường. Hồi lâu, nhà Hạ Thu thấy anh chậm chạp không bày tỏ thái độ, cắn răng cười khổ, "Được rồi, em cũng không muốn làm khó anh, tự em nghĩ biện pháp." "Em có thể nghĩ được biện pháp gì?" Hoặc anh Tuấn bất đắc dĩ nói, "Đi cầu cứu cô Lâm Tha thứ, chỉ cần cô ấy chịu tha thứ cho anh em, em có thể đáp ứng cô ấy bất cứ điều kiện gì." Bắt em quỳ xuống trước mặt cô ấy cũng được." Nhạc Hạ Thu từ ngực anh chui ra ngoài, "Em sẽ đi đến bệnh viện ngay bây giờ, hoặc anh Tuấn phiền lòng níu cô lại. Lâm Bình Kiều căn bản chưa tỉnh, em đi cũng vô dụng. Vậy, vậy em bây giờ đi trông nom cô ấy, tỏ ra em còn có thành ý, còn có tiền thuốc thang gì đó, em cũng phải bồi thường." Nhạc Hạ Thu cố chấp đẩy anh ra, "Anh Tuấn, em phải đi, chuyện này vốn chính là anh em làm sai." cũng không chờ anh trả lời, cô vội vội vàng vàng, bất đắc dĩ vọt ra khỏi đồn cảnh sát. Hoặc anh Tuấn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ theo sau. Khương Tuyết Nhu bên này sắp xếp tốt cho Lương Duy Phong xong, trở lại về phòng bệnh của Lâm Minh Kiều. Cô ấy gặp ác mộng, một mực lắc đầu kinh hoàng, thất thố tránh né. Trong miệng lầm bẩm không muốn, không được đánh tôi, đau quá. Minh Kiều, không có chuyện gì, tớ ở đây. Khương Tuyết Nhu lập tức vội vàng nắm được tay cô, nước mắt hai hàng rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Minh Kiều ở nhà họ Lâm cũng giống như là công chúa vậy, được nuông chiều, ai dám đánh. Hôm nay, ngay cả trong mộng cũng có thể sợ hãi đến như vậy. Có thể thấy cô ấy trước khi hôn mê, gặp ngược đãi lớn như thế nào. Tuyết Nhu Lâm Minh Kiều mơ mơ màng màng cặp mắt hoảng sợ mở ra, ngơ ngác nhìn cô. Tớ là đang nằm mơ sao? Không phải, cậu không có nằm mơ. Không sao, nhạc trạch đàm không thành công, cậu vẫn còn là một cô gái hoàn chỉnh. Khương Tuyết Nhu ôm cô nghẹn ngào an ủi thật may là lương duy phong đã kịp thời chạy tới lâm minh kiều lẩm bẩm nói cậu không lừa gạt tớ chứ anh ta thật không có không có tớ lừa gạt cậu thì tớ là con heo nhỏ Khương tuyết nhu đưa tay thể ánh mắt lâm minh kiều đờ ra một hồi thật giống như nhớ lại chút gì đó nước mắt bỗng nhiên tràn ra tuyết nhu tớ thật là sợ hãi tớ thật là sắp bị hù chết người điên nhạc trạch đàm dẫn người xông vào tớ phản kháng bọn họ liền đánh tớ còn nói muốn từng bước từng bước hại tớ bọn họ lại còn bỏ thuốc tớ thật may là lương duy phong đã tới tên xúc sinh kia khương tuyết nhu nghe vậy trong lòng lửa giận kịch liệt bốc cháy cô không nghĩ tới đám người ngạc trạch đàm kia lại độc ác đến như vậy nếu như không phải là cô thông báo cho lương duy phong lâm minh kiều nói không chừng đã chết quá đáng hận không sao tất cả đều đã qua rồi cô cố nén tức giận an ủi lâm minh kiều chôn mình ở trong ngực cô khóc cô trúng thuốc không bao lâu lại mơ màng thân thể nặng trĩu rất nhanh lại hôn mê bất tỉnh cô mới vừa được đắp chăn cho lâm minh kiều nhà hạ thu bỗng nhiên đi vào phòng bệnh liền quỳ dạp xuống trước mặt cô dùng sức dập đầu tuyết nhu cô lâm thật xin lỗi tôi thay thế anh tôi xin nói lời xin lỗi với các người chán cô ta dùng sức đập ầm ầm xuống nền đất cô ta dập đầu chỉ chốc lát sau chán liền đỏ bừng hạ thu đứng lên hoặc anh tuấn sau đó đi vào thấy một màn này lập tức đi kéo nhạc hạ thu lên nhưng mà nhạc hạ thu sống chết không chịu đứng lên liền khóc và nói anh Tuấn, anh đừng kéo em, đây vốn chính là anh em đã làm sai. Đủ rồi, chán của em mới bị thương không nhẹ, dập đầu xuống nữa sẽ xảy ra chuyện, anh không cho phép em quỳ. Hoặc Anh Tuấn cưỡng chế ra lệnh. Cô Lâm thiếu chút nữa xảy ra chuyện, em coi như nhảy nhụa một chút cũng là phải. Nhạc Hạ Thu nắm lấy cánh tay anh, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, nhào vào trong ngực anh, "Anh Tuấn, em thật cảm thấy phải xin lỗi cô ấy." "Đừng khóc." Hoặc Anh Tuấn cúi đầu ôm cô. Khương Tuyết Nhu từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn một màn này. Chồng cô ôm một người đàn bà khác, người mà cô thống gật đang ở trước mặt, diễn ra một tiết mục thâm tình, giống như đang nhìn một vở kịch khai vậy. Cả người cô đã chết, cho đến khi nhìn mệt mỏi, nhìn chán ghét mới nhẹ nhàng nói. Độc diễn xong chưa? Nếu xong rồi thì có thể đi ra ngoài. Nửa đêm canh ba, bệnh nhân cần phải tính dưỡng. Hoặc anh Tuấn cau mày, nhà cạ thu đẩy anh ra, dưng dưng nói. Tôi là chân tâm thật ý, muốn tới nói lời xin lỗi tôi hy vọng các người có thể tha thứ cho anh tôi tôi cầu cô cầu các cô yêu cầu bất kỳ điều kiện gì cũng được tôi sẽ đồng ý dù là dù là bảo tôi phải rời khỏi anh tuấn hạ thu hoặc anh tuấn tức giận gương mặt tuấn tú trầm xuống em làm sao có thể nói ra những lời này đem tình cảm của chúng ta biến thành cái gì không phải vậy anh tuấn em thật rất yêu anh nhạc hạ thu nghẹn ngào nhưng mà em không có biện pháp khác em phải thay anh em chuộc tội nhưng mà tình yêu mà em đối với anh vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Em sẽ đứng ở xa để quan sát anh. Im miệng, anh không làm được. Hoặc anh Tuấn cắt đứt lời cô, đáy mắt cất giấu thâm tình. Đừng nói nữa, chuyện này giao cho anh giải quyết. Anh Tuấn, nhạc Hạ thu nhìn anh, hai người nhìn nhau thân tình vô cùng. Khương Tuyết Nhu nhìn bọn họ như vậy, cảm thấy mình tựa như một người thứ ba. Nhưng mà chỉ có chính cô mới biết, khi một người lòng hoàn toàn lạnh lẽo, ngay cả đau cũng sẽ không cảm thấy. Cô chẳng qua là cảm giác được trong cổ họng mình có thứ gì đó muốn xông ra ngoài. Cô thật nhanh cầm lấy cái thùng rác ói điên cuồng, bị chán ghét làm cho đến phát ói. Thậm chí cho tới bây giờ không có ói quá lợi hại đến như vậy. Nước mật vàng, nước mũi, nước mắt hoàn toàn ói ra. Cô biết dáng vẻ của mình bây giờ nhất định rất xấu, nhưng mà cô không có cách nào để khống chế được. Cô không có sao chứ. Hoặc anh Tuấn kinh ngạc cau mày nhìn cô. Nhà khả thu cũng vội vàng ân cần rút khăn giấy đưa cho cô. Khương Tuyết Nhu hất tay cô ta ra, không người thật thấp và cười. Tôi không có sao, dĩ nhiên là không có sao. Tôi chẳng qua là bị đôi cẩu nam nữ của các người làm cho chán ghét mà mắc ói. Sắc mặt thoát anh Tuấn hung hăng biến đổi. Khương Tuyết Nhu, miệng cô nói chuyện sạch sẽ một chút cho tôi. Tôi nói sai rồi sao? Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, đáy mắt dâng lên tia đỏ thẫm. Các người rốt cục là tới nói lời xin lỗi hay là tới trước mặt tôi để diễn tiết mục thâm tình. Hoặc anh Tuấn, tôi biết anh không thương tôi, nhưng mà tôi dù gì chăng nữa cũng là vợ hợp pháp trên giấy đăng ký kết hôn. Anh lại không thể cho tôi một chút xíu tôn nghiêm sao? Cô vừa nhìn về phía nhà khả thu, còn có cô vừa vào cửa liền khóc lóc sướt mướt quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tôi cầu cô quỳ xuống sao? Cô cho là quỳ xuống thì tất cả mọi thứ tổn thương đều có thể xem như là chưa có phát sinh sao? Nhạc trạch đàm làm chuyện phạm pháp, anh ta dùng đao giết người, cưỡng hiếp, bỏ thuốc đều là những việc gian ác. Cô cho là dập đầu hai cái, nói lời xin lỗi, liền có thể giải quyết sao? Vậy tôi giết nhạc hạ thu, tôi quỳ xuống một chút, thì có thể tha thứ cho tôi sao? Môi nhạc hạ thu run lên, tôi không phải là có ý này. Cố cút cho tôi. Khương Tuyết Nhu chỉ ra hướng cửa. Chuyện này chúng tôi sẽ không chịu bất cứ bồi thường nào. Anh ta phạm vào tội gì thì theo như luật pháp mà xử trí. Nhạc hạ thu lật miệng, mới vừa định nói, Khương Tuyết Nhu đã nói. Đừng dập đầu với tôi nữa, cũng đừng nói xin lỗi tôi coi như cô dập đầu chết ở chỗ này cũng vô ích tôi không phải là hoắc anh tuấn tôi sẽ không đau lòng khương tuyết nhu hoắc anh tuấn không thể nhịn nổi nữa cảnh cáo cô tôi nói sai rồi sao chúng tôi mới là người bị hại cô ta ngược lại tốt rồi làm cho thật giống như chúng tôi không tha thứ cho cô ta tôi thì ngược lại trở thành người ác trở thành tội nhân vậy khương tuyết nhu cười nhạt cút hết cho tôi tôi lại nhìn thấy các người tôi sợ ngay cả ruột cũng sẽ bị chán ghét mà ói ra đứa con này của anh sợ cũng sẽ không gánh nổi. Hoặc anh Tuấn bị chọc tức không nhẹ, nhưng mà băn khoăn đến đứa bé trong bụng của cô vẫn là ôm nhạc hạ thu đi ra ngoài. Khử tuyên nhu hung hăng đóng cửa lại, thân thể dựa vào cửa, chậm rãi tuột xuống. Cô đem mặt trôn vào trong đầu gối. Cô thật là đau, vô luận là lòng hay là người. Nhưng mà trong mắt người đàn ông cô yêu kia lại không có bóng hình của cô. Cô rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể không bị hai người này tiếp tục làm cho tổn thương. Buổi sáng 7 giờ, Khâu Tuyết Nhu lại đi đến phòng bên cạnh nhìn Lương Duy Phong, sau đó mới đi mua đồ ăn sáng. Mới vừa đi tới cửa phòng bệnh của Lâm Minh Kiều, bên trong bỗng nhiên chuyển tới tiếng kích động đập đồ của Lâm Minh Kiều. Khốn kiếp, Tuyết Nhu làm sao lại biết lại yêu thứ người như vậy? Không, anh căn bản không phải là người, là ma quỷ. Minh Kiều, Khương Tuyết Nhu vọt vào lại thấy Minh Kiều tựa vào trên giường bệnh giống như bị dã thú làm cho bị thương vậy. Phát ra lửa giận, nhưng mà cả người cô không có khí lực, rất nhanh liền lao đảo muốn ngã. Mà Hoắc Anh Tuấn đứng ở trước giường bệnh, một gương mặt tuấn tú, cất giấu nhiều điều phức tạp. Anh rốt cuộc đã nói với cô ấy cái gì? Khương Tuyết Nhu tức giận đẩy Hoắc Anh Tuấn ra. Cô ấy đã bị đánh thành ra như vậy, tại sao các người vẫn không chịu buông tha cho cô ấy? Hoắc Anh Tuấn nhìn hai người đàn bà tiểu tụy, quả đấm nắm thật chặt một cái. Tôi nói cho cô ấy và Lương Duy Phong, mỗi người 130 tỷ, chuyện này coi như qua đi. Được, cứ như vậy qua đi. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên thật thấp giọng và nói, cậu điên rồi. Khương Tuyết Nhu khó tin mắng, cậu với Lương Duy Phong là thiếu 130 tỷ sao? Nhạc trạch đàm, loại người như vậy, nếu như không cho anh ta ngồi tù, anh ta lại sẽ làm tổn thương cậu. Loại người như anh ta sẽ càng ngày trời không sợ, đất cũng không sợ. Hoặc anh Tuấn, có phải anh uy hiếp cô cái gì hay không? Tuyết Nhu, không có. Lâm Minh Kiều ngẩng đầu cầu khẩn nhìn cô, tớ chỉ không muốn làm lớn chuyện rồi bị người khác biết chuyện này. Minh Kiều, cậu đừng nói nữa, cậu không phải là người không dũng cảm như vậy. Khương Tuyết Nhu giận trợn mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh nói cho tôi, anh có bản lĩnh làm, tại sao không có bản lĩnh để nói ra? Hoắc Anh Tuấn phiền não xé cả vạt. Khương Tuyết Nhu, nếu như chuyện này các người còn phải làm tiếp, bệnh của bố cô, tôi sẽ không để cho bác sĩ An Cực Nhân chữa trị nữa. Khương Tuyết Nhu đầu óc giống như là có các loại sấm sét lóe lên. Cô nhìn về phía Lâm Minh Kiều, anh chính là dùng chuyện này để uy hiếp cậu hay sao? Lâm Minh Kiều khổ sở nói, Tuyết Nhu, cậu chỉ còn một người bố như vậy, tớ không muốn cậu mất đi. Đúng vậy, cũng bởi vì tớ chỉ còn có một người bố như vậy, các người đều biết ông ấy rất quan trọng, cho nên anh lần lượt lấy bố tôi ra để uy hiếp. Khương Tuyết Nhu lạnh nhạt nhìn Hoắc Anh Tuấn, lần trước vì nhạc hạ thu, tôi đối với bên ngoài giải thích nói chúng ta đã ly dị. Đến bây giờ, trên mạng nhiều người còn đang ở đó mắng tôi, lần này lại muốn uy hiếp tôi, bỏ qua cho tên cặn bã khốn kiếp kia. Hoặc anh Tuấn bím chặt môi mỏng lạnh lẽo, yên lặng. Khương Tuyết Nhu không thể nhịn được nữa, xông lên đẩy anh. Hoặc anh Tuấn, anh tại sao phải đối với tôi ác như vậy chứ? Anh có còn là người hay không? Vì nhạc hạ thu, anh lần lượt tổn thương tôi và người bên cạnh tôi. Tôi đời trước, rốt cuộc đã làm sai điều gì, khiến cho tôi phải gặp anh. Cô lại cũng không khống chế được, ngồi xổm xuống, khóc lóc thất thanh. Hoặc anh Tuấn cổ họng hơi chậm lại, không biết sao, tim thật giống như một cái tay hung hãn nắm được. Có chút thở không thông, tuyết nhu đừng khóc lâm minh kiều chật vật muốn bỏ dậy đi an ủi cô nhưng mà thân thể mới vừa động một cái người liền đau từ trên giường té xuống minh kiều cậu đừng động khương tuyết nhu vội vàng chật vật đem cô trở lại giường nghe tớ cứ như vậy đi đừng truy cứu dù sao tớ cũng không phải là đã bị làm nhục sao lâm minh kiều cầm tay cô gượng cười không được khương tuyết nhu lắc đầu lần này nếu như nhạc trạch đàm không có bị phản hình lần sau anh ta sẽ càng điên cuồng tớ không muốn cậu vì tớ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tớ nhất định phải khiến cho anh ta ngồi tù cô cắn răng hung hăng chừng mắt nhìn hoắc anh tuấn được anh sẽ để cho bác sĩ an kiệt nhân đi cùng lắm bệnh của bố tôi cũng không cần chữa nữa khương tuyết nhu cô cứ muốn ép tôi như vậy phải không hoắc anh tuấn sắc mặt khó coi khương tuyết nhu liền cười rốt cuộc là ai ép ai cậu cả hoắc tuyết nhu không phải là người bị hại cô ấy không thể thay tôi quyết định lâm minh kiều ngửa đầu luống cuống nói Tôi nói không truy cứu liền không truy cứu. Chuyện này là do tôi định đoạt. Minh Kiều. Đừng nói nữa. Trong ánh mắt Lâm Minh Kiều bắn toán loạn ra ánh mắt kiên quyết. Chúng ta là bạn. Hôm nay coi như đổi thành người bị hại là cậu. Cậu cũng sẽ làm như vậy. Không mắt Khương Tuyết Nhu lập tức đỏ. Cô ở trên đường tình cảm thật là gian chân. Thật may cô còn có một người bạn có tình có nghĩa. Nhưng mà hết lần này tới lần khác là người đàn ông cô yêu sâu đậm làm tổn thương bạn cô. Khương Tuyết Nhu đứng lên cố chấp ngẩng đầu coi như mình đều đồng ý nhưng mà vụ án này còn có một người khác bị hại anh ấy không biết tôi đồng ý giải hòa trước cửa đột nhiên chuyển tới giọng nói của lương duy phong cô quay đầu lương duy phong được hộ lý đỡ đi tới trên cánh tay vẫn còn dùng tấm ván để cố định anh mỗi đi một bước vết thương trên người đau khiến sắc mặt anh càng tái nhợt một phần tiếp tục cho người chữa bệnh cho bố cô ấy chuyện này coi như qua duy phong khương tuyết nhu cắn môi nhưng nước mắt vẫn là chảy ra. Lương Duy Phong không có nhìn cô, chẳng qua là lạnh lùng lại căm ghét nhìn Hoắc Anh Tuấn. Người phụ nữ này, anh không biết quý trọng, lần lượt tổn thương cô ấy. Hoắc Anh Tuấn, nếu như anh còn là một thằng đàn ông, hãy liền cùng cô ấy ly dị, đừng vì người đàn bà khác mà cứa lên trái tim cô ấy một nhát dao. Cô ấy đã bị anh làm bị thương khắp người rồi. Hoắc Anh Tuấn nhìn lướt qua nước mắt rơi đầy mặt Khương Tuyết Nhu, vừa lưng nhìn Lương Duy Phong bảo vệ cô ấy, trong lòng toát ra một cảm giác tức giận. Tôi không ly dị là chuyện của tôi. Do ban đầu, cô ấy mặt dày vô liêm sỉ quyến rũ tôi. Bây giờ hết thảy những thứ này, chính là cô ấy tự làm, tự chịu. Ai quyến rũ anh? Rõ ràng là không chưa thủ đoạn nào đem cô ấy từ bên ngoài, cướp đi. Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Lường Duy Phong tức giận, lửa giận bốc 3 mét. Vị hôn thê thì như thế nào? Hoặc anh Tuấn cười, đáy mắt toát ra giá rét, ngay cả chính anh cũng không phát hiện. Còn không phải là cam tâm tình nguyện ngủ ở dưới người tôi hay sao? Đến bây giờ cũng còn không sợ chết dây dưa với tôi. Khương Tuyết Nhu không thể nhịn được nữa. Ai dây dưa với anh, chỉ cần anh đồng ý ngay bây giờ ly dị với tôi thì tôi sẽ lập tức đi luôn. Làm sao là cảm thấy quyến rũ tôi vô vọng, quyết định lựa chọn cái họ Lương này ra tay, hành nghiệp chữa nghĩa, hoặc anh Tuấn Tầm Nhẫn nắm được cảm cô. Khương Tuyết Nhu, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép đứa con trong bụng có người khác làm bố. Cô coi như muốn ly dị, cũng phải sinh đứa trẻ này ra. Vừa vặn đến lúc đó, nhường ngôi cho nhạc hạ thu. Lời của anh giống như một cây đao, từng đao, từng đao đâm vào trong ngực của Khương Tuyết Nhu. Đau đến nỗi, ngay cả hô hấp cũng lại đau. Nếu như anh thích nhạc hạ thu như vậy, tại sao không để cho cô ta sinh con cho anh? Đi sinh một đứa trẻ thuộc về chính các người đi, chứ đừng ở đây tới cướp con của tôi. Cô lệ rơi đẩy mặt cầu khẩn. Hoặc anh Tuấn, tôi van cầu anh bỏ qua cho chúng tôi cùng đứa trẻ có được không? Hoặc anh Tuấn con người lóe lên, quay mặt lạnh lùng và nói, không tốt, sinh con đau như vậy tôi không đành lòng để cho hạ thu sinh. Cô ấy chỉ cần hoàn hảo trở thành hoắc phu nhân, được tôi sủng ái là được rồi. Hoặc anh Tuấn, tên khốn kiếp, anh không phải là người. Khương Tuyết Nhu thật là nghe cũng không nổi nữa. Sợ nhạc hạ thu đau cho nên là bảo cô đón hết cái nỗi đau sinh con này phải không? Anh có còn là con người không? Cô thậm chí quên mình đang mang thai, giống như con dã thú vậy, xông lên đánh anh, cắn anh. Bệnh thần kinh! hoặc anh Tuấn bất ngờ không kịp đề phòng, bị cô cắn một cái ở cánh tay. Anh liều mạng chịu mới không đem cô một cước mà đá văng. Người đâu? Đem cô ta bắt lại cho tôi. Anh kêu một tiếng, mấy người hộ vệ từ ngoài cửa xông vào. Bà vệ sĩ liền khống chế Khương Tuyết Nhu gắt gao. Hoặc anh Tuấn, anh làm gì? Mau buông cô ấy ra. Lương Duy Phong chịu đau đớn tiến lên, cũng bị một người hộ vệ đẩy qua một bên. Anh ta đau đến nỗi không có cách nào để nhúc nhích. Hoặc anh Tuấn, anh có thể đánh tôi đừng làm tổn thương người vô tội khương tuyết Nhú sốt ruột trong ánh mắt phun ra ngọn lửa cửu hận yên tâm tôi sẽ không làm anh ta tan phế nhưng mà vì để tránh cho cô ta thời kỳ mang thai làm ra chuyện cắm rừng tôi sau này cũng không cho phép cô ta đi ra ngoài Hoặc anh tuấn nhìn cô lo lắng cho lương duy phong như vậy một gương mặt tuấn tú càng thêm âm u nói xong anh trực tiếp cưỡng ép ôm lấy khương tuyết nhu rời khỏi phòng bệnh anh buông tôi ra Dọc theo đường đi, bất kể Khương Tuyết Nhu nhào vô làm sao, thậm chí trên gương mặt tuấn tú của anh, cào ra mấy vết thương cũng vô ích. Sau khi lên xe, Hoác Anh Tuấn trực tiếp cầm sợi dây đem trói cô lại. Hoặc Anh Tuấn, anh tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Buông tôi ra. Khương Tuyết Nhu liều mạng dãy giụa, nhưng mà Hoác Anh Tuấn thì làm như không thấy, trực tiếp đem cô đưa vào ghế sau. Anh trực tiếp đem cô ôm vào phòng ngủ, sang mặt âm u cảnh cáo cô tốt nhất nên ở trong biệt thự tĩnh dưỡng cho tôi sau này chỉ được ở đây không có sự cho phép của tôi tôi không cho phép cô đi ra ngoài nữa liền ngoan ngoãn ở lại nơi này cho đến khi đứa trẻ được bình an sinh ra mới thôi anh muốn nhốt tôi Khử tuyệt nhu thật là muốn điên lên anh chẳng những phải đem mình sinh ra đứa trẻ đưa cho nhạc hạ thu còn muốn đem mình giam lại anh có còn là một con người sao anh dựa vào cái gì anh đây là phạm pháp tôi phải báo cảnh sát Khương Tuyết Nhu mới vừa cầm lấy điện thoại liền bị anh cướp và đập vỡ tan tành. Khương Tuyết Nhu, tôi đã cho cô cơ hội. Ai bảo cô không an phận cùng với cái tên Lương Duy Phong dây dứa không rõ ràng. Hoặc anh Tuấn cũng không nói được là tại sao mình lại căm tức đến như vậy. Có thể là lòng tự ái của một người đàn ông quấy phá. Anh có tư cách gì nói tôi? Tôi với anh còn chưa ly hôn nhưng vẫn là qua lại với nhạc hạ thu. Đừng tưởng rằng tôi không biết các người đã sớm ngủ với nhau. Tôi ngủ qua thì thế nào? Cô còn không nhìn chính mình một chút đi à? Hình dáng xấu xí như người điên, làm sao có thể so với Hạ Thu? Người đàn ông này, nói một câu, rồi một câu càng tàn nhẫn, canh nghiệt hơn. Khử tuyệt ngu ngư ngác sờ gương mặt lồi lõm của mình một cái, trong lòng sôi lên thống khổ vô cùng. Là ai nói sẽ không chê khuôn mặt của cô? Hôm nay, lại nói cô xấu xí không chịu nổi. Cô rốt cuộc là tại sao phải hủy dung? Trong lòng anh, chẳng lẽ không có một chút ấn tượng nào sao? Hoặc anh Tuấn, nếu như anh cứ phải đem đứa con này của tôi cho nhà khạ thu, vậy tôi tình nguyện từ nơi này nhảy lâu xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô kiên quyết nói. Vậy cô liền nhảy đi. Chỉ là nếu như cô dám để cho đứa con của tôi có một tia tổn thương, tôi sẽ để cho bà cô, bố cô, người nằm ở bệnh viện cùng chôn chung theo cô. Hoặc anh Tuấn lạnh như băng, nói xong đạp cửa rời đi. Khương Tuyên Nhú xông tới, rất nhanh nghe phía bên ngoài có tiếng khóa trái cửa. Cô dùng sức đẩy cửa ra, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Cô bị giam lỏng, chỗ này, chỗ kia cũng không được đi. Cô giống như là tan vỡ, không chịu nổi mà ngồi xuống dưới đất. Trước kia, hoặc anh Tuấn đối với cô có ác đi nữa, cô cũng không có thực sự hận anh. Bởi vì cô luôn nói với chính mình, anh không phải cố ý muốn mình như vậy, anh chẳng qua là bị nhạc hạ thu thôi miên. Nhưng mà cô bây giờ thật rất hận. Hận nhạc trạch đàm, hận nhạc hạ thu, hận hắc anh Tuấn, hận Tống Dung Đức, hận Quý Tử Uyên hận tất cả những người bọn họ, nếu như không phải là đám người ngu xuẩn hoặc anh Tuấn này thì làm sao có thể bị nhà Cạ Thu lừa, thừa dịp mà vào bị thôi miên đâu cơ chứ. Nói cho cùng là hoặc anh Tuấn đáng đời, là anh vẫn đối với nhà Cạ Thu quyến luyến không kên, cho nên mới đi tới kết cục ngày hôm nay. Cũng là anh mới để cho nhà Trạch Đàm không chút kiêng kỵ làm tổn thương Lâm Minh Kiều và Lương Duy Phong. Hôm nay nhà Trạch Đàm chẳng những không cần phải tiếp nhận chế tài của luật pháp mà cô thì lại còn bị nhốt Cô không có cách nào tưởng tượng từ trong đồn cảnh sát đi ra ngoài, nhạc trạch đàm sẽ tệ hại hơn, làm tổn thương bằng hữu bên cạnh của cô như thế nào nữa. Cô hận hắc anh Tấn, anh đem mình bưng đến tận trời xanh, lại hung hãn đẩy ngã xuống đất mà trà đạp. Sớm muộn có một ngày, cô với Lâm Minh Kiều, nhạc tiêu nhi, những người đã chịu biết bao thống cổ, nhất định sẽ trả lại cho đám người này từng chút một. Buổi chiều, một vị gì xa lạ được phái tới để chăm sóc cho cô. Di Tần, Kiều Vĩ, hai người thân thiết chăm sóc cô trước kia cũng bị điều đi. Khương Tuyết Nhu mỗi ngày đều ở trong căn phòng hai tầng lầu này, chỗ này chỗ kia đều không thể đi, quả thực buồn bực, chỉ có thể nhìn tivi một chút hoặc là đến sân thượng hóng gió một chút. Có lúc nhìn xuống phía dưới lầu, cô thật muốn nhảy xuống dưới đó, nhưng mà nghĩ đứa con trong bụng lại cứng rắn chống chọi lại. Cô kiên trì một tuần lễ. Ngô Minh Hạo lái xe tới đón cô đi bệnh viện làm kiểm tra thai kỳ. Hoặc anh Tuấn đâu? Khương Tuyết Nhu hỏi. Ngô Minh Hạo lúng túng yên lặng. Thư Tuyết Nhu cười. Tôi biết, khẳng định anh ấy đang chăm sóc nhạc hạ thu, không có gì quan trọng hơn so với nhạc hạ thu. Thiếu phu nhân, cô đừng như vậy. Ngô Minh Hạo đáy mắt tràn đầy cảm thương cùng thương tiếc. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Khư Tuyết Nhu còn muốn nói chút gì đó, nhưng thấy hai vệ sĩ đang từ xa tiến đến gần, liền không lên tiếng nữa. Trên đường đi bệnh viện, Ngô Minh Hạo lái xe. Cô một người ngồi ở phía sau, mới nghe Ngô Minh Hạo nói. Mấy ngày nay, Tôi đối với nhạc hạ thu rất lấy lòng Cậu cả mới bắt đầu tin tưởng tôi Đối với anh ấy cũng không hay lòng Làm khó cho cậu Khởi tuyết nhu không nghĩ tới Hoặc anh Tuấn đối với Ngôn Minh Hạo cũng nghi ngờ Có thể là trước kia Tôi ở trước mặt cậu cả Vì cô nói lời khen Anh ấy cảm thấy không quá yên tâm về tôi Ngôn Minh Hạo nói thật nhỏ Lần trước cô nói qua bảo tôi sắp xếp người làm bộ cô sinh non Bây giờ không được hoặc anh Tuấn nói tôi mà làm tổn thương tới đứa trẻ này, anh ấy sẽ không bỏ qua Minh Kiều với bố tôi. Bây giờ tôi chủ yếu là lo lắng Minh Kiều. Khương Tuyết Nhu nói, nhạc trạch đàm sau khi ra ngoài nhất định sẽ trả thù Minh Kiều tệ hại hơn. Minh Kiều không liên lạc được với tôi, chắc chắn sẽ không rời khỏi kinh đô. Cậu có thể nói cho cô ấy một tin để cho cô ấy lập tức xuất ngoại được không? Được, nhưng mà cô, giúp tôi liên lạc với một người, hoặc phong lang. Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên nói, ngô Minh Hạo ngẩn ra, nhị thiếu ra, anh ấy sẽ giúp cô sao? Tôi cũng không biết, nhưng mà bây giờ toàn bộ kinh đô này chỉ có cậu với anh ta có năng lực để có thể giúp cho tôi lặng lẽ ra đi được. Khương Tuyết Nhu cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ tìm Hoắc Phong Lang nhiều hỗ trợ. Mặc dù anh ta nhiều lần tổn thương mình, nhưng mà cô vẫn có một loại trực giác, Hoắc Phong Lang sẽ giúp cô, bởi vì cô có thể cảm giác được Hoắc Phong Lang mỗi lần đối mặt với cô đáy mắt rất ái náy. Được, lúc lái xe qua giao lộ náo nhiệt sầm uất, trên màn lớn bên cạnh cửa hàng tổng hợp đang truyền hình trực tiếp hôn lễ hoành tráng của Diệp Minh Ngọc và Sở Văn Khiêm, cô nhìn chăm chăm vào màn hình, hôm nay Diệp Minh Ngọc kiều diễm xinh đẹp giống như công chúa vậy, vốn là cô định sẽ vạch trần thân phận thật của Diệp Minh Ngọc, đáng tiếc cô bây giờ lại bị giam lỏng. Ngôn Minh Hạo thở dài nói, "Hôm nay là ngày đám cưới của hai nhà sở Diệp, Diệp Minh Ngọc bây giờ thăng lên như diều gặp gió, cô ấy chẳng những là phó tổng giám đốc của tập đoàn Diệp thị, cũng là phu nhân của Sở Văn Khiêm." hai nhà sở diệp chuẩn bị hợp tác một hạng mục lớn. Bây giờ tư cách và giá trị của sở văn khiêm có thể so với cậu cả. Khương Tuyết Nhu nhắm hai mắt, ánh mắt thu lại ý hận. Rõ ràng, Diệp Minh Ngọc căn bản không phải là con gái của Diệp Gia Thanh, nhưng lại thừa kế tất cả tài sản của Diệp Gia Thanh. Hết tất cả những thứ này đều là của cô. Mà bây giờ đây, cô lại như con chuột trên phố vậy. Diệp Minh Ngọc, Phương Nghi, các người hãy chờ đó. Chỉ cần cô còn có một hơi thở thì sẽ không buông tha cho các người. Một ngày nào đó sẽ vạch trần bộ mặt của các người. Sau khi đến bệnh viện tư nhân của quý thị, Khương Tuyết Nhu bị mấy người hộ vệ nhìn chăm chăm cho đến khi đi lên lầu kiểm tra. Nửa đường chợt thấy thang nhược lan. Cô ta trên người mặc một bộ váy màu vàng nhạt hoa văn con bướm, lộ ra nửa phần bắp chân. Trên tay còn cầm một cái túi sách hàng hiệu, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền kim cương 10 cara. Khương Tuyết Nhu trước kia cũng coi là một nửa người mẫu, liếc mắt liền nhìn ra giá cả của những bộ trang phục của cô ta trị giá không rẻ. Chỉ riêng cái váy kia sợ rằng vẫn chưa có được đưa ra thị trường. Giá cũng sợ rằng cao hơn 9 con số. Trước kia thang Nhược Lan tuyệt đối không phải là người có thể kiếm ra số tiền này. Nhưng mà nay leo lên người của quý tử Uyên. Tuyết Nhu, thật là đúng dịp nha, lại gặp mặt. Tôi hôm nay vừa vặn biểu diễn xong, liền đến tìm quý tử Uyên. Thằng Nhược Lan cười híp mắt, đang nói chuyện thì dơ lên bà tay ngón giữa có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Đẹp mắt không? Tử Uyên mới mua cho tôi đấy. Đẹp mắt, rất đẹp mắt. Nhưng mà quý thiếu gia nổi tiếng là công tử phong lưu, ngủ qua không đến 20 người thì cũng mười mấy người đàn bà. Khởi Tuyệt Nhu nhàn nhạt thích môi. Loại nhẫn này anh ta hẳn đã tặng cho không ít người đàn bà. Khóe miệng thang nhược lan cứng đờ, mặt lộ vẻ châm chọc. Ai thì tôi không cần biết, nhưng mà so với người đang trong thời kỳ mang thai mà chồng lại ra ngoài kiếm tiểu tam thì tôi cũng không đáng thương mấy. Ai, nói thật thì trước đây tôi thật là rất thâm mộ cô, nhưng mà chẳng bao lâu cậu cả lại không cần cô nữa, bây giờ đi đâu cũng là dẫn theo chị nhạc. Cô ta dừng một chút, lướt khương tuyết nhu một cái, sợ rằng cô còn không biết. Bây giờ mỗi lần lúc bọn họ tụ tập, tự Yến lúc nào cũng mang tôi theo tham gia. Mỗi lần đó cậu cả hoắc đều mang theo chị nhạc. Đừng nhắc tới là thân mật biết bao nhiêu. Sau mỗi lần tụ hộp đó, trực tiếp qua đêm ở nhà chị nhạc thang tiểu thư ngô minh hạo mặt lộ vẻ cảnh cáo thư ký ngôn tôi nói là thật mà cậu cũng không ở đấy nên không biết thang nhược lan chớp mắt bĩu môi một cái lần trước tôi còn thấy ở trên cổ chị nhạc còn có rất nhiều vết hôn thật là khương tuyết nhu mặt không đổi sắc lạnh nhạt châm biếm như vậy sao vậy cũng tốt đúng lúc là tôi không cần một đống rác rưởi thật thích hợp với những thứ trà xanh như các người được rồi đừng giả bộ tôi biết cô cảm thấy rất khổ sở Thang Nhược Lan lấy gương ra, bôi thêm một chút son lên gương mặt xinh đẹp của mình. Đúng rồi, mấy ngày trước chị nhà còn mời tôi đi đến biệt thự ở Hải Tân chơi đấy. Chính là mảnh đất đắt tiền nhất ở cả kinh đô, khu bờ biển kia kia. Đẩy cửa phòng ngủ ra một cái là có thể thấy được biển khơi xanh thẳm. Khử Tuyệt nhu sắc mặt rốt cuộc cũng thay đổi. Cô dĩ nhiên nhớ căn biệt thự ở Hải Tân kia, đã từng là nhà của cô và Hoắc Anh Tuấn ở. Nơi đó cô đã chăm sóc cùng với Hoắc Anh Tuấn dưỡng bệnh cô đã xem nơi đó là nhà mình cô và anh ở nơi đó đã có rất nhiều lời thề non hẹn biển thậm chí đối với đứa trẻ này thì ở đó cũng là nơi có tụi nhỏ hôm nay anh lại để cho nhà hạ thu đi vào ở một người đàn ông lại có thể bạc tình đến mức nào cơ chứ anh anh thật là quá vô tình rồi thấy hình dáng cô hồn phách thất lạc thằng nhược lan rốt cuộc cũng cười chậm rãi đến gần bên cô và thấp giọng nói đã từng cô và lâm minh kiều đã từng là đại tiểu thư cao cao tại thượng không nghĩ tới chuyện lâm minh kiều thì bị cưỡng hiếp tất cả mọi người đều biết thanh danh bị mất hết mà còn cô cũng bị người ta đá văng ôi trời đất xoay chuyển mà cô nói gì khương tuyết nhu chật ngẩng đầu chừng mắt to nhìn cô ta chuyện của minh kiều không sai mấy ngày nay giới truyền thông đều lên báo thiên kim tiểu thư của lâm gia ở thanh đồng bị người khác làm nhục mọi người đều ở đây nói là cô ta cố ý quyến rũ nhà trạch đàm cho nên đáng đời để xem sau này có còn ai dám muốn cô ta? Hai người các người bây giờ thật đúng là không đáng để tôi coi trọng. Thang Nhược Lan đắc ý nhìn cô một cái, xoay người và nghênh ngang và rời đi. Khương Tuyết Nhu như bị đóng băng. Cô làm sao cũng không nghĩ tới chuyện của Lâm Minh Kiều sẽ bị truyền đi. Truyền thông là người nào, không phải bị làm nhục nhưng lại bịa chuyện trở thành sự thật như vậy. Chuyện này đối với một cô gái mà nói sẽ trở thành đả kích lớn biết bao. Cô thật là không dám tưởng tượng. Cô nhìn về phía ngôn minh hạo, chuyện của minh kiều thật là bị tung tin như vậy sao ngô minh hạo chật vật không biết phải nói sao cuối cùng chỉ có thể khổ sở cúi đầu xuống đúng vậy tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy cô ấy là người bị hại người bên ngoài tại sao lại mắng cô ấy là quyến rũ nhạc trạch đam khương tuyết nhu mất khống chế nhìn cậu ta và giống to cô ấy là người bị hại cơ mà những thứ truyền thông kia không có một chút lương chi sao thật xin lỗi chuyện này cũng không biết phải làm sao bị truyền thông truyền ra ngoài truyền thông sau đó đi phỏng vấn nhạc trạch đàm Nhạc trạch đàm nói là cô lâm chủ động quyến rũ anh ta bởi vì cô lâm không có truy cứu tiếp nên mọi người đều cho là cô lâm trột giả. ngô minh hạo vô lực giải thích đưa điện thoại di động cho tôi tôi muốn xem tin tức một chút khương tuyết nhú cướp điện thoại di động trong tay của cậu ta hộ vệ bên cạnh lập tức kéo cô ra khương tiểu thư mời cô đi vào làm kiểm tra nhanh một chút tôi không muốn tôi muốn liên lạc với minh kiều khương tuyết nhú giống to dãy dụa phản kháng nhưng mà những người hộ vệ kia không để ý tới, cưỡng ép đưa cô vào khu B để kiểm tra. Bất kể cô ẩm ý thế nào, cũng không có người nào để ý đến cô. Sau khi kết thúc kiểm tra, cô lần nữa bị đuổi về căn phòng ở lầu cuối biệt thự lạnh như băng. Cô đem tất cả mọi thứ đều đập, bà vú mới tới bị dọa sợ. Thẳng đến trạng vạng tối, hoặc anh Tuấn rốt cuộc mới đặt chân đến nơi này. Anh liếc nhìn căn phòng bừa bãi, còn chưa kịp phản ứng, một cây đào hung hăng hướng anh mà đâm tới thân thể anh lập tức trốn về phía sau một chút, bắt lấy cổ tay Khương Tuyết Nhu, đoạt lấy cây đao ném sang bên cạnh. Anh quay đầu, con ngươi lạnh như băng, thấu xương, trợn mắt nhìn người đàn bà, tóc tai bù xù lại giữ tợn trước mặt. Cô muốn giết tôi? Tôi sai rồi, tôi thà nhìn anh trở thành một kẻ ngu, so với bây giờ cũng còn tốt hơn. Khương Tuyết Nhu thống hận nhìn anh. Anh tại sao phải còn sống? Loại người bệnh thần kinh này giống như anh, ban đầu nên bị giam lại Tôi vọng tưởng dùng sự chân thành của mình có thể chữa khỏi cho anh. Là tôi bị điên rồi sao? Ý miệng, tôi thấy cô mới chính là người có bệnh thần kinh. Hoặc Anh Tuấn lôi tay cô đi vào trong nhà vệ sinh, đè mặt cô lên trên gương. Cô nhìn bộ dạng của cô bây giờ một chút đi, có khác gì so với người điên hay không hả? Tôi là điên rồi, tôi là bị anh ép cho điên rồi. Khương Tuyết Nhu lệ rơi đầy mặt. Hoặc Anh Tuấn, anh tại sao phải đối xử với tôi như vậy, với bạn của tôi nữa chứ? Anh biết rất rõ ràng Minh Kiều là người bị hại anh cứu nhạc trạch đàm cũng được đi. Anh ta còn phải bôi nhọ danh tiếng của Minh Kiều sao? Một cô gái danh tiếng quan trọng biết bao nhiêu, anh có biết hay không hả? Có phải là trừ nhạc hạ thu ra, những người đàn bà khác ở trong mắt anh cũng không đáng giá một đồng. Huyệt thái dương của Hoác Anh Tuấn nổi gân xanh. Cô nói đủ chưa? Ký giả nói cũng không phải sai. Vốn chính là bạn cô trước kia quyến rũ nhạc trạch đàm. Anh nói gì? Khương Tuyệt Nhu giống như là nghe được một câu chuyện hoang đường trợn to hai mắt là lâm minh kiều trước kia cứ gửi tin nhắn cho nhạc trạch đàm trăm phương ngàn kế quyến rũ anh ta quyến rũ được rồi sau khi biết thanh danh của anh ta không tốt lại muốn trở lui toàn thân trên thế giới này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy ai nói với anh những điều này nhạc hạ thu cô ta nói anh đều tin ư hoặc anh tuấn hử lạnh một tiếng khinh biệt nói tôi không tin hạ thu chẳng lẽ có tin tưởng cô cô và lâm minh kiều vốn chính là cùng một loại người đồi nào úp vung đó Nhà họ Lâm ở Thanh Đồng có chút thế lực nhỏ, nhưng mà đến Kinh Đô lại không đáng giá một đồng. Cô ta dĩ nhiên muốn leo lên cây cao nhạc trạch đàm. Mặt mũi Khương Tuyết Nhu dần dần trắng như tuyết, giống như lưu ly trong suốt vậy. Cô nhìn gương mặt tinh xảo môi mỏng của anh đã từng hôn qua vô số lần. Cho tới bây giờ, cô đều quên là đàn ông môi càng mỏng càng bạc tình, lòng dạ càng ác độc. Hay cho câu nói, không tin nhạc hạ thu, chẳng lẽ còn tin cô? Nhạc hạ thu nói gì cũng đúng, cho tới bây giờ không cần điều tra Cho tới bây giờ cũng không cần nghi ngờ Cả người cô đau đến mức hoàn toàn không biết Nên nói cái gì cho phải Trong cổ họng chẳng qua là phát ra những tính kêu Tê tâm liệt phế Cô không nhúc nhích được bởi vì anh đè cô Hoặc anh Tuấn chỉ cảm thấy Người đàn bà bên dưới bỗng giống như điên vậy Giống như một con thú nhỏ mất khống chế Anh thất thần mấy giây Rồi rời đi Khử tuyết nhu tránh thoát được Nắm lên trái nước tẩy trang trên bồn rửa mặt Đập lên trên đầu anh máu tươi lập tức từ chán anh phun ra. Hoặc anh Tuấn giận điên lên, trực tiếp đưa tay đẩy cô ra. Khởi tuyết nhu lập tức bị đẩy ngã lên trên vách tường, huyết dịch theo bắp đùi cô chảy xuống. Người cô chậm rãi dọc theo vách tường tuột xuống, ôm bụng khóc đau nói không ra lời. Hoặc anh Tuấn giật mình, phục hồi tinh thần lại, bất chấp vết thương trên đầu, vội vàng ôm lấy cô vọt ra khỏi phòng. 20 phút trên đường đi, Khởi tuyết nhu đã đau đến chết lặng, cô hoàn toàn nói không ra lời chẳng qua là nắm lấy váy mình, phía dưới toàn bộ đã bị máu nhuộm đỏ tươi. trong bụng của cô, từng cơn đau như xé ruột. cô bị ai nghi? cô và hoắc anh tuấn, hai người đã từng rất trông đợi có con. hai người đều có tuổi thơ bất hạnh. bọn họ muốn có thể mang lại cho hai đứa trẻ một ngôi nhà hoàn chỉnh. cô đã từng rất cảm ơn ông trời cao đã ban cho cô một cặp sinh đôi. nhưng mà sau đó, lại mỗi ngày đều lo âu, không biết người làm mẹ này nên làm sao mới có thể bảo vệ những đứa con của mình. Cảnh như thế nào mới có thể làm cho bọn họ không bị nhà hạ thu làm tổn thương. Thậm chí nghĩ đến không có con cũng tốt, ít nhất không cần khổ cực. Có lẽ đây lại là một lối giải thoát đi. Khương Tuyết Nhu, cô cố gắng cho tôi, không thể để cho bọn nhỏ xảy ra chuyện. Hoặc anh Tuấn ôm lấy cô vọt vào trong phòng bệnh viện. Nữ nhân trong ngực mình rõ ràng đã mang thai 3 tháng, nhưng nhẹ giống như lông chim vậy, tựa như tùy thời cơ là có thể bay đi. Tìm anh thật giống như có cái gì níu lấy vậy. Anh không thể nói rõ ràng, giống như sợ hãi, vừa giống như bất đi người mình yêu mến nhất là loại cảm giác đó. Nhưng mà Khương Tuyết Nhu lại giống như không nghe được vậy, từ từ nhắm mắt lại và cặp mắt rất mệt mỏi. Rất nhanh, Khương Tuyết Nhu được đưa vào phòng cấp cứu. Hoặc anh Tuấn đứng ở ngoài cửa, đi tới, đi lui, chán chảy rất nhiều máu. Ngô Minh Hạo nhìn cảm thấy bất an. Cậu cả, hay là anh đi băng bó chán một chút trước đi ạ? Tôi không có tâm tình. Hai cái tay của Hoắc Anh Tuấn không ngừng lay động. Trên cánh tay anh dính đầy máu tươi, cả người nhìn cực kỳ lạnh lẽo và hung ác. Rất nhanh, cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ đi ra. Cậu cả, hai đứa bé không giữ được, cần chữ ký của anh để lập tức làm giải phẫu sinh non. Nếu không, phu nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ông nói gì? Đứa bé không giữ được. Cái đồ phế vật này, ông làm vậy mà làm bác sĩ được sao? Hoặc anh Tuấn tức giận níu lấy cổ áo bác sĩ, hai mắt đỏ thẫm. Đó là hai đứa con của anh, nếu như không phải là giờ phút này, anh thậm chí cũng không biết là anh lại quan tâm đến hai đứa bé đến như vậy. Cậu cả thật không có biện pháp, đổi thành bác sĩ Hà đảm nhiệm thì kết quả cũng sẽ giống nhau. Bác sĩ có chút sợ hãi giải thích. Trước kia thời điểm thiếu phu nhân mang thai hơn một tháng thì thai nhi cũng đã không ổn định. Mấy ngày nay tâm tình của bệnh nhân cũng thật không tốt, liên tiếp gặp phải đả kích lớn, vốn là có triệu chứng sinh non rồi. Hơn nữa cô ấy lại mang thai sinh đôi, tôi thật đã tận lực. Sinh đôi, anh không còn có cặp sinh đôi này nữa là đích thân anh đẩy cô ấy. Hoặc anh Tuấn vô lực buông bác sĩ, một gương mặt tuấn tú trở nên tái nhợt dưới ánh đèn, dường như không còn có thể chịu nổi, vốn dĩ là đã bị chảy quá nhiều máu. Vào lúc này, anh cũng cảm thấy đầu óc từng cơn choáng váng một trận, cũng đau dữ dội. Anh Tuấn, anh chảy thật là nhiều máu. Lúc này, nhà khả thu bỗng nhiên chạy tới, vội vội vàng vàng đỡ anh dậy. Em đưa anh đi băng bó. Hoặc anh Tuấn theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng khi nghe những lời của nhạc hạ thu nói, đầu óc giống như bị thôi miên vậy, dẫn dắt dây thần kinh của anh, khiến cho cả người anh rơi vào không trung ngắn ngủi và trống rỗng. Theo bản năng, đi theo cô ta và rời đi. Bác sĩ cuống cuồng nói, không phải chứ, cậu cả cái này. Ngô Minh Hạo, nơi này giao cho cậu. Nhạc hạ thu vội vàng lôi hốc anh Tuấn đi đến phòng y tế. Ngô Minh Hạo nhíu mày một cái, vội vàng nhận lấy giấy tờ của bác sĩ, ký tên mình lên. Đừng nói, cứu nhiều quan trọng. Được. Bác sĩ vội vàng trở lại phòng cấp cứu. Ánh mắt của Khương Tuyết Nhu đau đớn, cũng không mở ra được. Nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không ý thức được. Bên tai cô nghe được bác sĩ đang thảo luận đút quãng. Trước kia nghe nói cậu cả có niềm vui mới, tôi còn thật không tin, không nghĩ tới anh ta. Đúng vậy, thật là làm cho người ta lạnh giá. Vợ nguy kịch một sớm một chiều, nhưng cậu cả ngay cả chữ ký cũng không ký, cũng không để ý đến sống chết của vợ mình. Là thật hay là giả đây? Sao có thể lừa gạt cô? mới vừa rồi nếu không phải thư ký bên người cậu cả ký tên phỏng đoán đều không có người quan tâm đến cô ấy tôi cũng thấy cậu cả cùng người đàn bà kia ôm nhau rời đi ai người đàn ông này à một giọt nước mắt theo khóe mắt của khương tuyết nhu tuột xuống hoặc anh tuấn anh thật là lòng dạ độc ác thì ra thời điểm tính mạng của mình bị đe dọa anh ta ngay cả một chữ ký cũng không chịu ký việc cô chết đối với anh ta mà nói còn không bằng giúp đỡ một người ăn mày bên lề đường Thậm chí vào lúc này, trong lòng anh cũng chỉ có nhạc hạ thu. Tình yêu nồng thắm kia tựa như cũng hóa thành bụi, hoàn toàn tan thành mây khói. Từ nay về sau, nếu như cô còn sống, chỉ cần có một hơi thở, đối với đôi cẩu nam nữ này, cô chỉ có vô tận hận thù. Trong phòng bệnh, khi Khương Tuyết Nhu mở hai mắt ra, chỉ có một mình nhạc hạ thu đang đứng đó. Cô ta cười hít mắt đem cái chìa khóa xe chơi trong tay. Nhìn thấy không, đây là xe thể thao, bản hạn chế trước kia anh Tuấn đưa cho cô, nhưng mà bây giờ bảng số đã đổi thành Anh Tuấn yêu Hạ Thu Dễ nghe làm sao Khương Tuyết Nhu nhìn một cái liền nhận ra được Cái chìa khóa xe kia Hoặc anh Tuấn đã từng tự mình giao vào trong tay cô Lúc đó bảng số xe còn được cư dân mạng nhiệt liệt đưa lên bàn tán Khiến cho rất nhiều người đàn bà hâm mộ Cô bình tĩnh cười một tiếng Cô thích như vậy thì cứ nhặt đồ của người khác về mà dùng đi những thứ còn dư lại như đồ, xe, biệt thự, đàn ông Được, cô cứ cầm hết đi dù sao tôi cũng đã không thèm để ý đến nữa rồi cô để ý thì như thế nào trong lòng anh Tuấn bây giờ cũng chỉ có tôi mà thôi nhạc Hạ Thu đắc ý đi tới bên mép giường từ trên cao nhìn xuống nhìn cô cô nhìn đi chỉ cần tôi nói một câu người chị em gái tốt của cô liền bị người khác làm nhục anh tôi bây giờ một chút hư tổn cũng không có nhưng mà người chị em gái tốt của cô thì không may mắn đến như vậy cô ta bây giờ đã thành con chuột trên đường phố danh tiếng thì mất hết nhưng mà đây đều là cô ta đáng đời. Ai bảo cô ta trước kia ở trong bệnh viện mắng tôi là đồ thối chứ. Cô đã sớm biết nhạc trạch đàm sẽ làm tổn thương cô ấy. Khẩu tuyết nhú trợn cặp mắt to và đỏ tươi. Nói nhảm, nhạc hạ thu không người, khóe miệng nở ra một nụ cười náo nhiệt. Đáng tiếc, một bước cuối cùng không thành công. Nhưng mà không sao, dù sau cả đời này cũng không có người đàn ông nào dám muốn cô ta nữa. Khởi tuyết nhú bị làm cho tức giận, tim đập như muốn vỡ ra cô mới vừa làm giải phẫu xong, bây giờ cả người đều đau đến run rẩy. Còn tiện nhân này, nhà hạ thu nhìn dáng vẻ cô thống khổ, cười càng đắc ý. Tôi còn quên nói cho cô biết, sầm gia hân cũng là bị tôi giết chết. Chỉ tiếc là cảnh sát vĩnh viễn cũng không tìm ra được chứng cứ. Thật là cô, khử tuyết nhú không thể nhịn được nữa, nắm ly nước nóng bên cạnh và hướng lên nhà hạ thu mà hất tới. Cô ta kêu một tiếng, lúc vội vàng né tránh, hoặc anh Tuấn từ bên ngoài xông vào, thấy cánh tay bị nóng đỏ của nhà hạ thu, lửa giận bốc ba mét. Cô là cái đồ vong ân phụ nghĩa. Hạ thù có lòng tốt, cố ý đến chăm sóc cô. Cô hẳn là muốn bị tôi đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Hoặc anh Tuấn lời nói cùng ánh mắt đều tràn đầy căm ghét. Tôi thật là cảm ơn lòng tốt của các người. Anh cứ để cho cô ta đi chăm sóc anh đi. Cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy các người. Khương Tuyết Nhu nhắm hai mắt lại. Cô sợ mình đối mặt với bọn họ một hồi sẽ bị tức đến nỗi nổi điên. Anh Tuấn, em cảm thấy dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của em Cô ấy có thể là bị chứng uất ức, nhưng mà cũng không cố ý muốn làm tổn thương em. Em ngược lại bị thương cũng không có vấn đề gì. Em chủ yếu là sợ tâm tình của cô ấy bây giờ sẽ tổn thương đến người khác. Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên lo lắng nói. Hoặc anh Tuấn sửng sốt. Vừa được cô ta nhắc, anh cũng phát hiện gần đây Khương Tuyết Nhu quả thật rất điên cuồng. Đầu tiên là dùng dao đâm anh, sau đó là dùng bình thủy tinh đập anh. Đến bây giờ còn dùng nước nóng tạt vào người của Hạ Thu Hết thảy mọi chuyện này, hơn nữa nhạc hạ thu còn là bác sĩ tâm lý đứng đầu thế giới, khiến cho anh cũng có nghi ngờ. Nhạc hạ thu, cô đừng có nói bậy nói bạ, tôi không có bệnh, trong lòng tôi rất khỏe mạnh. Khương Tuyết Nhu thấy Hoắc Anh Tuấn yên lặng, trong lòng nhất thời bị một cảm giác bất an giữ lại, vội vàng sốt ruột giải thích. Tôi là bị các người chọc cho tức giận. Nhạc hạ thu dùng ánh mắt đồng tình và thương hại nhìn cô chăm chú. Mỗi một người có chứng uất ức, cũng không thừa nhận là mình có bệnh. Hơn nữa, cô mới vừa sinh non, tôi thật lòng khuyên cô sớm đi chữa đi. Khước nhu thật hận, không thể bò dậy dùng một chút sức lực cuối cùng để xé rách mặt mũi ác độc của nhạc hạ thu. Nhưng mà cô biết, lúc này càng tức giận thì Hoác Anh Tuấn sẽ càng tin cô ta. Nhạc hạ thu, Hoác Anh Tuấn đã là của cô, vị trí Hoác Phu Nhân cũng có thể nhường cho cô. Cô tại sao cứ phải dày vò tôi không tha? Tôi van cầu hai người, bỏ qua cho tôi có được không? Tôi bảo đảm sau này, thấy các người thì liền đi vòng sang nơi khác. Hoặc anh Tuấn theo bản năng nhíu mày một cái. Theo lý thuyết, anh rất ghét Khương Tuyết Nhu, có thể tưởng tượng đến hình ảnh cô thấy mình thì lại đi đường vòng, liền cảm thấy khó hiểu không vui. Nhà khả thù mặt lộ cười khổ, phải nói thế nào cô mới hiểu được đây, chính là cô có thể còn không có ý thức được. Nếu như lúc này không trị liệu thì thật là phá hủy cả đời của cô mất, nhất là cô hơn nữa vẫn còn là vợ trước của anh Tuấn. Nếu việc này truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ anh ấy như thế nào? Hoặc anh Tuấn nghe vậy, lông mày vặn chặt động lòng. Cô đừng nói nữa, tôi có bệnh hay không thì tự mình là rõ ràng nhất. Khương Tuyết Nhu thật là sắp bị nhạc hạ thu ép đến bước đường cùng. Cô thống khổ. Tôi đời trước, tôi đời trước là đào nhà các người, đào mộ tổ tiên của các người hay sao? Đứa trẻ cũng đã không còn, tôi đã rất thảm rồi. Các người bây giờ còn muốn đem tôi nhốt vào bệnh viện tâm thần sao? Hoặc anh Tuấn, anh không thương tôi cũng không quan trọng. Nhưng xin anh để tôi được làm một con người có được không? không cần phải đi bệnh viện tâm thần chẳng qua là tạm thời để cho cô ta không đi ra ngoài mỗi ngày uống thuốc đúng hạn là được nhạc hạ thu ôn nhu an ủi đủ rồi tôi rất khỏe mạnh căn bản không cần uống thuốc không phải cô nói không là được nhạc hạ thu quay đầu đối với hoắc anh tuấn và nói anh tuấn chúng ta phải vì cô ấy mà chữa trị anh cũng phải trải qua loại bệnh này rồi hẳn anh biết trên phương diện tinh thần mà bệnh tật thì nguy hiểm biết bao Thư tuyết Nhu nhìn hình dáng người đàn ông rơi vào trầm ngâm, cả người bỗng nhiên bị một cảm giác bất an bao phủ. Vậy trước tiên, tạm thời chịu một chút xem sao. Trước tiên tạm thời, đem ta giao lại cho chuyên gia về phương diện bệnh tâm thần. Nếu như tình huống nghiêm trọng thì phải chuyển vào trong bệnh viện tâm thần. Hoặc anh Tuấn nói xong xoay người rời đi. Hoặc anh Tuấn, anh đứng lại. Khương Tuyết Nhu khó mà tiếp nhận xuống giường, nhưng mà chân vừa mới đạp trên đất, hạ thân đau đớn đến kịch liệt, khiến cho cô ngã xuống lần nữa. Cô ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Quốc Anh Tuấn lạnh lùng rời đi. Nhạc Hạ Thu nhếch miệng, thấp giọng nói, "Tôi sẽ cùng bác sĩ ở nơi này chào hỏi, bệnh của cô chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng, đời này chỉ có thể sống mãi trong bệnh viện tâm thần mà thôi." Nhạc Hạ Thu, cô đi chết đi, đi chết đi. Trong đầu Khương Tuyết Nhu căng thẳng thật giống như có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào, nhưng mà cô không bỏ dậy nổi, cô hoàn toàn mất lý trí, cắn trên đùi Nhạc Hạ Thu một cái nghe được tiếng cô gọi ầm ĩ do dự một chút cuối cùng hoắc anh tuấn vẫn trở lại thấy một màn này lập tức xông lại một cước đem cô đạp ra ngoài trần anh đạp trúng bả vai của cô đầu khương tuyết nhu lại đụng về sau giường sắt cả người đau tựa như thân thể có thể không còn kiên trì nổi nữa muốn ngất đi vậy cô cắn răng liều mạng ngẩng đầu nhưng thấy hoắc anh tuấn đã khẩn trương kiểm tra chân của nhạc hạ thu em không có sao đấy chứ không có thật may là anh trở lại nhạc hạ thu ôm chặt lấy cổ anh không sao anh ở đây rồi hoặc anh tuấn êm ái hôn nhẹ lên trán cô ta một cái lúc ngẩng mặt lên đối mặt với khương tuyết nhu gương mặt tuấn tú lập tức bị thay thế bằng một ánh mắt căm ghét còn nói là cô không có bệnh tôi nhìn cô đã bị bệnh không nhẹ rồi nếu như bệnh không chữa khỏi đời này cũng đừng mong được thả đi ra ngoài làm tổn thương người khác hoặc anh tuấn hung tợn cảnh cáo xong ôm nhạc hạ thu cũng quay đầu rời đi tôi không có bệnh tôi không có bệnh khương tuyết nhu cật lực hướng cửa leo ra muốn chạy trốn nhưng mà rất nhanh đã có vệ sĩ đi vào trực tiếp đem cô đưa vào khoa bệnh tâm thần. Bên trong chỉ có một cái giường đơn sơ dựa vào góc tường, còn có một cánh cửa sổ nho nhỏ thật cao, ngay cả một người cao lớn cũng leo không được ra ngoài. Bên ngoài cửa sắt cũng đã bị chặn lại.